Đại Hào môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 541, Kaina. Mà cưu Trang Viên vẫn chưa như là trong tưởng tượng như thế, bị chuyển thành một cái thành không, trên cơ bản còn duy trì nguyên trạng. Cát Ba giải thích nói, đây là bởi vì không có giảm nhiều đầu sư mệnh lệnh, bọn hắn không biết nên xử trí như thế nào trong trang viên hết thảy, chỉ có thể tận khả năng bảo trì nguyên trạng, chờ lấy giảm nhiều đầu sư trở về chủ trì. Không cổ phái còn sót lại hai vị giảm nhiều đầu sư sớm đã trong đêm bỏ chạy nhất thời bán hội lại nơi nào sẽ chạy về ma cưu trang viên đến cũng nên cùng thương thế khỏi hẳn lại hiểu rõ tân nhiệm đại quốc sư tô nam thái độ về sau mới tốt làm quyết định tương đối toàn bộ không cổ phái tương lai vận mệnh mà nói ma cưu trang viên giải quyết tốt hậu quả xử trí phản cũng không phải như vậy quan trọng chỉ cần tô nam đại quốc sư không truy cứu nữa không cổ phái dù là đem chọn cái ma cưu trang viên san thành bình địa cũng không tiếc tại cát ba dẫn dắt phía dưới tiêu phàm cùng cơ khinh xa tham quan nội thành hai cái điện đường tiêu phàm khẽ vuốt cằm tựa hồ đối với này tương đối hài lòng cát ba tiên sinh mang bọn ta đi ma cưu đại quốc thầy trò trước chỗ ở chốc lát tiêu phàm trực tiếp ra lệnh vâng cát ba không chút do dự lập tức khom người lĩnh mệnh tiêu phàm vẫn chưa ẩn tàng khí thức của hắn cát ba sớm đã biết vị này nhìn qua nhã nhận gầy yếu tuổi trẻ người hoa nam tử chính là vị kia diệt sát ma cưu đại quốc sư trí cường giả tại ma cưu trang viên đã sớm lưu truyền một tin tức như thế đại quốc sư chết tại một vị nước láng giềng siêu cấp hàng đầu sư trong tay vị kia nước láng giềng siêu cấp hàng đầu sư là một vị người hoa tại dạng này trí cường giả trước mặt vừa vừa bước vào hàng đầu dưới lĩnh vực không lâu tuổi trẻ hàng đầu sư không dám có chút kháng cự chi ý ma cưu nói thường sinh hoạt hàng ngày nơi trốn ngay tại mê cung phụ cận cách đó không xa một loạt độc lực tinh xá đều đều dùng loại kia đen nhánh tảng đá kiến tạo mà thành cùng thánh tuyển thành ao nham thạch là cùng một loại nhìn qua cái này sắp xếp tinh xá đen thui không chút nào thu hút tiêu phàm vừa vừa tiếp cận liền lập tức cảm giác được một cỗ sức áp chế nơi này cấm chế rõ ràng có thể áp chế thần niệm cát ba đem bọn hắn lĩnh được chính giữa một gian tinh xá trước đó nơm nấp lo sợ nói tiên sinh cái này nơi này chính là ma cưu đại quốc sư hòa nói sinh hoạt thường ngày chỗ nói, hai cái đùi thậm chí cũng nhịn không được có chút phát run. Xếp ngay ngắn tinh xá rỗng tuếch, không nhìn thấy nửa cái bóng người, an tĩnh như cùng chết tịch, âm trầm trầm, phá lệ khủng bố. Audio điện tử võ tấn bền Tốt, người đi đi, không có đạt được ta cho phép, bất kỳ người nào không cho phép tiếp cận nơi này. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, thuận miệng phân phó nói. Vâng, tiên sinh, cát ba như được đại xá, vội vội vàng vàng hướng tiêu phàm cùng cơ khinh xa cuối đầu thi lễ xoay người cũng không quay đầu lại cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này cứ việc ma cưu đại quốc sư đã vẫn lạc nơi này vẫn như cũ âm trầm kinh khủng đến mức để người ngạt thở tiêu phàm đẩy ra hờ khép tinh xá cửa phòng chậm rãi đi vào bên ngoài đồng hồ nhìn nơi này là một loạt phòng ở nhưng thật ra là phòng xếp hình thức có khách sảnh có phòng ngủ có thư phòng tiêu phàm chỉ ở phòng khách cùng trong phòng ngủ hơi chút dừng lại Liền đi tới thư phòng. Thư phòng diện tích không lớn, bố trí được tương đối đơn sơ, mang theo 10 điểm nồng đậm dị quốc tình điều. Cứ việc hiện tại là buổi chiều, đỉnh đầu liệt nói giữa trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, cái này trong thư phòng, lại là lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không đến nửa phân ấm áp, thậm chí ngay cả cơ khinh xa đều kìm lòng không đặng tới gần tiêu phàm. Cái này hoàn toàn là một cái vô ý thức động tác, cơ hồ khỏi phải trải qua suy nghĩ. Mặc kệ cường hán cỡ nào cỡ nào độc lực nữ tính cùng mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân một mình thời điểm, đều sẽ một cách tự nhiên sinh ra một loại nào đó ỉ lại biếng nhắc họ. Tiêu phàm, người nghĩ tìm cái gì? Cơ khinh xa rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo không hiểu chi ý. Chẳng lẽ tiêu phàm cũng giống như nàng, muốn xâm nhập nghiên cứu một phen hàng đầu thuật. Ta đang tìm ma cưu. a à, cơ khinh xa lấy làm kinh hãi. Ta đối ma cưu linh thân, cảm thấy rất hứng thú. Tiêu phàm đơn giản hướng cơ khinh xa giải thích một câu trước đó không lâu nam dương chuyến đi trừ xích viêm thảo tiêu phàm thu hoạch lớn nhất chính là tiếp xúc đến một cái cơ bản xa lạ lĩnh vực linh hồn lĩnh vực cái gọi là nguyên thần xuất khiếu tại châu á các loại tu tiên trong truyền thuyết đều tồn tại tỷ như nổi tiếng bát tiên đứng đầu thiết quải lý chính là nguyên thần dạo chơi về sau bị hủy nguyên thần không thể không phụ thuộc đến một cái đông lạnh đói mà chết tên ăn mày thể nổi có thể trùng sinh nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn mà thôi tiêu phàm chưa hề mắt thấy qua chân thực nguyên thần xuất khiếu. Thẳng đến nửa tháng trước, ma cưu tiêu vong, linh hồn độc lực sống sót, đồng thời có được cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Trước đó, tiêu phàm chưa hề nghĩ tới, loại tình hình này thật sẽ phát sinh. Thậm chí vô cực thuật tàng bên trong, đều không có phương diện này ghi chép. Hoặc là tại trường sinh thiên bên trong, có thể tìm tới tương quan văn tự. Nhưng người xưa kể lại, vô cực môn trường sinh thuật, thực tế đã là thần tiên cảnh giới không thành tiên, không đắc đạo, làm sao trường sinh. Cái gọi là thiên quỷ hàng, nửa người nửa linh thân thể, kỳ thật cùng nguyên thần xuất khiếu, mượn xác hoàn hồn loại hình truyền thuyết, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tiêu phàm cũng sẽ không tin tưởng, thế gian thật có loại này kỳ thuật. Trừ ma cưu tự mình biểu thị, tiêu phàm còn tại càn khôn đỉnh chi ở bên trong lấy được cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt nhắc nhở. Tiêu phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn thần niệm chi lực, có thể tại càn khôn đỉnh bên trong độc lực tồn tại. Khoảng thời gian này, tiêu phàm tại lấy thần niệm chi lực điều tra trong đỉnh tình hình thời điểm, rõ ràng cùng trong đỉnh một ít cái khác thần niệm chi lực sinh ra qua gặp nhau. Chỉ là loại này gặp nhau còn rất mơ hồ, tiêu phàm đạt được một chút tin tức hoặc là nói nhắc nhở, đều là mông lung, như có như không, đại đa số thời điểm lóe lên liền biến mất, rất khó chân chính bắt lấy hạch tâm trọng điểm. Loại biến hóa này, phát sinh ở đem phạm anh âm bộc thu lấy tiến vào càn khôn đỉnh về sau. Tiêu phàm mơ hồ cảm thấy, phải cùng hàng đầu thuật xúc dưỡng âm quỷ linh hồn chi thuật có tất nhiên liên quan. Cho nên hắn tại tân lâm thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp về sau, liền lập tức chạy về Nam Dương. Tại cùng Tô Nam giao lưu bên trong, Tô Nam cũng nói tới xúc quỷ một chút kỹ xảo cùng tâm đắc, bất quá tiêu phàm luôn cảm thấy có chút cách giày bắt ngứa, không bắt được trọng điểm. Tô Nam cũng thừa nhận, tại phương diện này, mình kém xa tít tắp ma cưu. Vẹn vẹn xúc dưỡng 12 tên âm quỷ, ma cưu liền có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trừ trong truyền thuyết lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong, đan mạn quốc chưa hề có một cái hàng đầu sư, có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Tô Nam cho rằng, đây là ma cưu thiên phú dị bẩm Bất quá, tiêu phàm lại không hoàn toàn cho rằng như vậy. Thiên phú mà bên ngoài, có lẽ còn hẳn là có nguyên nhân khác, tỉ như nói khác biệt, có lẽ nó kỳ ngộ của hắn thật giống như đoán vượng thu hoạch được thiên mục trùng mà hợp thành thiên nhãn thần thông. Muốn để lộ bí mật này, liền không thể không còn về ma cưu trang viên điều tra một phen. Tiêu phạm ánh mắt, hướng thư phòng bốn phía giá sách quét tới, song nghi có chút nhau. Những giá sách này, đại bộ phận phân đều rỗng tuếch. Chỉ có phía đông một cái giá sách bên trên, rất thưa thất trưng bày một chút thư tịch. Nhưng những sách vở này, hiển nhiên không phải tiêu phàm muốn tìm điển tịch, mà là một chút hiện đại ấn phẩm, trong đó bao quát không ít thế giới tác phẩm nổi tiếng tiếng anh bản ma cưu khi còn sống có thể nói là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác học thức rất uyên bác nơi này chỗ sâu trong trang viên thành hòa nói bên trong trừ ma cưu mình có rất ít người đặt chân ma cưu hoàn toàn không cần thiết mang lên những này ngoại văn thư tịch đến trang trí bề ngoài giả cho ai nhìn hiện tại tiêu phàm sớm đã hiểu rõ đến ma cưu đảm nhiệm đại quốc sư những năm này cũng không phải là lâu dài ở lại trong hoàng cung trong một năm chỉ ít có một nửa thời gian, hắn sẽ tại ma cưu trang viên ở lại, chỉ bất quá không có cố định đoạn thời gian. Cái gọi là hoàng cung trung cực thủ hộ giả, kỳ thật chỉ là một cái danh nghĩa, bình thường cũng sẽ không có hàng đầu sư điên cuồng đến tùy ý công kích hoàng cung, sát hại thành viên hoàng thất. Chuyện không có lợi, ai nguyện ý làm, đại quốc sư dừng chân hoàng cung, càng nhiều thời điểm, chỉ là lên một cái chấn nhiếp tác dụng. Thật muốn có hàng đầu sư thừa dịp đại quốc sư không có ở đây thời điểm, xuất thủ công kích hoàng cung sau đó cũng rất khó chạy thoát đại quốc sư truy sát mà lại trong hoàng cung rất nhiều thuật pháp cũng không thể tùy tiện bởi vậy ma cưu trang viên từ đầu đến cuối đều là ma cưu đại quốc sư chân chính căn cứ địa muốn tìm ma cưu điển tịch đi hoàng cung chỉ sợ là không có cái gì thu hoạch quá lớn còn không bằng đến ma cưu trang viên nhưng là hiện tại xem ra cái này trong thư phòng cũng không có tiêu phàm muốn tìm điển tịch a à, Cơ khinh xa bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm trầm sợ hãi thán phục, bước nhanh đi đến bên cạnh giá sách, có chút xoay người, lấy ra một bản thật dày tiếng Anh thư tịch. Tiêu phàm cũng bị bản này hấp dẫn, thế mà là thánh kinh cựu ước toàn thư, tại Nam Dương giảm nhiều đầu sư trên giá sách, thế mà tìm được thánh kinh cựu ước toàn thư, khó trách cơ khinh xa kinh thán hơn. Cái này thực sự có chút không đáp giới A, mà cưu đại quốc sư đọc lướt qua, không khỏi quá mức rộng khắp, Bất quá cân nhắc đến tiêu phàm đọc lướt qua cũng đồng dạng rộng khắp, cái này vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất. Bộ này thánh kinh cựu ước, là rất giả phiên bản, trải qua bồi, trang giấy đã ố vàng, trong sách kẹp lấy một cái phiếu tên sách. Cơ khinh xa mở ra phiếu tên sách chỗ giao diện, là Moses Ngũ Kinh đứng đầu sáng thế kỷ bên trong có quan hệ ghi chép Adam trưởng tử Kaina bộ phân. Dựa theo sáng thế kỷ ghi chép, Kaina là Adam cùng hạ bé con con trai thứ nhất, sinh họ nhận thượng đế thần Jehovah trách cứ về sau, liền rất là tức giận, đối đệ đệ của hắn Á Bá tràn ngập đố kỵ cùng cừu hận, về sau càng tại đồng ruộng giết chết Á Bá, lọt vào thượng đế trục xuất cùng đại địa chú rùa. Từ đây phiêu bạt giữa thiên địa, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không chiếm được cứu rỗi. Đoạn chữ viết này phía dưới, có người dùng bút đánh cường điệu ký hiệu. Nhưng mà cái này còn không phải tối dẫn lên cơ khinh xa cùng tiêu phàm chú ý, bọn hắn lực chú ý, bị một cái mũi tên chỉ dẫn cái này vẽ tay mũi tên chỉ hướng trang sách trống không chỗ nơi đó dùng bút than viết mấy cái cổ phát chữ tượng hình cơ khinh sa vừa nhìn thấy mấy cái kia chữ tượng hình lập tức liền ngây ngốc một chút tiêu phàm liền trưng cầu nhìn về phía nàng những này chữ tượng hình tựa hồ cũng là giáp lục đảo bản địa thổ dân sử dụng tiêu phàm xác thực không biết hấp huyết quỷ cơ khinh sa hít một hơi thật sâu chậm rãi nói đây là rơi giả thổ dân chữ tượng hình viết là hấp huyết quỷ ba chữ hẳn là ma cưu thân bút viết. chương 542, nhanh chân đến trước. Ma cưu nhận định Adam trưởng tử Kaina là hấp huyết quỷ. Như thế cùng rất nhiều học giả phỏng đoán không bàn mà hợp. Không ít học giả cho rằng, Kaina bị thần Jehovah trục xuất về sau, bởi vì nhận thượng đế cùng đại địa chú rủa trở thành bất tử thân, cuối cùng diễn hóa thành hấp huyết quỷ thủy tổ. Điều phỏng đoán này, bản thân rất bình thường, dù sao đều là xa cổ thần thoại, cũng sẽ không có người quá coi là thật mấu chốt là ma cừu cố ý tại một trang này kẹp phiếu tên sách đồng thời thêm thân bút đánh dấu có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng thái độ một vị nam dương đảo quốc giảm nhiều đầu sư làm sao lại đối tây phương hấp huyết quỷ truyền thuyết cảm thấy hứng thú như vậy đáng tiếc ma cừu đã vẫn lạc hồi phi yên diệt cái nghi vấn này không người nào có thể giải đáp cơ khinh sa lại tại đọc qua thánh kinh cựu ước phát hiện hẹn nhất bên trong có quan hệ kaina ghi chép cũng bị đánh lên cường điệu tiêu ký xem ra vị này tiền nhiệm đại quốc sư đối cai na truyền thuyết không phải bình thường chú ý hoặc là hắn chú ý không phải cai na mà là hấp huyết quỷ truyền thuyết lại cẩn thận xem trên giá sách quyển sách khác tiêu phàm cùng cơ khinh xa lại phát hiện chí ít ba bản miêu tả hấp huyết quỷ đều là tương đối tương đối cổ lão điển tịch trong đó hai bản thậm chí có thể xưng văn vật đối cái này hai bản cổ tịch tiêu phàm ngược lại là rất thích lấy ra ngoài thả ở trên bản sách đoán chừng là rời đi thời điểm chuẩn bị mang đi. Mặc kệ cái này hai bản thư ghi lại cố sự là có thể tin hay không, tối thiểu có cổ tịch giá trị. Trừ cái đó ra, tiêu phàm cùng cơ khinh xa liền không còn có cái khác thu hoạch. Nơi này không nên chỉ có những sách vở này. Cơ khinh xa nhìn qua cái khác giống vết giá sách, rất khẳng định nói. Từ trên giá sách vết tích cũng có thể nhìn ra được, nơi này trước kia còn có cái khác điển tịch, về sau bị chuyển đi. Có lẽ là bị những cái kia rời đi hàng đầu sư mang đi. Cơ khinh xa còn nói thêm, đây cũng có nhất định đạo lý, dù sao đây là ma cư thư phòng, cất dấu điển tịch, liền đại biểu cho không cổ phái truyền thừa, có lẽ tương lai không cổ phái đông sơn tái khởi, liền toàn bộ nhờ những này điển tịch. Cũng không nhất định, tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có khác nhìn thấy. Cơ khinh xa liền trưng cầu dơ lên song nghi, tiêu phàm lại không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi đến khác một cái giá sách trước đó. Tại cái này giá sách bên phải, có một cái rất không thấy được nút bấm. Tiêu phàm đưa tay đè xuống, một trận đâm đâm chi tiếng vang lên, giá sách hướng bên cạnh rời, lộ ra một cái cửa đá. Tiêu phàm cùng cơ khinh xa liếc nhau một cái, đẩy ra cửa đá. Một trận âm phong cuốn tới, tiêu phàm không cần suy nghĩ, một trường đẩy ngang, hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, lập tức liền đem cỗ này âm phong xua tan. Nhìn kỹ lại, lại là một gian mật thất, đặt vào từng dãy bàn trà. Những này bàn trà, đều đều là đen nhánh tảng đá điêu khắc mà thành. Nhưng mà, hay là rỗng tuếch, trên bàn trà cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một chút vết tích. Từ những này vết tích để phán đoán, tảng đá bàn trà phía trên, vốn nên nên trưng bày một chút xong trảo chum vài loại hình vật chứa, bất quá cũng tại trước đây không lâu bị người càn quét trống không. Tơ khinh xa khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ chi ý. Xem ra bọn hắn là thật tới chậm một bước, mét ai y ngươi, tiêu phàm bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, nhẹ nói. Cái gì, cơ khinh xa không có nghe phải quá rõ ràng, hỏi ngược một câu. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ta ở đây, cảm nhận được mét ai ngươi khí tức. Xem ra, nhanh chân đến trước, chính là vị này bá tước tiên sinh. Không phải đâu, mét ai ngươi thu thập những vật này làm cái gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn nghiên cứu hàng đầu thuật, cơ khinh xa rốt cuộc nhịn không được đại diêu kỳ đầu. Trên thực tế, nàng đối mét ai người bá tước cảm nhận, một mực rất tốt. Cứ việc cơ khinh xa cũng không nghi ngờ tiêu phàm đối mét ai ngươi phán đoán, nhưng loại kia hảo cảm, lại một mực chưa từng tiêu trừ. Trừ tiêu phàm hoài nghi, mét ai người thực tế tính được một vị tiêu chuẩn thân sĩ. Bọn hắn lần này tại Nam Dương hành động cuối cùng có thể thu hoạch được thành công, cũng cùng mét ai người trợ giúp không thể tách rời. Chỉ ít lần này, mét ai người đối trợ giúp của bọn hắn là vô tư, không có bổ sung bất kỳ điều kiện gì. Tiêu phàm trầm giọng nói, có lẽ, hắn mục đích cùng ta là đồng dạng linh hồn chi học, hắn hẳn là cũng rất muốn nghiên cứu. Tây phương con đường trường sinh, cùng đông phương con đường trường sinh, tựa hồ có chỗ khác nhau. Mà, thiên quỷ hàng, giống như lại là một loại khác mưu cầu trường sinh nếm thử. Cơ khinh xa cũng nhăn đầu lông mày, nói thế nhưng là, dựa theo phân tích của ngươi, bọn hắn không phải hẳn đã nhận được trường sinh rồi sao? Còn muốn nghiên cứu thiên quỷ hàng, làm cái gì? Căn cứ hàng đầu giới nghe đồn, coi như luyện thành thiên quỷ hàng, cũng chỉ là bán linh thân thể, cũng không thể đạt được chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh. Đối với Metai ngươi mà nói, thực tế có chút gân gà đi. Tiêu phàm lắc đầu, nói, không nhất định. Bọn hắn con đường trường sinh đến cùng là thế nào, chúng ta ai cũng không biết tường tình. Có lẽ, cùng thiên quỷ hàng, đồng dạng, có cực lớn tai họa ngầm. Metai ngươi muốn tìm được một loại nhưng để bù đắp phương pháp. Cơ khinh xa nhẹ nhàng gật đầu, tiếu nghị trên mặt, hiện lên một vòng phiền muộn chi ý nhìn qua tiêu phàm, rất chân thành mà hỏi thăm, tiêu phàm, người thật tin tưởng, trên thế giới này có con đường trường sinh A. À? Tiêu phàm cũng rất chân thành đáp, ta tin tưởng, vô cực môn lịch đại tiền bối tổ sư, tuyệt đối sẽ không gạt người. Con đường trường sinh, nhất định tồn tại, liền nhìn chúng ta có hay không cái kia duyên phân, nếu như, cơ khinh xa lần thứ nhất tại tiêu phàm trước mặt nói chuyện trần chờ Ta nói là, nếu như người đạt được con đường trường sinh, ngươi, sẽ nguyện ý cùng ta chia sẻ sao? Hội, tiêu phàm không chút do dự, không có chút nào trì trệ, lập tức gật đầu, thần sắc so vừa rồi còn phải nghiêm túc. Cơ khinh sa liền cười, như là trăm hoa đua nở, tiêu diễm vô so, tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tiêu phàm bàn tay, mềm mại thân thể, dựa sát vào nhau tiến vào tiêu phàm ôm ấp. Nàng nửa điểm đều không nghi ngờ tiêu phàm hứa hẹn, cái này cái nam nhân, cùng mét ai ngươi đồng dạng, là đông phương thân sĩ. Lời hứa ngàn vàng, cơ khinh sa thân mật cử chỉ chạm đến là thôi, rất nhanh liền đứng thẳng người, vuốt vuốt đen nhánh tóc mai, thấp giọng nói chúng ta làm sao bây giờ. Đi châu Âu tìm mét cát, tiêu phàm chậm rãi lắc đầu, song nghi nhẹ trao lại, nói sợ là chúng ta chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Nếu thật là hắn lấy đi nơi này hết thảy, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ trốn đi, yên lặng làm nghiên cứu. Trong thời gian ngắn sẽ không lại lộ diện, cơ khinh xa cắn cắn diễm lệ môi đỏ, có chút huệ hoài nói vậy chúng ta chẳng phải là muốn không công mà lui rồi thật vất vả diệt sát ma cưu nơi này hết thảy lại bị người đoạt trước một bước đều chuyển không không phải do cơ khinh xa không phiền muộn vừa nghĩ đến đây cơ khinh xa bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ met ai người đối trợ giúp của bọn hắn cũng không phải là chân chính vô tư met ai người rất có thể cũng là hướng về phía ma cưu linh hồn chi học mà đến chỉ là không có nắm chắc đối phó được vị này tại nam dương nổi danh nhất giảm nhiều đầu sư Liên tác họ lui về sau một bước, để tiêu phàm phía trước bên cạnh hướng phong hãm trận. Cùng tiêu phàm cùng ma cưu liều đến hừng hực khí thế thời điểm, hắn lại không trở ngại chút nào đem ma cưu thư phòng cùng chữ vật thất chuyển sạch sành xanh. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Đối cơ khinh xa ý nghĩ, tiêu phàm tâm lý nắm chắc, cười cười, nói, mét a y ngươi mặc dù là cái thân sĩ, nhưng hắn đầu tiên là cái cường nhân. Cường nhân phương thức làm việc, tuyệt không thụ thân sĩ quy tắc ước thúc cơ khinh xa giống tiểu cô nương như nhếch miệng, rất là khó chịu. Tiêu phàm mỉm cười, nói cũng không cần quá uể oải, ta tin tưởng có nhiều chỗ, mét ai ngươi chưa hẳn có thể tìm được. Coi như hắn tìm được, cũng chưa chắc có thể tiến vào được. Ồ, ngươi còn có cái gì phát hiện, cơ khinh xa lập tức tinh thần đại chấn, lấy ma cưu họ cách, thứ trọng yếu nhất, hắn sẽ không đặt tại như thế dễ thấy địa phương. Tiêu phàm nói, cổ tay khẽ đảo, chữ đỉnh nhỏ màu đỏ nổi lên, tại trước ngực hắn xoay chậm chậm giản dị tự nhiên tiêu phàm lập tức tay trái bấm quyết miệng bên trong niệm chú tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau đem một đạo pháp quyết đánh vào càn khôn đỉnh bên trong bảo đỉnh quang hoa đại phóng thân đỉnh đồ án lưu chuyển một cỗ âm u tĩnh mịt âm phong bỗng nhiên từ trong đỉnh tuôn ra ở trên mặt đất xoay tròn cơ khinh xa chỉ cảm thấy hàn khí tập thể trong phòng nhiệt độ không khí tựa hồ bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ từ chói trang hạ nói lập tức bước vào vào đông ngày rét. Không ngừng ở trên mặt đất xoay tròn âm phong, dần dần bắt đầu ngưng tụ ra một đạo phai mở bóng người, trước hết nhất thời điểm, như có như không, theo một cỗ hắc vụ từ trong đỉnh tràn ra, dần dần trở nên ngưng dày. Ma Cưu, tơ khinh xa một tiếng kinh hô, bỗng nhiên che lại miệng anh đào nhỏ, hai mắt trừng to lớn, kinh ngạc không hiểu. Đạo này hơn một xích cao bóng đen, dần dần miệng mũi giống như, hách lại chính là ma cư đại quốc sư bộ dáng. Cơ khinh xa lập tức ý thức được, đây là ma cưu đại quốc sư linh thân. Lúc trước ma cưu bị bắt đầu kính, linh thân hơn phân nửa tan rã ở vô hình, còn lại tiểu bộ phân, bị tô nam bản mệnh linh sủng thôn phệ một chút, vì cơ khinh xa giải trừ hàng đầu cũng tiêu hao một chút, còn lại đều bị tiêu phàm thu tiến vào càn khôn đỉnh. Sớm biết càn khôn đỉnh là vô cực môn chấn giáo tam bảo đứng đầu, có an hồn kỳ hiệu, lại không nghĩ tới, lại có thể lại xuất hiện ma cưu linh thân. Không hoàn chỉnh, chỉ là một cái hư tượng, rất ít một bộ phân. Bất quá, hẳn là còn mang theo bộ phân bản thể ký ức, hoặc là nói, chỉ là một loại bản năng ký ức. Tiêu phàm lắc đầu, nhẹ nói, không chấp mắt tiếp cận cái kia hơn một xích cao ma cư hư ảnh, tay phải ngay cả dương, không ngừng đem pháp lực rót vào càn khôn đỉnh bên trong. Hư ảnh dài đến cao hai thước thấp, càn khôn đỉnh bên trong rốt cục không còn ra bên ngoài tràn ra âm khí hắc vụ, hư ảnh cũng liền không lại lớn lên, ngơ ngác lập ngay tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất là không hề hay biết tử vật. Tiêu phàm miệng lẩm bẩm, tay trái vừa lật, một chương chu sa phù lục nổi lên, hướng về hư ảnh vào tới, ở giữa không trung hồng quang lóa mắt, hóa thành một đạo cổ phác đồ án, bổ nhào vào hư ảnh phía trên, trong chấp nhoáng liền thấm vào, bị hư ảnh hấp thu sạch sẽ. Hư ảnh thân thể chấn động, nguyên bản đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, lóng lánh yêu dị hồng mang. Cái này ánh mắt yêu dị một quét tới, cơ khinh xa không chịu được trong lòng hàn ý nổi lên, hướng tiêu phàm tới gần một bước, chăm chú tựa sát hắn, hai mắt lại là một mực tiếp cận hư ảnh, nháy mắt cũng không nháy mắt. chương 543, Ma Quân Chi Tướng Tiêu phàm tay phải giơ lên, trước người vạch cái vòng tròn. Kia linh thân hư ảnh ánh mắt yêu dị tại hắn cùng cơ khinh xa trên thân khẽ quét mà qua, không chút nào dừng lại, liền là hướng về chữ vật thất một góc, phiêu nhiên mà đi. Kia là một bức tường đá, nhìn qua cùng cái khác vách tường không có gì khác nhau đều tại vách tường chính giữa khắc hoa một loại nào đó đồ án cổ lão, tựa hồ là người thổ dân đồ đằng. Ma Cưu là thổ dân rơi già nhân bộ rơi đại tư tế, tại hắn luyện công chỗ chữ vật thất trên vách tường, khắc lên một loại nào đó đồ đằng, quá bình thường, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bao quát mét ai người dạng này ngàn năm lão hồ ly ở bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, linh thân hư ảnh tại kia mặt vách đá chi một chạm trước định, vách đá đồ đằng bên trên liền có mấy cái điểm sáng bắt đầu lấp lóe không thôi, rất nhanh, mấy cái kia điểm sáng phát ra quang mang liền nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái mới đồ án, lóa mắt sinh huy. Âm 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 thanh âm vang lên, một ngạt vô so, cả mặt tường đá đều đang chậm rãi di động, một đầu thông đạo dưới lòng đất, dần dần hiển lộ ra. Linh thân hư ảnh phiêu nhiên hướng về phía trước, đối với nơi này hết thảy, hết sức quen thuộc. Cái này hư ảnh vốn là ma cưu linh thân tàn dư bộ phân, dù nhưng đã không có tự chủ ký ức, nhưng một chút tiềm thức vẫn như cũ tồn tại, chỉ dẫn lấy nó làm ra bản năng phản ứng tiêu phàm kéo một phát cơ khinh xa non mềm tay nhỏ lặng yên đi theo phía sau bình thường mà nói không ít dưới mặt đất kiến trúc đều có không tưởng được phòng vệ biện pháp nhưng tiêu phàm cũng không phải là rất để ý dù sao nơi này là ma cư khi còn sống chỗ ở ma cư mình thường xuyên ra vào nơi đây ở đây thiết trí quá nhiều cạm bẫy ý nghĩa không lớn lại nói ma cư tại thế chi nói có can đảm từ tiện xông vào ma cư trang viên người vốn là phượng mau lân giác, mà cưu càng không cần cẩn thận quá mức cẩn thận. Cho dù có cái gì cảm bấy cơ quan, thật nghĩ làm bị thương tiêu chân nhân, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Như là tiêu phàm sở liệu, dưới mặt đất trong kiến trúc, quả nhiên không có cái gì cơ quan cảm bấy. Duy nhất để tiêu phàm cùng cơ khinh xa giật mình là, cái này dưới đất kiến trúc phi thường sâu. Đen nhánh phiến đá lát thành chật hẹp thông đạo, chỉ cho một người thông qua, một đường xoay quanh, uốn lượn hướng phía dưới dạo qua một vòng lại một vòng để tiêu phàm nhớ tới thủ đô một chút cỡ lớn bãi đậu xe dưới đất hơi mở mở một chút thật có thể thanh lái xe cho quấn choáng rơi nhưng mà vô luận là thủ đô cái nào bãi đậu xe dưới đất đều tuyệt đối khó mà cùng ma cưu cái phòng dưới đất này đánh đồng hai người đi theo linh thân sau lưng một cái tiếp một cái vòng tròn vòng xuống đi tựa hồ mãi mãi cũng vô cùng vô tận cũng không biết túi bao nhiêu cái vòng tròn cơ khinh xa nhịn không được thấp giọng nói tiêu phàm sẽ không là cái ảo giác a à có một loại mê cung thiết kế, có thể để người đầu óc sinh ra ảo giác, cho là mình đang không ngừng trước tiến vào, nhưng thật ra là tại nguyên chỗ vòng quanh mà thôi. Tiêu phàm lắc đầu, nói, sẽ không, ta làm ký hiệu. Ngay từ đầu chuyển mấy vòng tử về sau, tiêu phàm liền lo lắng cho mình sẽ tạo thành ảo giác, bắt đầu tiện tay làm ký hiệu. Kết quả cho tới bây giờ, hắn xác định không có đi quá nặng phục thông đạo. Cái này thông đạo dưới lòng đất, đúng là một mực tải đi xuống dưới. Đã đi có hai ba khắc đồng hồ quang cảnh, mới rốt cuộc cảm thấy dưới chân địa thế bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, như có lẽ đã không còn là hạ xuống thông đạo mà là trình độ trước tiến vào. Nguyên bản khô giáo thông đạo cũng bắt đầu trở nên có mấy phân ẩm ướt, từng đợt âm phong cuốn tới, thổi vào người sền sệt, rất không thoải mái. Tiêu phàm màu trắng đường trang thoảng qua phồng lên, hạo nhiên chính khí lưu truyền, đem cái này ẩm ướt sền sệt âm phong ngăn trở bên ngoài. Theo sát phía sau cơ khinh sa nở nụ cười xinh đẹp biết tiêu phàm là đang chiếu cố cảm thụ của nàng. Cái này cái nam nhân, luôn luôn như vậy cẩn thận. Tại trình độ trong thông đạo tiến lên một lát, tiêu phàm cùng cơ khinh sa đều phát giác được, đây là một cái mê cung. Không biết nguyên nhân gì, mà cừu tựa hồ đối với mê cung tình hữu độc chung. Tại trên mặt đất xây một cái cửa đại mê cung, đem toàn bộ thánh tuyển bao khỏa trong đó, còn có thể nói là lên một cái bảo hộ tác dụng, lại không biết tại cái này sâu trong lòng đất cũng xây một cái mê cung, đến là vì sao bất quá tiêu phàm tại cái này trong mê cung, cảm nhận được cực kỳ cường đại thần niệm sức áp chế, xa xa so hắn lần trước tại đông đảo quốc cử quỷ lưu tổng đàn nhận thần niệm áp chế còn mạnh hơn nhiều, thần niệm chi lực trên cơ bản không có cách nào ly thể. Cảm giác bên trên, ngay cả phiêu nhiên phía trước ma cưu linh thân, đều đã cắt đứt cùng hắn thần niệm liên hệ, chính tại thoát ly hắn trưởng khống. Tiêu phàm trong lòng run lên, thủ đoạn khẽ động, lại là một tấm bùa chú tế ra, phong trấn tại linh thân phía trên, phòng ngừa tình hình ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, tiêu phàm lo lắng không phải an nguy của mình, mà cưu linh thân chỉ còn lại có rất ít tàn dư bộ phân, không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thực chất họ tổn thương. Hắn chủ yếu là lo lắng linh thân mất khống chế bị hao tổn, vậy coi như quá đáng tiếc. Những này thời gian, tiêu phàm một mực đem thần niệm thăm dò vào càn khôn đỉnh bên trong, nghiên cứu ma cưu cỗ này tàn dư linh thân cùng từ ma cưu trang viên thu tập được cái khác âm quỷ âm khí, có phần có sở hoạch nhưng cách nghiên cứu triệt để, tự nhiên còn kém xa lắm. Hắn cũng không hy vọng linh thân ở đây thụ cái gì tổn hại. Cũng may trừ thần niệm chi lực thụ áp chế, thật không có khác ngoài ý muốn phát sinh, linh thân cũng chưa coi là thật mất khống chế. Cái này mê cung dưới mặt đất, so sánh với đồng hồ mê cung quy mô muốn nhỏ một chút, linh thân phiêu nhiên tiến lên, không có chút nào trì trệ, nhiều một chén trà quang cảnh, trước mắt rộng mở trong sáng, cuối cùng từ trong mê cung đi ra. Thông đạo cứ việc sâu xuống lòng đất, lại ánh đèn sáng tỏ dù coi như là ẩm ướt mê cung dưới mặt đất bên trong cũng thường cách một đoạn khoảng cách liền lóe lên ánh đèn sáng ngời ma cưu khi còn sống là cao quý đại quốc sư rơi già nhân bộ rơi đại tư tế, đứng đầu một phái muốn đem địa cung này toàn bộ điện khí hóa hào không làm khó dễ mới vừa đi ra mê cung tiêu phàm liền nghe tới róc rách tiếng nước chảy không khỏi cảm thấy kinh ngạc làm sao tại cái này sâu trong lòng đất còn có thể nghe tới thanh âm như vậy chẳng lẽ có sông ngầm dưới lòng đất, tiêu phàm, ngươi nhìn, cơ khinh xa bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng về phía trước, thấp giọng kêu lên. Theo cơ khinh xa xanh thảm ngón tay trông đi qua, chỉ thấy phía trước một chỗ thác nước chút xuống, bọt nước vẩy ra, tiếng vang xa xa truyền ra ngoài. Suốt cuộc không nghĩ tới, ở đây gặp được thác nước. Coi như dựa theo đánh giá thận trọng nhất, nơi này cũng đã thâm nhập dưới đất 200 mét trở lên, có lẽ còn không chỉ. Rất nhanh, Tiêu phàm cùng cơ khinh xa liền thấy rõ ràng, đây là một cái cự đại dưới mặt đất đại sảnh, hoặc là nói, là một cái dưới đất động đá vôi, nhưng là mang theo rõ ràng nhân công diều đục, trang bị thêm đèn chiếu sáng, còn có một số những người khác công công trình kiến trúc. Nhưng là tiêu phàm cùng cơ khinh xa giờ phút này không lo được những này, hai người bọn họ đều bị thác nước bên kia cảnh tượng hấp dẫn lấy. Dưới thác nước là một chỗ đầm nước, mặt nước ước chừng tại 450 cái mét vuông, đầm nước bốn phía lấy đen nhánh tảng đá xây một đạo rào chắn, rào chắn phía trên thì là từng tôn bạch ngọc điêu tố, trong đầm nước, từng sợi đen nhánh sương mù, bay lên. Cứ việc cách không gần, thấu xương kỳ hàn, hay là đập vào mặt, dù coi như là tiêu phàm, tại bất ngờ không đề phòng, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Tất cả đây hết thảy, đều cùng thánh tuyền tình hình rất tương tự. Ao nước rào chắn phía trên điêu đục bạch ngọc điêu giống, là 12 vị, 6 nam lục nữ, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật thậm chí, đến Bạch Ngọc Điêu giống dung mạo, đều cùng thánh tuyển rào chắn bên trên 12 vị pho tượng 10 điểm rất giống. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, tiêu phàm cơ khinh xa ánh mắt, chỉ ở những này điêu khắc bên trên tùy ý quét qua, liền trượt quá khứ. Chân chính gây nên bọn hắn cực độ chú ý, là thác nước về sau tình hình. Tại thác nước về sau, một cái pho tượng to lớn, như ẩn như hiện. Tòa này giấu ở phía sau thác nước pho tượng khổng lồ, thô thô xem xét, chừng cao 3, 4 trường, không phải bạch ngọc điêu thành, cũng không phải đá màu đen điêu thành, toàn thân trên dưới, trình một loại màu đỏ sậm, phảng phất là ngưng kết máu tươi, tại đèn chiếu chiếu xạ phía dưới, lộ ra phá lệ khiếp người. Đầu chịu không được có nước suối chảy xuôi, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không là anh Tuấn Tiểu Sinh. Một cỗ lang lệ vô so sát khí, đập vào mặt. Tơ khinh xa lên tiếng kinh hô, ông trời của ta, đây là vật gì? Tại lòng đất này hai ba trăm mét chỗ sâu, một cái trong động đá vôi, mà cưu hao phí khí lực lớn như vậy, điều đục dạng này một cái pho tượng to lớn, đến cùng để làm gì ý. Vẹn vẹn lấy bộ tộc đồ đằng để giải thích, là nói không thông. Thứ này, quá âm trầm, quá dư tợn, cho người ta một loại cực độ cảm giác áp bách. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, nguyên bản phiêu nhiên phía trước ma cưu linh thân, bỗng nhiên giống nhận một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán, bỗng nhiên ra tốc, nhanh như chấp hướng về thác nước về sau cự hình pho tượng bay đi tiêu phàm giật mình, lập tức tay trái bấm quyết, miệng bên trong chú ngữ chi tiếng vang lên, tay phải thành hổ chảo chi hình, lăng không bắt tới. Một cỗ to lớn hấp lực lập tức liền dính chặt ma cưu linh thân, bỗng nhiên kéo trở về. Nhưng mà ma cưu linh thân vẻn vẹn chỉ là tại không trung hơi dừng một chút, liền là tránh thoát tiêu phàm khống chế, cũng không quay đầu lại bắn về phía pho tượng. Cùng tiêu phàm lại nghĩ tế ra càn khôn đỉnh lúc, đã tới không kịp, chỉ có thể mắt thấy linh thân xuyên qua thác nước, trực tiếp chui vào, pho tượng thân thể bên trên bỗng nhiên hồng quang đại phóng ám hào quang màu đỏ biến thành màu đỏ tươi phảng phất ngưng kết khô cạn huyết dịch trong nháy mắt lại bị kích hoạt biến thành máu tươi nguyên bản từ điêu đỉnh đầu tượng chảy xuôi mà dưới nước suối giống như là nhận một loại nào đó chỉ dẫn hướng hai bên tách ra lộ ra pho tượng hình dáng pho tượng kia mũi sư miệng rộng mắt như đồng linh mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm thần thái cực kỳ mãnh ác đối với tiêu phàm dạng này đại tướng sư mà nói một chút liền có thể nhìn ra được, đây là điển hình ma quân chi tướng. nếu như là chân nhân có dạng này dung mạo, người này nhất định là một đời cái thế ma vương. tỷ như hoàng sao, tỷ như trương hiến trung, tỷ như đông đầu anh cơ, đều dài lấy điển hình ma quân chi tướng. loại này ma quân vừa hiện thế, tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời gió tanh mưa máu, thây nằm một triệu tích xương như núi. trước mắt mặc dù chỉ là một cái pho tượng, lại là đầy mắt huyết quang, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm hung sát chi khí bổ nhào mà đến, quả muốn chui tiến vào người trong xương đi, đem ngũ tạng lục phủ người thậm chí linh hồn đều thôn vệ hết. Nếu như pho tượng kia thật có nguyên hình, sớm như vậy đã nhắc lên qua một trận huyết tinh vô so nhân gian thảm kịch. Cũng không biết thời gian trải qua bao nhiêu năm, chỉ là một cái pho tượng, thế mà còn có to lớn sát khí. Mà tại pho tượng kia dưới chân, nguyên một khối màu đỏ tảng đá cũng quang hoa lấp lánh. Đây là pho tượng nền móng, tại khối này huyết hồng sắc lớn trên tảng đá, điêu khắc bốn cái đại đại hình thù kỳ quái chứ tượng hình. Thiên quỷ chi môn, cơ khinh xa gắt gao tiếp cận kia bốn chữ lớn, thì thảo nói. chương 544, thiên quỷ chi môn. Thiên quỷ chi môn, bốn chữ này vừa mở miệng, dưới thác nước đầm nước, bỗng nhiên liền lăn lộn sôi trào lên. Vốn chỉ là từng tia từng sợi chỉ trong đầm nước tràn ra âm khí hắc vụ, đại cổ đại cổ ra bên ngoài bốc lên, xoay tròn lấy, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi, nháy mắt liền kỳ hàn triệt cốt, phảng phất lập tức tiến vào 18 tầng địa ngục. Từng đợt thê lương tiếng quỷ khóc, loáng thoáng tại bốn phía vang lên. Tiêu phàm lạnh hừ một tiếng, càn khôn đỉnh bắn ra, ở trước ngực xoay tròn cấp tốc, miệng đỉnh trừ màu đỏ hỗn độn đồ án nhanh chóng mở rộng, ở giữa không trung hóa vì một cái cự hình vòng xoáy, nhắm ngay từ trong đầm nước xuất hiện đại cổ âm khí hắc vụ, phi tốc chuyển động. Một cổ âm khí hắc vụ, lập tức bị cái này trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy hút vào, tốc độ cực nhanh tiếng quỷ khóc càng thêm trở nên thê lương, mình chiêm chiếp, phảng phất có vô số lệ quỷ, từ trong địa ngục chạy ra, tại bên cạnh hai người không ngừng xoay nhanh, chu lên, trói tai vô so, gọi được lòng người bên trong từng đợt bỡ ngỡ. Tiêu phàm bờ môi hấp động, chú ngữ thanh âm cũng là càng ngày càng vang dội, rất nhanh liền vang vọng toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi, đem thê lương tiếng quỷ khóc ngạnh sinh sinh trấn áp xuống. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, dần dần linh đài thanh minh, an bình xuống tới âm vang một tiếng thật lớn trong đầm nước tâm dâng lên một cây thô to cột nước phảng phất có sinh vật gì từ trong đầm nước phi thân vọt lên lập tức cột nước tứ tán ra dầm dầm rơi về trong đầm nước thê lương tiếng quỷ khóc im bặt mà dừng nguyên bản lăn lộn sôi trào đầm nước lập tức trở nên bình tĩnh như gương đại cổ đại cổ ra bên ngoài bốc lên kỳ hàn âm khí cũng nháy mắt ẩn liếm thậm chí ngay cả róc rách mà dưới thác nước cũng rất giống bị bỗng nhiên từ đó cắt đứt không gặp lại dòng nước cô kia cự màu đỏ chót điêu khắc rốt cục hiển lộ ra toàn cảnh nhan sắc cũng từ vừa rồi huyết hồng sắc biến thành màu đỏ sậm lại không bóng sáng lấp lánh ma cưu linh thân đưa tới dị biến lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ là tiêu phàm cũng rốt cuộc không cảm ứng được ma cưu linh thân mảy may khí tức thật giống như trong động đá vôi dị tượng đồng dạng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa pho tượng kia có gì đó quái lạ cơ khinh xa thấp giọng nói nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy ma cư linh thân phi tốc chui vào pho tượng thể nội cứ thể biến mất vô tung tựa hồ linh thân cùng pho tượng ở giữa tồn tại một loại nào đó bản năng liên hệ cơ khinh sa thậm chí cảm giác linh thân cùng pho tượng có lẽ nguyên bản là một thể linh thân là pho tượng thần hồn thế nhưng là cái này linh thân rõ ràng là ma cư hồn phách biến thành cơ khinh sa có chút cảm thấy lẫn lộn tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy đem càn khôn đỉnh thu hồi lại thả ra thần niệm chi lực đi đến quan sát nguyên bản nơi đây đối với hắn thần niệm chi lực nghiêm trọng áp chế, thần niệm chi lực thậm chí ngay cả ly thể đều khó mà làm được. Nhưng hắn cùng càn khôn đỉnh ở giữa liên quan, không phải bình thường, nơi này cấm chế chi lực mạnh hơn. Cũng vô pháp cắt đứt hắn thần niệm chi lực cùng càn khôn đỉnh câu thông. Chốc lát, tiêu phàm hài lòng gật gật đầu, cứ việc bất ngờ không đề phòng, mất đi ma cưu linh thân tàn dư bộ phân, lại ở đây thu tập được đủ nhiều địa mạch âm khí. Từ khi ngắt lấy xích viêm thảo về sau, thánh tuyền bên trong địa mạch âm khí. Cơ bản tiêu hao hầu như không còn, không có bao nhiêu lưu lại. Không nghĩ tại cái này sâu trong lòng đất, địa mạch âm khí vẫn như cũ mãnh liệt như thế. Sự thật chứng minh, nơi này địa mạch âm khí, coi như không phải thiên hạ trí âm chi khí, cũng không khác nhau lắm. Tại luyện chế thanh linh đan trước đó, trừ hai cánh hoa. Tiêu phàm còn để lại xích viêm thảo hạt giống, cùng cánh hoa tương đối, xích viêm thảo hạt giống không có chút nào chỗ thần kỳ, không có một tơ một hào sinh mệnh tinh khí hiện lên, cùng phổ thông hoa cỏ hạt giống không có gì khác nhau. Bất quá tiêu phàm vẫn như cũ đem hạt giống này sắp đặt tại càn khôn đỉnh bên trong, lấy địa mạch âm khí tiến hành tầm bổ. Khiến tiêu phàm giật mình là, từ khi đem xích viêm thảo hạt giống thả tiến vào càn khôn đỉnh bên trong về sau. Trong đỉnh chứa đựng địa mạch âm khí ngày càng giảm bớt, tựa hồ bị thứ gì hấp thu đi. Qua mấy ngày lại quan sát xích viêm thảo hạt giống tình huống, lại phát hiện thoảng qua lên chút biến hóa, so sánh với lúc trước giống như nhiều như vậy một chút điểm sóng linh khí cứ việc loại biến hóa này cực kỳ yếu ớt tiêu phàm hay là bén nhạy phát giác được tiêu phàm cơ hồ lập tức kết luận cái này là địa mạch âm khí tẩm bổ công lao xích viêm thảo vốn là sinh trưởng tại thánh tuyền bên trong những này địa mạch âm khí lấy từ thánh tuyền chính là dùng được chi vật tiêu phàm nơi này hẳn là ngay tại thánh tuyền chính phía dưới a cơ khinh xa lần nữa đánh giá dưới mặt đất động đá vôi hỏi vừa rồi trải qua kia hình đinh ốc thông đạo một đường hướng phía dưới, lại trải qua một cái cỡ nhỏ mê cung, lại có phương hướng cảm giác người, cũng vô pháp tiến hành phán đoán chuẩn xác cùng định vị, chỉ có thể bằng suy đoán. Nhưng nơi đây kỳ hàn âm khí, thậm chí so sánh với thánh tuyển càng sâu, hẳn là suốt từ một thể. Cuống hồ, nơi này còn có một cái cổ quái pho tượng, còn khác lấy thiên quỷ chi môn bốn chữ lớn, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị chi khí. Hẳn là, tiêu phàm gật gật đầu, khẳng định đáp phỏng đoán của hắn, cùng cơ khinh xa là đồng dạng. Đi, đi qua nhìn một chút, mắt thấy động đá vôi bên trong bỗng nhiên an yên tĩnh, lại không có cái khác gì tưởng dị hưởng, tiêu phàm liền thu hồi bảo đỉnh, nhanh chân hướng về đầm nước bên kia đi đến. Lúc trước pho tượng kia cùng nền móng đều bị thác nước chỗ che lấp, bốn phía lại là hắc khí lượn lờ, thấy mơ mơ hồ hồ, rất không chân thiết. Bây giờ thác nước bỗng nhiên ngăn nước, hắc khí cũng tiêu tán phải sạch sẽ, cả tòa pho tượng cùng nền móng đều thấy thanh thanh sở sở, chỉ bất quá đi vài bước, tiêu phàm cùng cơ khinh xa liền đều híp mắt một chút con mắt. Trừ thiên quỷ chi môn bốn chữ lớn, nền móng phía trên, còn điêu khắc từng hàng chữ nhỏ, chỉ là kiểu chữ thực tế quá nhỏ, lại lâu dài bị nước chảy cọ rửa, cách xa, chỉ thấy đen xì một mảnh, nhìn không rõ ràng. Lại đến gần một chút, tiêu phàm song nghi nhẹ nhàng dương lên. Thiên quỷ chi môn phía dưới từng hàng chữ nhỏ, thế mà là chữ hán, không còn là rơi ra người thổ dân chữ tượng hình. Cứ việc ma cưu đại quốc sư hán ngữ nói đến 10 điểm lưu loát, có phần bỏ công sức ra khá nhiều. Nhưng ở cái này sâu trong lòng đất, rõ ràng dị vực chi địa, tại một cái tà ác thần ma điêu khắc phía dưới, khắc lấy từng hàng hán văn, vẫn làm cho tiêu phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là nguyên văn, cơ khinh xa bỗng nhiên nói, cũng chừng lớn uyển chuyển hai mắt, tiếp cận nền móng bên trên từng hàng chữ nhỏ. Cơ khinh xa có ý tứ là nói, cái này nền móng bên trên văn tự, cũng không phải là xuất từ rơi ra người thổ dân điển tịch, mà là bắt nguồn từ một loại nào đó hán văn điển tịch. Không biết nguyên nhân gì, mà cưu để người đem những này hán văn khắc vào điêu khắc phía dưới. Thông tục tới nói, đây chính là nguyên văn, không có trải qua phiên dịch, càng không có trải qua tân trang. Tiêu phàm không có trả lời chắc chắn, hoàn toàn bị những văn tự này hấp dẫn lấy. Đoạn chữ viết này cũng không quá dài, chỉ có chỉ là mấy trăm chữ, lại chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất không đủ một trăm chữ, không đầu không nuôi tựa hồ là một loại nào đó tu luyện công pháp mấu chốt thậm chí xuất hiện trường sinh hai chữ làm châu á thuật pháp tông sư tiêu phàm cơ hồ lập tức liền cảm thấy đoạn chữ viết này bao hàm rất thâm ảo đạo lý tựa hồ là truyền thừa rất cổ xưa nhưng lại không giống lắm là hoàn toàn đạo môn thuật pháp có vẻ như cùng vô cực môn điển tịch có phần có chỗ giống nhau chỉ là cùng vô cực môn hiện hữu bất luận cái gì một bộ trọng yếu điển tịch nội dung đều không có chút nào ăn khớp chỗ tiêu phàm cũng liền không dám khẳng định mà huống hồ làm tu luyện công pháp, đoạn văn này khẳng định là không hoàn chỉnh. vẹn vẹn chỉ bằng mấy câu nói đó, dù coi như thiên phú cao như tiêu chân nhân cũng rất khó suy luận ra toàn bộ công pháp tới. tiêu phàm dựa theo cái này mấy chục cái chữ miêu tả, âm thầm một vận hơi thở, chỉ cảm thấy trong đan điền bỗng nhiên trở nên nóng hổi, sinh sôi ra một dòng nước nóng. còn không có cùng tiêu phàm tiến hành dẫn đạo, cỗ nhiệt lưu này liền theo đới mạch du tẩu một vòng, toàn bộ phần bụng lập tức trở nên nhiệt khí bốc hơi đan điền khí hải hạo nhiên chính khí, lại ẩn ẩn có lăn lộn sôi trào chi ý. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, vội vàng đình chỉ vận hơi thở, đem đan điền khí hải lăn lộn sôi trào chi ý cưỡng ép, ép ép xuống. Loại này trước không được phía sau thôn không được cửa hàng công pháp, vận hơi thở, khẳng định có lấy rất nhiều không tưởng được tai họa ngầm, nơi này lại nguy cấp ám nằm, tuyệt không phải phỏng đoán tu luyện nơi tốt, hay là không nên gấp tại mạo hiểm nếm thử tốt. Dù là như thế, hơi một vận hơi thở liền có thể gây nên kịch liệt như vậy phản ứng, hay là hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm dự kiến. Có thể suy ra chính là, công pháp này nếu như đầy đủ, khẳng định khó lường, thậm chí không chút nào tại vô cực môn truyền thừa công pháp phía dưới, có lẽ uy lực càng thêm cường đại. Tiêu phàm bên này còn chưa hoàn toàn đình chỉ vận hơi thở, chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, một con non mềm tay nhỏ bỗng nhiên đưa qua đến, cầm tay của hắn, cơ khinh xa một cái tay khác che bụng dưới, thân thể có chút uốn lượn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tiêu Phàm ngón tay một dựng cơ khinh sa mạch cổ tay, lập tức liền phát giác được một cổ chân khí cường đại ngay tại kinh mạch của nàng ở giữa tán loạn. Không hề nghi ngờ, cơ khinh sa cũng đang thử dựa theo nền móng phía trên công pháp vận hơi thở. Một cái không quan sát, chân khí liền đi xóa. Nếu là một thân một mình lúc luyện công pháp sinh loại tình hình này, kia là tương đương hung hiểm, làm không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Phàm vội vàng vận khởi hạo nhiên chính khí cuồn cuộn xuyên vào cơ khinh xa thể nội, đem kia cố cuồng loạn chân khí cưỡng ép ép xuống, chậm rãi đạo nhập đi vào trong đan điền. Cơ khinh xa cái này mới nhẹ nhàng thở vào một cái, đứng thẳng người, lòng vẫn còn sợ hãi nói tốt công pháp bá đạo. Tiêu phàm nói, xác thực như thế, hay là không nên tùy tiện nếm thử tốt. Cơ khinh xa còn nói thêm, công pháp này giống như cùng chúng ta hà lạc phái công pháp bất tương dung, ta về sau cũng không dám lung tung nếm thử. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, Bắt đầu nhìn nền móng phía trên đoạn thứ hai văn tự. Đoạn thứ hai văn tự so đoạn thứ nhất dài, ước chừng là hơn 200 chữ, lại miêu tả phải 10 điểm huyền diệu. Là cho nên, chúng diệu luân hồi, thiên quỷ xuất thế, tu la địa ngục, không coi là khổ. Cơ khinh xa miệng bên trong nhẹ đọc lên tiếng, quay đầu nhìn về phía tiêu phàm, trong mắt tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc. Tiêu phàm, đây là ý gì? Tiêu phàm sắc mặt đã kinh biến đến mức 10 điểm nghiêm trọng, nhưng không có vội vã trả lời cơ khinh xa. Căn cứ đoạn chữ viết này miêu tả, tại một loại nào đó cơ hội thích hợp thời điểm, thiên quỷ sẽ xuất thế, nhân gian lại biến thành tu la địa ngục. Chẳng lẽ, cái này thiên quỷ, chỉ là ma cư? Cơ khinh xa lại hỏi, thanh âm càng thêm mê vóng. Tiêu phàm vẫn là không có nói chuyện, nhưng trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại dự cảm vô cùng không tốt. Có lẽ, cái này thiên quỷ chỉ cũng không phải là ma cư. mươi 545, tiêu gia khí vận nghịch chuyển. Cuối thu thời tiết, thời tiết dần lạnh, châu Á kinh sư nơi nào đó tứ hợp viện bên trong, lại là hoan thanh thiếu ngữ, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Ấm áp trong sảnh, trên bàn trà bầy biện hàng tươi hoa quả, vừa mới ngắt lấy không lâu thu tóc màu trà ra lượn lờ thanh hương. Tiêu lão gia tử tựa ở làm bằng gỗ kiểu cũ ghế sofa bên trong, nhìn qua chính khải khải mà nói tiểu tôn tử, mặt mày mỉm cười, rất là vui mừng. Lão gia tử sắc mặt hồng nhuận, thân thể so sánh với năm ngoái, còn thoảng qua mập chút, lộ ra cực kỳ khỏe mạnh. Cho dù ai cũng nhìn không ra đến, ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, vị lão nhân này đã hai lần ra vào tổng bệnh viện, hai lần bị trong nước đứng đầu nhất chuyên gia y học tuyên cáo bệnh tình nguy kịch. Hiện tại tiêu lão gia tử, so đại đa số người đồng lứa đều muốn khỏe mạnh, nhìn qua càng ngày càng trẻ. Nhất là để tiêu phàm vui mừng là, nguyên vốn đã bị trời cơ chi lực che đậy phải nghiêm nghiêm thật thật lão gia tử tướng mệnh, lại bắt đầu hiển hiện ra. Cứ việc phi thường mơ hồ, không rõ ràng, nhưng ở tiêu phàm loại này đại tướng sư trong mắt, một tí tẹo như thế mánh khóe, đã đầy đủ. Lão gia tử tướng mệnh, rõ ràng đã bị đổi lại đến, hoàn toàn nghịch chuyển như lúc ban đầu. Dung thiên tổ sư cho hắn tạo thành tổn thương, đã bị triệt để tiêu trừ. Lão tiêu ra khí vật, ngay tại dần dần khôi phục. Điểm này, từ phụ thân hắn tiêu chạm trên mặt cũng có thể nhìn ra được. Ngay tại trước đó không lâu, tiêu chạm bàn giao việc quan bộ trưởng chức vụ, tiến về nào đó bớt làm việc, đứng hàng biên giới. Tiêu Phạm lần nữa từ Nam Dương trở về trong nước thời điểm, tiện đường đi nào đó bớt thăm hỏi phụ thân. Trước kia trầm thích tại tiêu trạm trên mặt kia có u ám chi khí, sớm đã tiêu tán. Bị trời cơ che đậy nhất phẩm tướng mệnh hiển lộ mà ra, ấn đường tỏa sáng, chân núi rõ ràng, thiên đình tử khí mờ mịt, làm thịt thần khí độ nghiễm nhiên. Tiêu phàm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, chẳng những lão gia tử tướng mệnh hoàn toàn nghịch chuyển, mạng của lão tử tướng cũng đã nghịch chuyển trở lại quỹ đạo ban đầu bên trên phen này mạo hiểm cuối cùng không có uổng phí thậm chí ngay cả hắn tướng mệnh của mình đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp đương nhiên đây không phải tiêu phàm mình nhìn ra mà là nhị sư huynh văn thiên nhìn ra từ lần trước cùng tây vực phu sư sau đại chiến văn nhị thái ra liền một mực tỏa trấn chỉ thủy xem tiêu phàm từ nam dương một trở về văn thiên liền rất ngạc nhiên phát giác tiêu phàm tướng mệnh Tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Lấy lúc trước cái loại này các loại ác nghịch gia thân tướng lý đã tiêu tán không ít. Mặc dù cùng tiêu phàm trước kia thiên tử mệnh tướng so, từ còn là kém xa tiết tắp, nhưng so sánh với nghịch thiên cải mệnh về sau gia ác gia thân lại là phải tốt hơn nhiều. Văn Thiên lúc này quyết định lại bốc lên trời cơ phản vệ phong hiểm, vì tiêu phàm thôi diễn máu tướng, thôi diễn kết quả biểu hiện, tiêu phàm tướng mệnh quả thật phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, chỉ bất quá loại biến hóa này cực kỳ phức tạp, lấy văn thiên tại tướng thuật bên trên cao thâm tạo nghệ, cũng chỉ có thể ngắm hoa trong màn xương, mơ hồ hiểu rõ đến một lớp da mau. Văn thiên lấy phi thường mê hoặc giọng điệu nói cho tiêu phàm, trên người hắn trời cơ che đậy chi lực. Mặt ngoài nhìn, là tiêu tán không ít, nhưng trên thực tế là tăng thêm, từ máu tướng thôi diễn quá trình bên trong liền có thể phát giác được, một chút chỗ mấu chốt nhất, bị che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Sư đệ, nhất định có chút chuyện đặc biệt phát sinh, chỉ là chúng ta rất khó dự báo. Đây là văn nhị thái gia đối tiêu phàm nói nguyên thoại. Tiêu phàm ngược lại là rộng rãi, đã đến một bước này, kia liền không có gì đáng sợ, một mực từng bước một đi qua, thiên mệnh như thế nào. Đã lâu không đi quản hắn, tiêu phàm lấy được xích viêm thảo cánh hoa, văn thiên tự nhiên cũng nhìn, vừa tiếp xúc với loại kia rồi rào vô cực sinh mệnh tinh khí, văn thiên liền vui mừng quá đỗi căn dặn tiêu phàm phải nhanh một chút đem cái này cánh hoa luyện chế thành đan dược, lấy lợi trường kỳ bảo tồn. Văn Thiên khẳng định, dùng xích viêm thảo cánh hoa luyện chế mà thành đan dược, có lẽ tại hiệu quả bên trên còn không thể cùng thiên vương đan đánh đồng, nhưng cũng tranh lệch sẽ không quá xa. Mà lại, hiệu quả không bằng thiên vương đan, cũng không phải là bởi vì xích viêm thảo dược hiệu không được, chủ yếu vẫn là luyện đan người tu vi không bằng. Tiêu phàm thân là vô cực môn đương đại trưởng giáo, ở đây thuật pháp suy vi tận thế, đã có thể xưng một đời tông sư. Nhưng mà hắn chưa đạt thành luân hồi tướng cảnh giới đại viên mãn, mà luyện chế thiên vương đan, người xưa kể lại, ít nhất phải có thiên nhân cảnh tu vi tiêu chuẩn, đem sơn tinh thủ quái mệnh lý dung nhập đan trong dược, lấy chi thay kiếp, thiên vương đan cho nên có khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh công hiệu. Nếu như tiêu phàm tu vi lên tới thiên nhân cảnh, có thể lấy sơn tinh thủ quái thay kiếp, lấy xích viêm thảo thần hiệu, luyện chế ra đến đan dược, hiệu quả tuyệt đối không tại thiên vương đan phía dưới, thậm chí luyện chế ra đến trực tiếp chính là thiên vương đan. Dù là như thế, cái này xích viêm thảo cánh hoa, hay là sớm ngày luyện thành đan dược tốt. Tiêu phàm ác làm trái mệnh cũng chưa hoàn toàn nghịch chuyển, còn đường phía trước nhiều gian khó, đem dạng này một viên có khởi tử hồi sinh công hiệu đan dược mang theo trên người, trong đầu muốn an tâm phải nhiều. Tiêu phàm rất tán thành, nguyên bản luyện chế đan dược, già nhi sở trường nhất chi tiết già nhi còn lưu tại lão quân núi khôi phục thân thể chiếu già nhi bản ý tự nhiên là nghĩ muốn đi theo tiêu phàm trở về chỉ thủy xem hai người ân ân ái ái quấn triển miên miên chẳng phải là tốt làm sao lâm thanh loan kiên quyết không đáp ứng vị này thanh loan cung chủ kiên quyết muốn đem đồ nhi giữ ở bên người các thân thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu lại cân nhắc có phải là tiếp tục thực hiện nàng cùng chỉ thủy tổ sư ước định ban đầu chiếu thanh loan cung chủ ý tứ trong lời nói tiêu phàm hèn hạ vô sỉ lợi dụng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cơ hội lừa gạt không có chút nào tình cảm kinh lịch tân lâm cướp đi nàng tấm thân xử nữ đã phá hư ước định nàng còn không có tìm triệu chỉ thủy tính sổ sách đâu tiêu phàm không lay chuyển được vị này tính tình cực cưỡng thất diệu cung chủ già nhi lại không muốn vụng trộm cùng hắn chạy mất lệnh sư cha thương tâm khổ sở đành phải tạm thời lưu tại lão quân núi thanh thản ổn định dưỡng thương một ngày này vừa vận tiêu trạm hồi kinh sư học trùng hợp chính là Tiêu Thiên cũng hồi kinh sư chạy việc, phụ tử ba người liền hẹn nhau cùng một chỗ, đuổi tới nhà cấp 4 đến thăm lão gia tử. Lão gia tử tự nhiên rất là vui vẻ, giữa trưa lúc ăn cơm, phá lệ uống nhiều một chén nhỏ hoàng tử. Mọi người bồi tiếp lão gia tử dùng xong cơm trưa, tại trong sảnh ngồi xuống, cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện. Tổ tôn phụ tử bốn người, tiêu Trạm cùng tiêu phàm đều là kiệm lời ít nói người, tiêu thiên tương đối hoạt bát, trên một điểm này, tiêu thiên cùng ra ra càng giống một chút trên cơ bản chính là hắn tại làm báo cáo báo cáo trước đây không lâu tiêu thiên quan thăng một cấp chính thức đảm nhiệm hồng sơn chấn đảng ủy thư ký tiếp tục kiêm nhiệm hồng sơn thôn tri bộ bí thư la châu huyện hồng sơn chấn đảng ủy thư ký nói trắng ra cũng chính là cái chính khoa cấp cán bộ tại kinh sư tử đệ bên trong một cái chính khoa cấp thực tế không có gì để nói nhiều miệng cấp bậc so tiêu thiên cao chỗ nào cũng có vừa nắm một bó to ngay cả tiêu phàm đều là tông giáo cục phó sư cấp cán bộ chỉ bất quá, tiêu trưởng phòng những năm này, cơ bản không thế nào tại trong cuộc lộ mặt qua. Nhưng có chính trị thường thức người đều hiểu, tiêu thiên cái này trấn hủy bí thư chính khoa cấp cùng kinh sư lớn nha môn trong cơ quan chính khoa cấp, hàm kim lượng hoàn toàn không giống. Từ thời đường bắt đầu, không lịch châu huyện, không mô phỏng đài bớt, sớm đã trở thành quan trường quy củ bất thành văn. Bản chiều đóng đô về sau, đa số triều đình đại quan trừ thụ, trên cơ bản cũng tuần hoàn theo dạng này quy tắc. Tiêu Thiên từ Hồng Sơn trấn Đảng ủy phó thư ký kiêm Hồng Sơn thôn chi bộ bí thư thăng nhiệm Hồng Sơn trấn Đảng ủy thư ký, cấp bậc bên trên chỉ thăng nửa cách, trên thực tế là một cái chất tiến bộ. Một cái chấn, mấy vạn nhân khẩu, chim sẻ dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, có thể khi tốt trấn ủy bí thư, cũng liền mang ý nghĩa có cơ sở khối khối bên trong kinh nghiệm làm việc, mà lại là người đứng đầu kinh nghiệm làm việc. Tại lý lịch bên trên, cái này sẽ vì Tiêu Thiên tăng thêm một trang nổi bật. Tìm đọc một ít lãnh đạo lý lịch, không khó coi đến dù coi như chủ yếu tại từng cái từng cái bên trong cất nhắc cán bộ lãnh đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chủ chính địa phương tư lịch, dù là thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần có mấy tháng như vậy, lý lịch bên trên liền sẽ tốt vô cùng nhìn. Đã có phong phú cơ quan kinh nghiệm làm việc, lại có chủ chính một phương kinh nghiệm làm việc, có thể chịu được chức trách lớn. Ban đầu ở tiêu phạm huy bước lợi dụ phía dưới, tiêu thiên cực không tình nguyện rời đi kinh sư, đi hồng sơn thôn khi thôn cán bộ, trên thực tế tiêu gia trưởng bối đều cũng không coi trọng hắn, nhất là tiêu chạm, từ đầu đến cuối đối cái này không đứng đắn tiểu nhi tử lòng mang lo nghĩ. Nhưng mà tiêu thiên là thật sự phát sinh biến hóa, ngắn ngủi thời gian một năm không đến, phơi làn da ngăm đen, người gầy đi trông thấy, lại so trước kia tinh thần nhiều, cả người đều tản mát ra một cỗ hăng hái hướng lên khí chất. Lại nghe lấy tiêu thiên miệng lưỡi lưu loát kể rõ mình tại Hồng Sơn chấn Hồng Sơn thôn một hệ liệt thi chính biện pháp, tiêu chạm rốt cục vững tin, cái này hắn coi thường nhất mắt tiểu nhi tử, quả thật bên trên chính đạo. Cứ việc Hồng Sơn chấn đảng ủy thư ký, vẻn vẹn chỉ là nhìn dặm hoạn lộ bước đầu tiên, nhưng có cái này tốt đẹp bắt đầu, tăng thêm tiêu thiên chính mình thông minh tài trí cùng cố gắng, lại thêm lão tiêu nhà khổng lồ chính trị tài nguyên, tiêu thiên tương lai tại hoạn lộ bên trên đại triển thân thủ, cơ hồ là khẳng định. Chỉ cần tiêu thiên mình không chịu thua kém, tiêu chạm đem tận hết sức lực đến bồi dưỡng đứa con trai này. Bất quá tại tiêu phàm trong mắt, tiêu thiên tướng mạo, tựa hồ không bằng ra ra cùng phụ thân như thế sáng tỏ tiêu thiên thiên tử mệnh trí tôn tướng, không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ rõ ràng như vậy, suối quẩy cũng đã tiêu tán. Thế nhưng là tiêu phàm lại tại tiêu thiên trên chán, phát giác được một tia mốc meo chi cực suối quẩy. Theo lý loại này suối quẩy, tuyệt không nên nên xuất hiện tại hai mười mấy tuổi người trẻ tuổi trên thân, nhất là không có khả năng xuất hiện tại tiêu thiên trên mặt. Thiên tử tướng mệnh, trí tôn bá khí, bình thường tà mị há có thể cận thân. Loại tình hình này, quả thực lộ ra cổ quái. Tiểu phàm, người đây người phiền phức giải không bao giờ tiêu phàm chính đem lực chú ý đặt ở đệ đệ tướng mạo phía trên không dưỡng già gia tử bỗng nhiên chuyển hướng hắn mở miệng hỏi thăm gia gia phiền phức của ta đã giải quyết xong không có vấn đề tiêu phàm lập tức mỉm cười đáp hắn minh bạch gia gia lo lắng cứ việc lão gia tử không hiểu thuật pháp lại đã sớm đoán được vì cho hắn chữa bệnh tiêu phàm hao phí cực lớn tâm huyết thậm chí trêu chọc phiền phức rất lớn liền mắt tình hình trước mắt mà nói hắn vẫn chưa nói dối. Đám kia Tây vực thuật sư, tại đấu pháp vào lúc ban đêm, liền suốt đêm rút khỏi kinh sư, thậm chí trong đêm thoát đi hoa hạ, trốn xa nước khác. Giang Đạo Minh cũng không thấy bóng dáng, tin tưởng trải qua này trọng thương, trong thời gian ngắn, bọn hắn tuyệt không còn dám ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, cũng cùng không cho đến lúc đó, tiêu phàm đã quyết định muốn truy xét đến ngọn nguồn, dạng này hung tàn cường địch, nếu như không chảm thảo trừ căn, trong lòng từ đầu đến cuối sẽ không an tâm, chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí một lần nữa giết trở lại đến, cũng không biết sẽ nhấc lên cái dạng gì gợn sóng. Tiêu phàm là người tốt, nhưng tuyệt không phải là người tốt. Nên lòng giả ác độc thời điểm, quyết không nương tay. chương 546, quỷ nhập vào người thượng. Ca, người nói chuyện này, có kỳ quái hay không? Tại hoa nhài hội sở trong bao xương, tiêu thiên uống đến thoảng qua có chút cao, dắt lấy tiêu phàm nói. Nhị ca, Chuyện gì a? À? Tiểu Quế Tử cùng Giang Vũ Thành bọn người đồng loạt rũi cổ hỏi. Đã tiêu nhị ca trở lại kinh sư, Tiểu Quế Tử Giang Vũ Thành cùng hồ bằng cầu đảng, là khẳng định phải cùng một chỗ góp một góp. Tốt như vậy ca môn, không họp gặp cái kia đi. Tiêu Thiên Kỳ thật cũng không quá am hiểu uống rượu, cùng Tiêu Phàm kia kinh thiên động địa tử lượng, hoàn toàn không có cách nào so. Mỗi lần loại thời điểm này, trong đầu một cao hứng, liền dễ dàng uống say. Hôm nay cũng bởi vì là Tiêu Phàm tại, tiêu thiên rất có tiết chế, không phải đã sớm say như chết. Dù là như thế, tiêu nhị ca hay là hơi có điểm mê rượu, cũng may trừ thoáng hưng phấn chút, mồm miệng còn tính toán rõ ràng. Ca, người khả năng không biết a. À. không Hồng Sơn chấn nháo quỷ, người nói xong cười không buồn cười. Nháo quỷ, tiêu phàm xong nghi có chút dương lên, tiêu thiên lớn miệng nói, đúng đúng đúng, trước mấy ngày, mạnh mẽ thanh một cái đến đây khảo sát ngoại thương dọa cho choáng, miệng đầy nói mê sảng. Khi hi hi, cái kia có chuyện như vậy a à, nhị ca ngươi nói đùa a à. tiểu quế tử cũng uống hơi nhiều cười hì hì ngắt lời nói tiểu quế tử ngươi chừng nào thì thấy nhị ca cùng ngươi mở qua trò đùa ta nói cho ngươi việc này còn thật có chút cổ quái chúng ta trong trấn xây dựng thêm khu công nghiệp kết quả đào đến một cái cổ mộ bầy cổ mộ bầy tiêu bí thư các ngươi trong trấn tìm tới cổ mộ bầy rồi tiêu thiên lời này vừa ra miệng liền có người kinh a một tiếng rốt cục nhịn không được ở một bên ngắt lời. Vị này xen vào người, mặc một thân hoa hồng tử váy áo, mắt ngọc mày ngài, kiểu diễm vô song, chính là Uyển Thiên Thiên. Nghe nói tiêu phàm muốn cùng các bằng hữu uống rượu, Uyển Thiên Thiên lập tức liền la hét muốn cùng tới. Nàng liền là ưa thích cái náo nhiệt, cân nhắc đến tiêu phàm bằng hữu đều là kinh sư mặt đất tai to mặt lớn công tử ca nhi, Uyển Đại Đương ra liền hướng tiêu phàm cam đoan, nhất định ngoan ngoãn, thuộc nữ đến cùng, Tuyệt không kinh hãi đến tiêu nhất thiếu ca môn. Đối Huyền Thiên Thiên, tiêu phàm biện pháp không nhiều, trên cơ bản liền không có cái kia một lần cố chấp qua nàng. Nhà đầu này minh bạch không sai lầm biểu thị muốn dây dưa đến cùng quyết tâm, mà lại nàng cũng xác thực cùng tiêu phàm thành khẩn tương đối, ra mắt qua, tựa hồ rất có tư cách này. Tiêu phàm chỉ có thể kiên trì, đi một bước nhìn một bước. Tự nhiên, tự ở sâu trong nội tâm, tiêu phàm tuyệt không ghét Huyền Thiên Thiên có nam nhân kia sẽ thật chán ghét huyền thiên thiên loại này tuyệt thế mỹ nữ. Trừ phi có mau bệnh, chỉ bất quá tiêu chân nhân đến bây giờ cũng không có làm tốt trái ôm phải ấp tâm lý chuẩn bị. Đạo khảm này muốn vượt qua, có vẻ như cần một cái rất lớn thời cơ. Nếu như không có ngoại lực thôi động, chỉ dựa vào tiêu chân nhân mình, thật đúng là không có xử lý phát phục tâm lý của mình chướng ngại. Huyền thiên thiên vừa xuất hiện trên tụ hội, lập tức liền đem tiểu quế tử giang vỗ thành cái này người liên can sáng rõ choáng đầu hoa mắt tại cơ khinh xa chó trận bọn hắn gặp qua uyển thiên thiên lúc ấy liền kinh động như gặp thiên nhân chỉ là lại không nghĩ tới cái này kiều diếm tươi đẹp thanh thuần động lòng người tiểu cô nương lại xuất hiện tại lão đại bên người có vẻ như lão đại mỹ nữ bên cạnh liền không có một cái không siêu quần bạt tụy không phong tình vạn trùng chỉ là vị này nhìn qua có chút nhỏ cũng không biết cao trung tất không có tốt nghiệp giống như cùng phương du mỹ không sai biệt lắm thiên thiên cũng là giữ lời hứa tụ hội quá trình bên trong biểu hiện được quy củ có ngồi tư thế ngồi đứng có đứng tướng cười không lộ răng thuộc nữ có phải hay không toàn bộ một theo người chim nhỏ không có toát ra mảy may nữ ma đầu bá khí này sẽ tiêu thiên bỗng nhiên nói đến cổ mộ lập tức liền đem uyển thiên thiên kiềm chế thật lâu lòng hiếu kỷ lý câu lên cũng coi là phản xạ có điều kiện đi đúng vậy a à, là cổ mộ bày. tiêu thiên nỗ lực ngồi thẳng người nói đối đại ca nữ nhân bên cạnh Tiêu Thiên duy trì đầy đủ lễ phép cùng tôn trọng. Mặc dù hắn một trận cho rằng Tân Lâm mới là tương lai đại tẩu, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm không có kết hôn, vậy liền hết thảy đều có thể có thể. Nói không chừng có một ngày, cái này tươi đẹp Việt luân thiên thiên, liền thành hắn đại tẩu đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người nói rõ chi tiết rõ ràng. Tiêu Phàm lại nhăn đầu lông mày, rất chân thành nói. Bình thường mà nói, đừng bảo là phổ thông cổ mộ bầy, liền xem như tìm được thành cát tư hãn lăng, tiêu phàm cũng sẽ không như thế coi trọng. Hắn không phải nhà khảo cổ học, càng không phải là uyển thiên thiên đồng đạo, đối cổ mộ không có hứng thú quá lớn. Nhưng lần trở lại này không giống, tiêu phàm lập tức bén nhạy ý thức được, tiêu thiên hai đầu lông mày kia một sợi mốc meo đến cực điểm u ám chi khí, khả năng cùng hắn nói cổ mộ bầy có quan hệ. Phổ thông tà mị quỷ vật, căn bản lân cận không được tiêu thiên thân. Xem ra cái này cổ mộ thật là có chút cổ quái. Tốt, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đang nghĩ cùng ngươi hảo hảo trò chuyện chút đâu. Lập tức Tiêu Thiên nâng chung trà lên uống một ngụm, bắt đầu tự thuật trước đó không lâu phát sinh ở Hồng Sơn Trấn Quái Sự. Tại Tiêu Thiên đảm nhiệm Hồng Sơn Trấn Đảng ủy thư ký trước đó, trong thành phố cùng trong huyện, liền đã tại quy hoạch kiến thiết Hồng Sơn Trấn vườn kỹ nghệ. Bởi vì Hồng Sơn Trấn là tiêu lão nguyên quán sở tại địa, những năm gần đây, tại cơ sở công trình bên trên đầu nhập cũng tạm được, giao thông có thể xưng tiện lợi, nhưng công nghiệp cơ sở tương đối yếu kém trong thành phố trong huyện liền muốn lợi dụng tiện lợi giao thông điều kiện, tại Hồng Sơn Trấn xây một cái cỡ lớn khu công nghiệp. Không ngờ cái này khu công nghiệp vừa mới khởi công kiến thiết không bao lâu, liền gặp được quốc gia tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế, thiết chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ, đến tiếp sau tài chính cung ứng không được, vườn kỹ nghệ kiến thiết làm việc lập tức lâm vào dừng lại bên trong, to lớn một cái sạp hàng, cứ như vậy phơi tại nơi đó. Mỗi lần bên trên đại lãnh đạo đến thị sát Hồng Sơn chấn Hồng Sơn Thôn, cái này hoang phế khu công nghiệp tựa như một cái xấu xí vết sẹo còn tại đó, giòn tan vung lấy dặm trong huyện lãnh đạo bàn tay. Lãnh đạo cấp trên cũng là quan tâm tới chuyện này, nhưng mà toàn bộ tài chính hoàn cảnh lớn không thể lạc quan, khu công nghiệp cũng liền từ đầu đến cuối không có cái gì khởi sắc. Lần này Tiêu Thiên được bổ nhiệm làm Hồng Sơn Trấn Bí Thư, trong thành phố trong huyện lãnh đạo suy tính rất rõ ràng, chính là hy vọng mượn nhờ lão Tiêu ra biển chữ vàng, mượn nhờ Tiêu nhị ca tại kinh sư quan hệ, tiến hành chiêu thương dẫn tư, tranh thủ đem cái này vườn kỹ nghệ lần nữa khải động. Phải nói, thành phố huyện lãnh đạo mạch suy nghĩ là rất chính xác. Tiêu Thiên không những ở kinh sư lớn nha môn có nhất định quan hệ, tiêu gia gần đây biểu hiện cũng phi thường sinh động, phi thường trói mắt. Mà trước kia một mực 10 điểm cường thế uông ra, gần đây lại biểu hiện 10 điểm điệu thấp, tại không ít lĩnh vực hướng tiêu gia làm ra trọng đại nhượng bộ, tựa hồ tại toàn diện co vào phòng tuyến. Phía dưới cán bộ, trong lúc nhất thời, có chút nhìn không rõ thế cục này. Nhưng sông Hán bớt cán bộ, không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn. Rất nhiều người đều nói, sông Hán bớt là tiêu gia hậu hoa viên, không ít cán bộ, đều cùng tiêu gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất là, tiêu thiên tựa hồ cùng trong nước nổi tiếng tên doanh xí nghiệp cự vô bá cơ thị tập đoàn có mật thiết vãng lai. Tiêu thiên vừa mới đến Hồng Sơn thôn đảm nhiệm thôn bí thư tri bộ không lâu, cơ thị tập đoàn thuộc hạ một cái công ty con, liền tại Hồng Sơn thôn đầu tư 20 triệu, làm một cái công ty du lịch. Đủ thấy lẫn nhau ở giữa, quan hệ không phải bình thường. Có cứng như vậy đâm quan phương bối cảnh cùng tài chính bối cảnh, Tiêu Thiên không thể nghi ngờ là Hồng Sơn chấn chấn ủy bí thư nhân tuyển tốt nhất, thành phố huyện lãnh đạo đối với hắn kỳ thác kỳ vọng. Trên thực tế, Tiêu Nhị ca cũng không có để các lãnh đạo thất vọng, vừa vừa lên mặt cho, liền nhấc lên chiêu thương dẫn tư dậy sóng. Trải qua cơ thị tập đoàn đáp cầu rắt mối, liên tiếp có mấy phát ngoại thương đến đây Hồng Sơn chấn khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Cơ thị tập đoàn đáp cầu rắt mối, tiêu phàm đánh gãy tiêu thiên miêu tả, mang theo kinh ngạc hỏi. Không đợi tiêu thiên trả lời, uyển thiên thiên liền ở một bên méo méo miệng, vừa cười vừa nói tiêu phàm, người không biết a à. Cơ tỷ tỷ tại nàng trong công ty chuyên môn thành lập một tiểu tổ, cùng tiêu bí thư đối tiếp, chuyên môn phụ trách cùng tiêu bí thư có liên quan làm việc. Uyển thiên thiên niên kỷ, so tiêu thiên còn nhỏ hơn, dĩ vãng cùng tiêu nhị thiếu liên hệ cũng không nhiều từ không thể đi theo tiêu phàm luôn mồm kêu tiêu thiên danh tự cũng quá không lễ phép quá không thuộc nữ vì vậy một mực tuân thủ nghiêm ngặt quy củ xưng hô tiêu thiên vì tiêu bí thư ngươi nói cơ tỉ tỉ đối ngươi có được hay không ngươi nha khắp nơi thiếu nợ đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao còn quyền thiên thiên không nhịn được cô lên miệng nhỏ hơi vểnh lên tựa hồ đối với tiêu nhất thiếu hơi có chút thấy ngứa mắt tiêu phàm khó được mặt mo phiếm hồng xấu hổ một chút hắn nguyên lai like tưởng rằng cơ khinh sa tại hồng sơn thôn xây một cái công ty du lịch đã là rất cho hắn tiêu nhất thiếu mặt mũi hiện tại xem ra sự thật xa không chỉ đây uyển thiên thiên nói đúng cơ khinh sa nợ ân tình này thật đúng là không tốt như vậy còn bất quá tiêu phàm đối cơ khinh sa tâm thái cùng đối uyển thiên thiên tâm thái hoàn toàn khác biệt tại tiêu phàm trong suy nghĩ cơ khinh sa là kề vai chiến đấu bằng hữu uyển thiên thiên thì là cần muốn bảo vệ tiểu cô nương chỉ ít trước mắt là như vậy, về sau có thể hay không lên biến hóa gì, kia liền không nói được. đúng vậy a, à, ca, cơ thì tập đoàn cùng chúng ta Hồng Sơn là chiến lược hợp tác tính hợp quần đâu, bọn hắn giới thiệu cho chúng ta không ít có thực lực ngoại thương. cái này ngoại thương là bảo đảo đến, không nghĩ tới liền ra dạng này quái sự, nghe nói là bị quỷ nhập vào người. quỷ nhập vào người, đúng a à, đúng a, à. dựa theo Tiêu Thiên miêu tả, vị này ngoại thương đang khảo sát khu công nghiệp của mộ bầy lúc xâm nhập đến đào mở mộ huyệt phía dưới, kết quả vào lúc ban đêm liền bắt đầu tại nhà khách hồ ngôn loạn ngữ, đem tùy hành nhân viên cùng trong trấn cùng đi nhân viên dọa đến quá sức. Trong đêm đem nó được tiến vào huyện bệnh viện nhân dân, cái gì đều không tra được, ngày thứ hai, cái này ngoại thương liền vội vã rời đi hồng sơn trấn. Dân bản xứ đều nói, đây là quỷ nhập vào người. Mà bị quỷ nhập vào người, còn không chỉ vị này ngoại thương một cái, nơi đó còn có mấy cái thôn dân cũng có đồng dạng tao ngộ, trong lúc nhất thời, làm phải lòng người bàng hoàng, lại không ai dám tại tiếp cận khu công nghiệp. Tiêu thiên, người có hay không tiến vào cái kia cổ mộ? Tiêu phàm nhíu mày hỏi, tiến vào A, K, người sẽ không thật tin tưởng cái này cái quỷ gì thân trên lời nói A. Hiện tại cũng thời đại nào, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ta nhìn chính là trùng hợp thôi, cái này ngoại thương tương đối mê tín, mình dọa mình cũng không nhất định. Ta nghe nói bảo đảo rất nhiều người đều tin cái này. Tiêu Thiên tùy tiện nói, bưng lên trước mặt bia đại đại uống một ngụm. Tiêu Phàm nhìn Uyển Thiên Thiên một chút, Uyển Thiên Thiên hé miệng cười một tiếng, phụng trộm cho hắn làm cái mặt quỷ. Tiêu Phàm song nghi, nhau càng chặt hơn. Chương 547, quỷ nhập vào người hạ. Ngươi không mang ta, ngươi vì cái gì không mang ta? Ngươi dựa vào cái gì không mang ta? Tiêu Phàm vừa mới biểu thị dự định đi sông Hán một chuyến, Uyển Thiên Thiên liền bộc phát, hướng về phía Tiêu Phàm luôn miệng ồn ào. Tiêu phàm ngạnh sinh sinh đem lời giải thích nuốt trở vào, cười khổ nói ta không nói không dẫn ngươi đi. Ngươi nói, trong miệng ngươi không nói, trong mắt ngươi nói, đừng cho là ta không biết. Ai ngờ uyển thiên thiên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, lập tức liền cho hắn chắn trở về, phồng lên miệng, gắt gao tiếp cận ánh mắt của hắn, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ, bắt chéo trên eo nhỏ. Tiêu phàm không khỏi hãi nhiên, trong lòng của hắn đúng là không có ý định để uyển thiên thiên cùng hắn cùng đi hồng sơn chấn, Tiêu phàm ta cho ngươi biết, ta đã đủ ngoan, ngươi đi đông đảo, ta không có quấn lấy ngươi, tân tỷ tỷ cùng ngươi đi, ngươi đi Nam Dương, ta cũng không có quấn lấy ngươi, cơ tỷ tỷ cùng ngươi đi. Ta không cùng với các nàng tranh, lúc này, làm sao đều giờ đến phiên ta đúng hay không? Ta yêu cầu không cao A, à, liền muốn chính ta kia một phần, còn không được sao? Quyền Thiên Thiên rất chân thành nói, ở trong nước đi một chuyến mà thôi, mới mấy ngày A. À. Nói đến ta còn thua thiệt nữa nha ta. Tiêu phàm lập tức nở nụ cười khổ, tiểu nha đầu này, nói chuyện thật sự là bất quá đầu óc. Cái gì gọi là chính ta kia một phần, chẳng lẽ đường đường tiêu chân nhân là bánh gato à? Mấy nữ hài tử, một người phân một khối, không tranh không đoạt, các ăn các. Bất quá tiêu phàm cũng biết, huyền thiên thiên trong lòng, chỉ sợ thật đúng là nghĩ như vậy. Nhìn qua, thứ nhất nữ mà đầu tựa hồ rất đại độ, nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngưỡng mộ trong lòng nam nhân nhưng cái này cũng hẳn là uyển thiên thiên danh giới cuối cùng mặc kệ người khác có đồng ý hay không nàng nhất định phải phân đến thuộc về mình kia một phần ta không tranh nhiều nhưng mà nên ta cũng quyết không thể thiếu vì như thế cùng với nàng giảng đạo lý là vô dụng ôm loại tâm tính này nữ hài tử chỉ có hai loại đối phó phương thức hoặc là người để nàng thương tâm gần chết từ đây đi xa tha hương vĩnh không gặp gỡ hoặc là người muốn nàng hai loại phương thức đều để tiêu phàm làm khó Kỳ thật, ta không phải không dẫn người đi, trên người ngươi âm sát khí, còn không có hoàn toàn loại trừ. Ta xem chừng, tiêu thiên bọn hắn cổ mộ kia, thật có gì đó quái lạ. Vạn nhất lần này đi Hồng Sơn Chấn, để huyền thiên thiên có chuyển biến tốt bệnh tình lại lần nữa tăng lên, tiêu chân nhân thật là đau đầu hơn. Loại trừ huyền thiên thiên thể nội nhiều năm trầm tích âm sát khí, xa không có người ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Huyền thiên thiên cùng bình thường kẻ trộm mộ khác biệt, nàng là phương bắc trộm mộ nữ vương, trên cơ bản tiến vào đều là lớn có danh tiếng cổ mộ. Tỷ như Tiêu Phàm cao độ hoài nghi, Uyển Thiên Thiên cướp qua chân chính Vương Dương Minh mộ. Dương Minh tiên sinh là một đời phong thủy đại sư, tự thân vì tự chọn mộ huyệt, cấm chế trùng điệp. Uyển Thiên Thiên không rõ nội tình, xông tiến vào hắn mộ huyệt, thừa nhận hung sát chi khí, so phổ thông cổ mộ muốn mạnh hơn vô số lần. Tăng thêm Uyển Thiên Thiên nội lực thâm hậu, một mực cưỡng ép áp chế những này hung sát chi khí, kết quả sát khí tại thể nội dây dưa tích tụ xâm nhập ngũ tạng lục phủ, muốn triệt để loại trừ, nào có đơn giản như vậy. Lại tiếp xúc cổ mộ, làm không tốt huyền thiên thiên thương thế sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. ăn người đáp ứng ai ngờ huyền thiên thiên đối giải thích của hắn hào không để ý, giơ hai tay lên hoan hô lên. Tiêu phàm đành phải ngậm miệng lại, hắn phát hiện, cùng cô gái thông minh cùng một chỗ, nhiều khi nói lời hoàn toàn là dư thừa, lẫn nhau ở giữa, chỉ cần bằng một ánh mắt, một cái biểu lộ, liền có thể ăn ý tại tâm so như bây giờ, hắn xác thực chính là đã đồng ý mang Uyển Thiên Thiên cùng đi Hồng Sơn Trấn. Uyển Thiên Thiên như gió bổ nhào vào bên cạnh hắn, ôm hắn, đát một tiếng, tại trên mặt hắn hôn một cái. Hòa nói bên trong, liền số Uyển Thiên Thiên cùng hắn ở giữa thân mật nhất, người trước người sau, Uyển Thiên Thiên từ không tránh hiểm nghi, thậm chí so Tân Lâm còn muốn thoải mái. Tiêu Phàm cũng không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao hắn cùng Uyển Thiên Thiên sớm đã thành khẩn tướng gặp qua, về sau mỗi ngày vì uyển thiên thiên tác pháp một lần, loại trừ thể nội sát khí, cũng là đem uyển thiên thiên kiều nộn tiểu thân thể kéo, sau so ra mà nói, hôn hôn gương mặt cái gì, liền lộ ra quá thuần khiết. Ngược lại là thứ đặt tên trước kia, ở phi trường nhìn thấy uyển thiên thiên một thân thuần khiết tiểu nữ sinh cách ăn mặc, y như là chim non nép vào người đi theo tiêu phàm bên người, để tiêu thiên phạm một hồi chố mắt. Tiêu phàm quyết định tự mình đi Hồng Sơn chấn một chuyến, đã để tiêu thiên trong lòng có chút bồn chồn Vốn chỉ là coi như trò cười tùy tiện cùng Tiêu Phàm nói một chút, không nghĩ tới Tiêu Phàm còn làm thật. Hắn nhưng là biết đại ca bản sự, nếu như việc này không sao, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không lãng phí thời gian này đi sông Hán. Cũng chính là tại đại ca trong suy nghĩ, đây là cái chuyện đứng đắn. Ai ngờ còn phải mang theo tiểu cô nương, đại ca họ Tử, là thật thay đổi được rất lợi hại. Bất quá Tiêu Thiên ngược lại là tương đối thích đại ca loại chuyển biến này, càng người thời nay hơn tình. Mà lại uyển thiên thiên là thật là dễ nhìn tiêu thiên không phải đồ nhà quê hình dung nữ hài tử xinh đẹp bình thường không đến mức dùng đến đẹp mắt dạng này lão thổ từ ngữ nhưng uyển thiên thiên là một ngoại lệ nàng thật chính là đẹp mắt mỹ lệ cũng tốt xinh đẹp cũng được đều hình dung không ra loại kia vận vị tiêu phàm nữ nhân bên cạnh nhất định phải làm cái phân loại lời nói tân lâm khốc cơ khinh xa đẹp azelena diếm uyển thiên thiên thì là kiều thật sự đẹp mắt thật sự để người nguyện ý cùng nàng thân cận. Nheo mắt nhìn Uyển Thiên Thiên đi toilet cơ hội, Tiêu Thiên đột nhiên góp đến đại ca trước mặt, thấp giọng, tặc quá hì hì nói ca, cái này lại là thế nào nói. Tiêu Phàm hung hăng chằm chằm hắn một chút, Tiêu Thiên liền rụt cổ một cái, cười đến càng thêm mày gian tặc nhãn. Uy, Tiêu bí thư, người có phải hay không nói xấu ta? Ai ngờ Uyển Thiên Thiên vụng trộm ở một bên sông ra, đem Tiêu Thiên giật mình kêu lên. Không có không, sao có thể chứ đúng không? tiêu thiên lập tức lúng túng không thôi, đùa vừa cười vừa nói, không có tốt nhất, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nói xấu ta, chúng ta liền là bạn tốt, sau này có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp được, không hai lời. ngươi nếu là phía sau nói xấu ta, ta vĩnh viễn không để ý tới ngươi. tốt, đã dạng này, nhớ ngươi về sau đừng gọi ta tiêu bí thư có được hay không? gọi tên của ta đi, có thể, ta cũng không muốn gọi người tiêu bí thư, không tự nhiên. trong nháy mắt hai người này thế mà liền cười cười nói nói, phảng phất người quen biết cũng như. Phi cơ chuyến chuẩn chút cất cánh, to lớn phun khí thức máy bay hành khách xuyên thẳng trời xanh, hơn một giờ về sau, vững vàng đáp xuống tam giang sân bay. Tiêu thiên hiện tại bất quá là nho nhỏ trấn ủy bí thư, tự nhiên không người đến đây nhận điện thoại. Tiêu thiên ngược lại là tiết kiệm, đề nghị ca trực xe đi Hồng Sơn Trấn, tiêu phàm gật đầu đồng ý, lại lúc này lọt vào Uyển thiên thiên bác bỏ. Uyển đại đương ra tự móc tiền túi, bao cái xe, thẳng đến Hồng Sơn Trấn mà đi. Không nói những cái khác, huyền đại đương ra là có tiền, nhưng không kiên nhẫn đi trên đường dài xe tuyến. Tiêu phàm vẫn như cũ là sao cũng được, đối việc nhỏ như vậy, tiêu phàm cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Một đường không nói chuyện, xe nhỏ đuổi tới Hồng Sơn Trấn thời điểm, đã là buổi chiều 4 năm điểm. So ra mà nói, Hồng Sơn Trấn chỗ cũng không quá vắng vẻ, bởi vì tiêu lão ra tử nguyên nhân, lãnh đạo cấp trên đối Hồng Sơn chấn kiến thiết một mực tương đối coi trọng, ở bên trong lục chính khoa cấp xây dựng chế độ chấn bên trong, Hồng Sơn chấn tính được là tương đối phồn hoa, quy mô không nhỏ, trên chấn có tung hoành tốt mấy con phố, người đến người đi, có chút náo nhiệt. Chấn đảng ủy chấn chính búa đại viện, tọa lạc tại Hồng Sơn chấn phía nam. Một cái chiếm diện tích không nhỏ viện tử, hai tòa nhà năm tầng ký túc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn rất có điểm khí phách. Uyển Thiên Thiên cười hì hì chiêu chọc nói, tiêu bí thư, còn rất huy phong nha, trông coi tốt mấy chục ngàn người đâu. Ta trông coi mấy chục người, đều cảm thấy mình tốt không tầm thường, cùng ngươi so ra, thật là tiểu vu gặp đại vu a. Tiêu Thiên cũng cười đáp, kia là bất quá vừa xuống xe, Tiêu Thiên tốt đẹp tâm tình, lập tức liền bị phá hư hầu như không còn. Nguyên bản Tiêu Thiên ý tứ là muốn đưa đại ca cùng Thiên Thiên đi trước nhà khách sạn xếp lại, Tiêu Phàm nói muốn đi hắn chỗ làm việc xem trước một chút, xe nhỏ liền trực tiếp chạy tiến vào chính búa đại viện. Tiêu Thiên chưa đi tiến vào phòng làm việc của mình, một tên khoảng 30 tuổi, làm cán bộ ăn mặc thiếu phụ, liền lắc lắc mềm mại vòng eo, giày cao gót lộp bộp lộp bộp gõ mặt đất, bước nhanh tiến lên đón, con mắt chỉ ở Tiêu Phàm cùng Huyền Thiên Thiên trên mặt đảo quanh, miệng bên trong lại luôn miệng nói ai nha, Tiêu Bí Thư, người cuối cùng là trở về. Người muốn không về nữa, trong chấn liền muốn lộn xộn. Thanh âm trải qua rõ ràng tân trang, cố gắng muốn để cho mình lộ ra không giống bình thường, ỏn ẻn ỏn ẻn, ngược lại nghe được lòng người bên trong từng đợt dính nhau. chân tỷ, người không thấy được ta có khách sao? trước hết để cho ta thở một ngụm lại nói, trời sập không xuống. tiêu thiên song mi có chút nhân lại, có chút không vui nói. nhìn ra được, tiêu bí thư đối vị này thích làm núng thiếu phụ, không phải như vậy cảm mạo, thái độ rất có điểm không khách khí. ai nha, thật xin lỗi a, à, tiêu bí thư, người nhìn ta ánh mắt này. thật xin lỗi, thật xin lỗi. đến, hai vị quý khách bên này xin. Chân tỷ ngược lại không thèm để ý tiêu thiên thái độ, lập tức liền đối với tiêu phạm uyển thiên thiên nét mặt tươi cười tương hướng, đoạt tại tiêu thiên phía trước, mở ra cửa phòng làm việc, mời tiêu phạm uyển thiên thiên ngồi xuống, lại là pha trà lại là đổ nước, ân cần cực kỳ. Trải qua tiêu thiên giới thiệu, tiêu phạm uyển thiên thiên biết đây là chấn đảng chính bạn nhân viên công tác. Tùy ý hơi đánh giá tiêu thiên văn phòng, tiêu phạm liền yên lòng, tiêu thiên văn phòng không có có dị thường. Vì thận trọng lý do, Tiêu Phàm còn cố ý lấy ra huyền vũ giáp, âm thầm điều tra một chút, sau khi xác nhận mới đưa huyền giáp thu hồi. Xem trừng chân tỷ hòa nói bên trong chính là cái thích gào to họ cách, Tiêu Thiên nói với nàng, không thèm để ý chút nào, cũng không có truy hỏi trong chấn vì sao lại lộn xộn. Nhiều khi, phía dưới cán bộ kỳ thật chỉ là lấy loại này khoa trương ngữ khi hướng lãnh đạo biểu đạt mình thúc ngựa chi ý. Thật muốn truy vấn, 9 phần trăm người đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Ai ngờ lần này, Tiêu bí thư thật đúng là mất được rồi, chân tỷ cho ba người ngược lại tốt nước trà, lập tức cũng lời nói nhắc lại, thấp giọng thần thần bí bí nói tiêu bí thư, thật ra đại sự. Bách chấn trưởng, bách chấn trưởng cũng bị quỷ nhập vào người. Cái gì, tiêu thiên giật nảy cả mình, kém chút nhảy dựng lên, trừng to mắt, một mực tiếp cận chân tỷ. Thật, ta không có lừa ngươi, liền, liền sáng hôm nay, vương hiểu nghĩa trong nhà tố phát sự, bách chấn trưởng đi ngăn cản. Kết quả mình bị quỷ nhập vào người. Ai nha, thật sự là hù chết người. chương 548, Sư Công. Chân tỷ rốt cuộc thành công gây nên tiêu phàm tiêu thiên chú ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra, người nói rõ một chút. Tiêu thiên tiếp cận chân tỷ, nghiêm nghị hỏi. Đúng vào lúc này, chấn các cán bộ biết được bí thư về nhà, nhao nhao chạy tới cùng tiêu thiên chào hỏi. Tiêu thiên đến Hồng Sơn làm việc thời gian mặc dù không phải quá dài, nhưng hắn họ cách, trời sinh liền có thể giao đến bằng hữu. Thêm nữa trẻ tuổi, cùng trong trấn đại đa số cán bộ quan hệ đều rất không tệ mọi người đối vị này trẻ tuổi trấn ủy bí thư cũng tương đối khâm phục vừa vừa về đến nhà liền có nhiều người như vậy đến cùng hắn chào hỏi chính là chứng cứ rõ ràng tiêu thiên lại không khách khí chút nào ngừng lại những người này cũng không hướng mọi người giới thiệu tiêu phàm uyển thiên thiên chỉ là luôn miệng thúc giục chân tỷ mau nói cái này lại đối diện chân tỷ khẩu vị lập tức sinh động như thật nói nguyên lai ngay tại tiêu thiên đi thủ đô mấy ngày nay cái gọi là quỷ nhập vào người tình hình, càng náo càng là lợi hại, từng tại vườn kỹ nghệ công trường làm qua không ít công trên thân người, cũng bắt đầu xuất hiện cùng loại tình hình ánh mắt tan dã, hồ ngôn loạn ngữ. Nghiêm trọng còn rời nhà trốn đi, thậm chí có bạo lực khuynh hướng. Thô thô nhất thống kế, không sai biệt lắm có 5 6 người bị quỷ nhập vào người. Chân tỷ nói tới Vương Hiểu Nghĩa, chính là công trình đội một cái tiểu bao công đầu, vườn kỹ nghệ cổ mộ bầy ban sơ chính là từ hắn khám phá ra. Hắn cũng là cái thứ nhất xuống đến trong huyệt mộ đi người. Sau đó, hắn liền quỷ nhập vào người, cái này mới nói tình hình càng thêm nghiêm trọng, mỗi đến ban đêm, liền mắt thả lục mang, nhè răng nhếch miệng, chỉ muốn cắn người, đã cắn bị thương vợ hắn cùng đệ đệ, đồng thời liên tục mấy cái không ngủ được, ra bên ngoài chạy. Vương gia ra ngoài bất đắc dĩ, đành phải đem hắn cực kỳ chặt chẽ trói lại, lại mời đạo sĩ đến tố pháp sự, trong nhà thổi sáo đánh trống, náo ra động tĩnh rất lớn. Bách Trấn Trường biết tình huống này về sau, tự thân tới cửa đi làm việc, hy vọng bọn họ không muốn làm phong kiến mê tín kia một bộ, phải tin tưởng khoa học, vương hiểu nghĩa thân thể không thoải mái, kịp thời đưa đến bệnh viện trị liệu. Mời cái gì đạo sĩ làm cái gì pháp, Tiêu Thiên liền thấp giọng cho Tiêu Phàm giải thích nói, cái này Bách Trấn Trường là hắn cộng tác, Trấn ủy phó thư ký kiêm trưởng Trấn, Hồng Sơn Trấn danh phù kỳ thực người đứng thứ hai. Trước kia hay là Tiêu Thiên thượng cấp, Tiêu Thiên khi Trấn ủy phó thư ký thời điểm bách trấn trưởng chính là trưởng trấn. Vị này lão bách là chính quy xuất thân chính quy, phi thường kiên định kẻ vô thần, không phải người địa phương, từ giảm cơ quan xuống tới rèn luyện. Hòa nói bên trong đối hết thảy phong kiến mê tín đều căm thù đến tận xương thủy. Tiêu phàm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dạng này người, số lượng không ít. Ai ngờ bách chấn trưởng vừa đi vương ra, mình cũng bị quỷ nhập vào người, tại chỗ ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, khoa tay múa chân, lại ôm vương hiểu nghĩa lão bà muốn hôn môi, nói muốn cưới nàng trở về khi chấn trạch phu nhân. Mấy người trẻ tuổi cùng nhau tiến lên, thật vất vả mới đưa bách chấn trưởng cho chế phục. Có loại sự tình này, tiêu thiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, song nghi chăm chú nhau. vây ở một bên cái khác mấy tên chấn cán bộ, liền nhau nhau gật đầu, chứng minh việc này chân thực họ. Mọi người trên mặt đều cố nén cười, thần sắc 10 điểm cổ quái, tựa hồ cảm thấy việc này phi thường thú vị. Tiêu thiên lường bọn họ một cái, có chút lúng túng cho đại ca giải thích, nói bách chấn trưởng người này, tuổi không lớn lắm, quan niệm chính thống, hòa nói bên trong tương đương nghiêm túc, nghiêm túc thận trọng. Lại cũng không nghĩ ra hắn sẽ làm chúng làm trò cười cho thiên hạ, muốn đi hôn vương hiểu nghĩa lão bà. May mà có quỷ nhập vào người như thế một cái tấm mộc, bằng không, bị người cáo bên trên một hình, nói hắn trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ, chỉ sợ ngay cả tiền đồ đều sẽ vứt bỏ. Trên chấn cán bộ bình thường đều đối bách chấn trưởng kính nhi viễn chi, gặp hắn làm trò cười cho thiên hạ, cả đám đều có chút cười trên nỗi đau của người khác y tứ. bách chấn trưởng bây giờ tại đây, tiêu thiên hỏi ở trong thành phố bệnh viện nhân dân, bách chấn trưởng bị người chế phục về sau, lúc ấy liền miệng sùi bọt mép đã hôn mê. hắn người yêu ở trong thành phố làm việc, chúng ta trong đêm đem hắn đưa đến thành phố bệnh viện nhân dân đi, bây giờ còn tại nằm viện. bất quá nghe bồi bảo vệ tiểu chu nói, bách chấn trưởng đã không nói lung tung, chỉ là thân thể rất suy yếu nhất thời bán hội ra không được viện. Chân tỷ nhanh mồm nhanh miệng đáp, ngược lại là nghe được rõ ràng. Tiêu Thiên liền quay đầu nhìn hướng đại ca, mời hắn định đoạt. Chuyện này lộ ra quỷ dị, Tiêu Thiên tự động tự giác đem quyền xử trí giao cho đại ca. "Đi, tới người ký túc xá nhìn xem." Tiêu Phàm không chút do dự nói, bất kể như thế nào, Tiêu Thiên An nguy luôn luôn trọng yếu nhất. Văn phòng không việc gì, còn muốn xác định một chút phòng ngủ tình huống phòng ngủ cũng không có vấn đề gì, chỉ là có chút loạn. Chưa lập gia đình nam hài đều cái này đức hạnh, tiêu phàm âm thầm thở vào một cái, nói tiêu thiên, ta đưa cho người cái kia hồ lô, mang theo A. À. Mang theo đâu, 24 giờ không dám lấy xuống. Người nhìn, tiêu thiên lập tức khẽ không người, đem dán tại ngực tiểu tiểu hắc ngọc hồ lô lấy ra ngoài, cho tiêu phàm xem qua. Trên một điểm này, tiêu thiên ngược lại là phi thường nghe lời, từ khi tiêu phàm đem cái này hắc ngọc hồ lô giao cho hắn, hắn liền thật 24 giờ mang theo, chưa hề rời khỏi người, ngay cả tắm rửa đi ngủ đều không gỡ xuống tới. Hắn thấy tận mắt cái này hắc ngọc hồ lô là tiêu phàm từ trên cổ của mình lấy xuống, đủ thấy chân quý. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái này hắc ngọc hồ lô, cũng coi như phải là hắn bản mệnh pháp khí một trong, khu yêu trừ tà, ứng nghiệm như thần. Tiêu thiên một mực tùy thân đeo, tăng thêm tiêu thiên tự thân trí tôn tướng mệnh, bình thường tà mị quỷ vật, đừng muốn thương tổn đến hắn. Ca, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ có quỷ nhập vào người, loại chuyện này. Tiêu thiên mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiêu phàm chưa hề tại đệ đệ trước mặt công bố qua mình là đại thuật sư chân tướng, dựa theo tướng mệnh biểu hiện, cuối cùng có một ngày, tiêu thiên sẽ leo lên đỉnh phong, quân lâm thiên hạ, thống ngự vạn bang. Những chuyện này, liền không cần thiết nói cho hắn, chỉ là tiêu phàm không nghĩ tới, Hồng Sơn Trấn làm khu công nghiệp đều có thể đào ra cái cổ mộ bầy đến, chọc như thế một đám tử sự tình, lại muốn gạt tiêu thiên, sợ là không được, dù sao cũng phải giúp hắn thanh cái phiền toái này giải quyết hết. Có lẽ, cái này vốn là trí tôn trên đường, nhất định phải kinh lịch một chút ngăn trở. Tiêu thiên, có chút siêu tự nhiên sự tình, mặc kệ người tin hay không, đều là khách quan tồn tại. Đương nhiên, có lẽ cùng dân gian truyền thuyết có chút khác nhau, nhưng đây không phải là trọng điểm. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem cái phiền toái này xử lý, mà lại không thể đem sự tình nguyên náo sôi trào dương dương phải tận lực khống chế tốt ảnh hưởng không phải các người cái này khu công nghiệp sau này sợ là rất khó lại phát triển tiêu phàm chậm rãi nói hắn mặc dù không có chủ chính địa phương kinh lịch nhưng thế ra trưởng tử cái này tầm mắt kiến thức tổng là không sai bình thường quan trường kỹ xảo hết sức quen thuộc đúng vậy a à, đúng vậy a à, ta cũng nghĩ như vậy chúng ta an bài trước người thanh vườn kỹ nghệ phong không thể lại để cho người tiếp cận những cái kia cổ mộ bầy. Mấy cái kia bị, quỷ nhập vào người, công nhân, đưa đến bệnh viện trị liệu. Tiêu Thiên hoàn toàn đồng ý đại ca ý kiến, lập tức gật đầu nói. Quyền Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, hỏi Tiêu Thiên, người bây giờ còn có thể tìm tới công nhân đến thi công A. Mọi người không sợ những cái kia quỷ, vườn kỹ nghệ náo ra động tính lớn như vậy, nông dân mê tín, chỉ sợ có can đảm tới gần cổ mộ bầy thi công công nhân thật đúng là khó tìm không có việc gì cũng không phải từng cái đều mê tín bản địa tìm không thấy thi công đội từ nơi khác tìm tiêu thiên ngược lại là đã tính trước tiêu phàm cười gật đầu tiêu thiên cái này người đứng đầu còn làm phải ra dáng vô cùng có quyết đoán một điểm không dây dưa dài dòng về phần mấy cái kia công nhân ngược lại không vội mà đưa bệnh viện đi chúng ta trước đi cái kia vương hiểu nghĩa trong nhà nhìn xem cách không xa a à, không xa ngay tại sát vách trong thôn là kề bên này có chút danh tiếng bao công đầu, làm giàu tay thiện nghệ. Uyển Thiên Thiên nói khẽ với tiêu phàm nói, nếu không, ta gọi mấy người đến đây đi. Xử lý những chuyện này, bọn hắn có kinh nghiệm. Uyển Thiên Thiên dưới cờ, có một cái cực kỳ tinh anh đoàn đội, không nói những cái khác. Luận đến cùng cổ mộ liên hệ, toàn bộ phương Bắc lại không có người so kinh nghiệm của bọn hắn càng thêm phong phú. Khoảng thời gian này, tiêu phàm nghiêm cấm Uyển Thiên Thiên lại từ sự tình nghề cũ. Uyển Thiên Thiên tác họ cho Yên Chi xã các huynh đệ cho nghỉ lễ thời gian dài. Cũng may Yên Chi xã hòa nói bên trong tích xúc dày, tính dưỡng một năm nửa năm, cũng không đến nỗi mất mùa. Dĩ vãng đụng phải quốc gia nghiêm trị thời điểm, cũng bỏ qua lớn giả. Để Yên Chi xã người tới, trợ giúp xử lý những này cổ mộ bầy, ngược lại là thí sinh thích hợp. Nếu quả thật có hung phách lệ quỷ quấy phá, Yên Chi xã người tự nhiên ứng đối không được, nhưng tiến hành bên ngoài xử trí còn là rất không tệ. Tiêu Phàm hơi chần chờ, liền gật đầu hứa hẹn, Uyển Thiên Thiên liền là cho Đường Huyên gọi điện thoại, để nàng điều phái nhân thủ, lập tức đuổi tới Hồng Sơn trấn tới. Tiêu Thiên thì chuẩn bị tốt xe, kêu lên Hồng Sơn chấn đồn công an lý sở trưởng, cùng một chỗ chạy tới thôn bên cạnh Trang Vương Hiểu Nhĩ trong nhà. Cứ việc chân tỷ vừa rồi tự nói tình huống lúc, nói không tỉ mỉ, nhưng bách chấn trưởng tại Vương Hiểu Nhĩ nhà ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ, mạnh hơn hôn Vương Hiểu Nhĩ thế tử, khẳng định đã gây nên vương gia mãnh liệt bất mãn, chỉ sợ đối chấn cán bộ đều có ý kiến. Tiêu Thiên đảm nhiệm trấn ủy bí thư không lâu, hy vọng chưa lấy, vạn nhất vương gia cam thủ chấn cán bộ, có đồn công an lý sở trưởng tại, cũng có thể làm cái chấn nhiếp tác dụng. Đồn công an lý sở trưởng tuổi không lớn lắm, 30 tuổi ra mặt, cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chuyển nghề sĩ quan xuất thân, cùng Tiêu Thiên lẫn vào rất quen, nghe nói đi vương hiểu nghĩa nhà, không nói hai lời, mang lên tay súng liền đi động tác lưu loát cực kỳ. Hồng Sơn chấn đường cái kiến thiết làm rất tốt, xung quanh thôn trang đều thông xi măng đường cái, kiểu cũ Santana hành xử rất nhanh, vài phút liền đến vương gia thôn, thẳng chạy thôn đầu đông một tòa mới xây hồi hương biệt thự. Nhà này biệt thự, chính là vương hiểu nghĩa nhà. Tại vương gia thôn, vương hiểu nghĩa là công nhận người tài ba, phát tài rồi, xây phòng ở mới. Xa xa, liền thấy vương gia biệt thự cửa sắt lớn mở rộng ra, trong trong ngoài ngoài vây quanh một vòng người, duỗi cổ đi đến xem náo nhiệt. Vương gia trong viện thỉnh thoảng bốc lên một cỗ sương mù, xen lẫn phanh phanh súng pháo thanh âm, cho thấy phải đang làm phép sự tình. Santana lại tới gần chút, liền có thể nhìn thấy một cái đầu mang máu vàng, người khoác áo dài đạo sĩ, cua kiếm gỗ đào, trong sân không ngừng xoay quanh tử. Hiển nhiên, vị này chính là vương gia mời tới pháp sư. Ha ha, cái này lương sư công, lại tại gạt người. Lý sở trưởng vừa thấy được tên này đạo sĩ, lập tức liền kêu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Cơ sở cơ quan chấp pháp gánh vác đả kích phong kiến mê tín chức trách, xem ra tên này lương sư công cùng Lý sở trưởng là người quen. Chương 549, quái khách. Tránh ra tránh ra, Lý sở trưởng vừa xuống xe, liền lớn tiếng ồn ào, thông suốt mở cửa miệng đám người vây xem, nhanh chân đi vào. Vị này Lý sở trưởng, tính tình tựa hồ không phải tốt như vậy. Thôn dân chung quanh đều rất sợ hắn vừa nhìn thấy hắn sải bước đi tới, đều đều nhao nhao để lái đi, còn có chút người dạn dĩ thì cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Tiêu phàm cũng biết, cơ sở cán bộ không giống với đại cơ quan cán bộ, phương thức làm việc tương đối trực quan, trực tiếp điểm nói, chính là đơn giản thô bạo. Nhưng nhiều khi, loại này đơn giản thô bạo tác phong lại rất có tác dụng, mọi người hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Lão Lương, người lại tại làm trò gì? Lý sở trưởng đối những cái kia cùng hắn chào hỏi người, không thèm để ý, trực tiếp đi tiến vào vương gia viện tử sụ mặt hét lớn một tiếng ngay tại vùng vẩy kiếm gỗ đào xoay quanh tử mão vàng đạo sĩ vừa thấy được lý sở trường lập tức liền dừng bước mặt lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng nói lý sở trường ngươi tốt ta tốt ta tốt cái rắm có ngươi tại ta có thể tốt được không đừng tại đây giả thần giả quỷ mau cút lý sở trường không chút khách khí sụ mặt liền mở huấn quyền thiên thiên thấy mặt mày hớn hở nàng chưa hẳn liền có bao nhiêu thích lý sở trưởng loại này tính tình, nhưng lại thích xem náo nhiệt. Lý sở trưởng, đừng nói giỡn, ta hiện tại đi, ai giúp bọn hắn bắt quỷ. Người cầm miệng cho lão tử, cái quỷ gì không quỷ, trên thế giới này ở đâu ra quỷ, người cho lão tử bắt cái quỷ ra tới nhìn một cái. Chỉ cần ngươi có thể làm được, từ nay về sau, ta lại không quản ngươi, càng không bắt ngươi, thế nào? Lý sở trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lương sư công ngượng vừa cười vừa nói, Lý sở trưởng, người đây chính là cho nên ý làm khó ta. Quỷ vật này, nếu là người người đều có thể nhìn thấy, vậy còn muốn chúng ta những pháp sư này làm cái gì? Ai cũng có thể đi bắt, bắt quỷ trừ ta, là cái việc cần kỹ thuật. Hiển nhiên cái này lương sư công tựa hồ đối với Lý sở trưởng là có mấy phân e ngại, nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản khuất phục. Dù sao đây là bắt ăn cơm của hắn, bị Lý sở trưởng gào to vài câu, liền là dọa đến tẻ ra quần, sau này vùng này, hắn lương pháp sư cũng đừng nghĩ hỗn. Vì ngày sau tiền đồ, không thể không kiên trì tiếp tục gánh vác. Người đánh giám, lý sở trưởng đối với hắn không có nửa phân khách khí, mặt đen lên chính là gầm lên giận dữ. Thừa dịp lấy bọn hắn cãi nhau thời điểm, tiêu phàm cẩn thận quan sát một chút lương sư công, chỉ thấy người này ước chừng ba mười mấy tuổi niên kỷ, bốn mươi tuổi không đến dáng vẻ, ngày thường đầu hoãng mắt chuột, hình dung hèn mọn. Giống như rất nhiều trong tiểu thuyết, miêu tả nhân vật phản diện nhân vật đều là tướng mạo như vậy. Kỳ thật đây cũng không phải thuần túy tiểu thuyết gia ngôn, loại này đầu hõng mắt chuột ra hỏa, tại tướng thuật bên trên cũng không phải là người tốt lành gì. Hết thầy trưởng thành dáng vẻ như vậy, tại trong cuộc sống hiện thực, chính là tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Tâm địa thiện lương, làm việc quang minh lỗi lạc đại trượng phu, quả quyết sẽ không xảy ra thành bộ dáng như vậy. Tướng do tâm sinh, nó chính là cùng loại tình hình. Lương sư công bộ này tôn dung, làm cho tiêu phàm lập tức liền đối với hắn mất đi bất luận cái gì hảo cảm. Loại người này, coi như tại thuật pháp trên có mấy lần tán thủ, bởi vì tâm thuật bất chính nguyên nhân, cũng nhất định phải thừa cơ lừa gạt tiền tài của người khác, thậm chí đưa ra cái khác càng thêm vô sỉ yêu cầu. Cho tới nay, tại nông thôn địa khu, sư công thần côn lừa gạt diệt vô tri phụ nữ tin tức liền chưa từng ngăn chặn qua. Lý sở trưởng họ cách 10 điểm vội vàng sao động, mắt thấy lương sư công miệng đầy nói năng ngọt xuất, sớm đã không kiên nhẫn, dầm dầm sáng ra tay còng tay, làm bộ liền muốn còng tay người. Bản chiều đóng đồ đến nay, phong kiến mê tín vẫn luôn là đại lực đả kích đối tượng. Tăng thêm bách chấn trưởng đối phong kiến mê tín hết sức thống hận, trong hai năm qua, đồn công an đối làm phong kiến mê tín người chưa từng nương tay. Huống chi, vị này lương sư công đã không chỉ một lần bị lý sở trưởng xử lý. Đối phó hắn, lý sở trưởng được cho xe nhẹ đường quen. Lý sở trưởng, không thể bắt hắn A bên này vừa vừa lấy ra còng tay, một nữ nhân bỗng nhiên từ bên cạnh lao đến, ngăn ở lý sở trưởng cùng lương sư công ở giữa, giang hai tay ra, ngăn lại lý sở trưởng, miệng bên trong vội vàng vì lương sư công biện hộ. lý sở trưởng người đem lương pháp sư bắt đi, nhà ta vương hiểu nghĩa liền thật không có cứu, mười triệu không thể bắt a. À. ngay sau đó, lại có một tên lão phụ cùng hai tên nam tử trẻ tuổi tới, đứng tại nữ bên người thân, cùng một chỗ ngăn lại lý sở trưởng, lao nhau gọi kêu la trách móc đều là không cho phép lý sở trường bắt người. Xem chừng đây đều là vương hiểu nghĩa thân thuộc, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào lương pháp sư trên thân. Nhất là tên kia cô gái trẻ tuổi càng là kích động, hẳn là vương hiểu nghĩa thê tử, cũng là ngày thường dung mạo tú lệ, rất có mấy phần tư sắc. Hiện trường lập tức dối bời, đều chớ quấy dày, tiêu thiên giống to một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, lập tức liền dùng beng náo thanh âm đều ép xuống. Một năm qua này, tiêu thiên dựa theo tiêu phàm truyền thụ cho hắn điều tức pháp môn cần luyện không ngừng đã hơi có chút thành tựu cứ việc không giống hạo nhiên chính khí như thế uy lực to lớn nhưng cũng thân thể khỏe mạnh trung khí dồi dào ta là trong trấn bí thư ta họ tiêu chúng ta không phải người tới bắt ta đến thăm vương hiểu nghĩa ai là vương hiểu nghĩa gia thuộc mang bọn ta vào xem bệnh nhân lại nói tiêu thiên nói liếc lý sở trưởng một chút lý sở trưởng hư một tiếng đem còng tay thu vào tiêu thiên thân cao lớn, anh Tuấn xoay khí, đứng ở nơi đó khí độ nhiễm nhiên, lập tức liền đem mọi người đều chấn trụ. Lương sư công phảng phất gặp đại cứu tinh, liên tục không ngừng kêu lên, tiêu bí thư tiêu bí thư, ta dẫn người đi xem vương hiểu nghĩa. Không nói gạt ngươi, tiêu bí thư, ta lúc này thật không có gạt người, vương hiểu nghĩa thật sự có đại phiền toái. Đến, tiêu bí thư, mấy vị lãnh đạo, mời, xin. Đến phiên Uyển thiên thiên thời điểm, không khỏi xứng sở ngơ ngác một chút, hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn. Vừa rồi hắn bị lý sở trưởng hù sợ, vậy mà chưa từng lưu ý, còn có như thế một vị đẹp mắt tiểu cô nương đến trước mặt mình. Quyền thiên thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, đại pháp sư, cho chúng ta bộc lộ tài năng, bắt cái quỷ nhìn một cái. Hi hi, thiên thiên, tiêu phàm sắc mặt thoảng qua trầm xuống, nói, chân chính pháp sư, cũng không phải tùy tiện cho người ta biểu diễn. Quyền thiên thiên thẻ lưỡi, cười hi hi lập tức lương sư công dẫn mọi người hướng lầu 2 đi. Vương Hiểu Nghĩa nhà nhà này hồi hương biệt thự, hết thảy 3 tầng. Lầu 2 là Vương Hiểu Nghĩa vợ chồng sinh hoạt thường ngày chỗ, Vương Hiểu Nghĩa liền bị trói tại lầu 2 phòng ngủ. Vừa mới đạp tiến vào lầu 2 phòng khách, Tiêu Phàm song mi liền có chút nhân lại, Uyển Thiên Thiên cũng vỉnh lên cái mũi thẳng tắp. Ở đây, nàng nghe được một cỗ quen thuộc chi cực khí tức, mỗi tiến vào một chỗ cổ mộ, Uyển Thiên Thiên đều sẽ nghe được dạng này khí tức. Thế nhưng là, nơi này rõ ràng là người sống nhà ở, quang trời hóa nói, ánh nắng loa mắt, thế mà lại có mộ huyệt mốc meo khí tức. Tại tiêu phàm trong mắt, loại tình hình này càng thêm rõ ràng, toàn bộ lầu hai đều âm trầm trầm, quỷ khí bức người. Ta dựa vào người nào? Lương sư công một cước vừa mới đạp tiến vào phòng khách bên phải căn thứ hai phòng ngủ, bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, luống cuống tay chân lui ra. Chỉ thấy âm trầm trầm trong phòng ngủ, không biết lúc nào thêm ra tới một người, đưa lưng về phía cổng, đen xì, trong lúc nhất thời, không phân rõ nam nữ. Vương hiểu nghĩa lão bà càng là dọa đến hết dầm lên. Lúc này, cái kia đưa lưng về phía cổng bóng đen, quay đầu lại nhìn cổng một chút, lập tức lại chuyển trở về, mặt vô nửa phân biểu lộ. Bất quá như thế thoáng nhìn, tiêu phàm đã thấy rõ ràng, đây là một người nam tử, tuổi chừng cùng lương sư công không sai biệt lắm, ba mười mấy tuổi không đến bốn mươi tuổi. Vóc sáng tương đối cao, thân sắc lạnh lùng, đối bên ngoài đám người mảy may đều không để vào mắt uy, ngươi là ai a? À? lương sư công cả gan, lại hỏi một tiếng, mang theo không tất yếu khoa trương ngữ khí. cảm giác bên trên, đây cũng là cái người sống, lại không biết hắn làm sao liền tiến vào vương hiểu nghĩa gian phòng. trong phòng nam tử rốt cuộc lần nữa quay đầu, lạnh lùng nhìn xem lương sư công, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết đến danh tự. nam tử này tướng mạo cũng không khó nhìn, thậm chí còn có thể tính là tương đối tuấn lãng, chính là thần sắc quá lạnh, quả thực tựa như khối băng một vết sẹo từ mắt phải rác một mực kéo dài đến cái cằm khiến người bỗng nhiên bên trong gặp một lần liền không chịu được trong lòng hàn khí đại mạo tiêu phàm xong mi lại là có chút một dương nghe cái này lãnh khốc nam tử khẩu âm vậy mà giống như là bảo đảo địa khu qua người tới bảo đảo địa khu quốc ngữ âm điệu cùng đại lục thông hành tiếng phổ thông không hoàn toàn nhất trí hắc ta không có tư cách ngươi là ai a à ngươi như như vậy lương sư công lập tức liền nhảy dựng lên chỉ cần chịu nói chuyện là được chỉ ít chứng minh là sống đối người sống lương sư công nhất quán không thế nào sợ hãi đương nhiên bình thường người chết hắn cũng không sợ dù sao lương pháp sư không là thuần túy lừa đảo ai ngươi là ai a à? ngươi làm sao tiến đến vương hiểu nghĩa thê tử ở một bên kêu la liền vừa rồi ta từ đại môn tiến đến vương hiểu nghĩa thê tử càng là kỳ quái từ đại môn tiến đến chúng ta làm sao không thấy được ngươi lãnh khốc nam tử không để ý tới nàng nữa Chuyển hướng lương sư công, tiếp tục lạnh như băng hỏi, ngươi là pháp sư. Đúng, tốt, ngươi muốn ta tôn trọng ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi đem người này chữa khỏi là được, bộc lộ tài năng đi." Lãnh Khốc nam tử nói, thân thể hướng bên cạnh một bên, lộ ra nằm tại một người nam tử. Không thể nghi ngờ, đây chính là biệt thự này chủ nhân Vương Hiểu Nghĩa. Trong nhà không có mở đèn, mười điểm âm u, bất quá đoàn người hay là thấy rõ ràng, Vương Hiểu Nghĩa ước chừng khoảng 30 tuổi hai tay thủ đoạn cùng hai chân mắt cá chân bộ vị đều quấn lấy dây vải tử, dây vải một chỗ khác thì cột vào bốn cái chân giường bên trên. Vương hiểu nghĩa tay chân chưa nói tới cỡ nào trắng kiệt, dáng người cũng không thế nào cao lớn, thậm chí còn hơi có vẻ thấp tiểu. Thằng tắp nằm tại, hai mắt lớn chừng, thằng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, đối với ngoại giới hết thảy, làm như không thấy. Bỗng nhiên bên trong gặp một lần, còn tưởng rằng là cái người thực vật. Ngươi là ai a à ngươi, ta dựa vào cái gì muốn cho người bộc lộ tài năng. Lý sở trưởng, người thấy được sao, người này, tự xông vào nhà dân, không có hảo ý. Ta đề nghị đồn công an đem hắn mang về hảo hảo hỏi một chút. Lương sư công cũng coi là giang hồ lão điểu, mới không để ý tới loại này trò trẻ con phép khích tướng, lập tức quay đầu nhìn về phía lý sở trưởng, nói. Đi một bên, muốn hay không bắt người, chính ta sẽ không phán đoán, muốn ngươi đến dạy ta. Lý sở trưởng đối với hắn không có nửa điểm hào cảm, không khách khí chút nào khiển trách. Liên ở thời điểm này, yên lặng nằm tại vương hiểu nhiễm miệng bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, đầu đi lên vừa nhấc, hai tay hai chân bỗng nhiên thẳng băng, lập tức giường chiếu lạc lạc rung động. chương 550, Thượng Thanh truyền thừa. Hiểu nghĩa hiểu nghĩa, người thế nào? Vương hiểu nghĩa mấu thân, vừa rồi ngăn cản lý sở trưởng bắt người lão phụ nhân kia, lập tức liền gấp, liều lĩnh hướng trong phòng hướng chờ tới gần, nguy hiểm, vừa mới đạp mạnh tiến vào phòng ngủ, lãnh khốc nam tử liền khẽ vươn tay, ngăn lại nàng. Ngươi là ai a? À? ngươi tránh ra, đây là nhà ta bên trong. Lão phụ nhân hét dầm lên, bắt lấy lãnh khốc cánh tay của nam tử, liền hướng đẩy về trước, muốn đem hắn đẩy ra đi. Ai ngờ lại như là chuồn chuồn lay cột đá, lãnh khốc nam tử duỗi ra tay cánh tay, tựa như cương kiêu thiết chú, cho phép nàng như thế nào xô đẩy, không nhúc nhích tí nào. Tiêu phàm, Uyển Thiên Thiên đám người hai mắt, đồng thời hít mắt một chút. Là cao thủ, chỉ là không biết cái này lấy bảo đảo khẩu âm nam tử, làm sao ngay ở chỗ này xuất hiện. Đến cùng đến là vì sao? Cứ như vậy một trì hoãn, Vương Hiểu nghĩa tình hình càng thêm quỷ dị, trên trán gân xanh nổi lên, gân xanh trên cánh tay cũng là từng đầu nhô lên, miệng bên trong không ngừng phát ra trầm muộn gào thét thanh âm, mới tinh nệm cao su giường lạc lạc loạn hưởng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Từ Vương Hiểu nghĩa dáng người đến xem, thật đúng là khiến người rất khó tưởng tượng, hắn thân thể gầy ốm bên trong, thế mà ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ. Lương Pháp Sư, nhanh, nhanh mau cứu lão công nhà ta, mau mau, van cầu ngươi. Vương Hiểu Nghĩa thê tử thì một phát bắt được Lương Sư Công cánh tay, tiếng buồn bã khẩn cầu. Yên tâm, bao tại trên người ta, cái này quỷ lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhắc tới cũng kỳ, đối cái khác người bộc lộ tài năng yêu cầu, Lương Sư Công không chút nào để ý, rất có thể bảo trì bình thản, duy chỉ có vương hiểu nghĩa lão bà một cầu hắn, lương sư công lập tức liền ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ bờ vai gánh đạo nghĩa oai hùng hùng phong. Lúc này vung trong tay kiếm gỗ đào, từ áo dài dưới tay lấy ra màu vàng phù lục, nhanh chân hướng trong phòng ngủ đi đến. Lãnh khốc nam tử bỗng nhiên đưa cánh tay thu về, lại không ngăn hắn, khóe miệng hiện lên một tia rõ ràng khinh thường chi ý. Trải qua lãnh khốc bên người nam tử thời điểm, lương sư công càng thêm ưỡn ngực lên, hừ lạnh một tiếng. Đúng. lương sư công vừa vừa đi tới trước cửa sổ, chính đang cực lực dẫy dụa vương hiểu nghĩa bỗng nhiên ngừng lại, tròn mở hai mắt, hung dữ tiếp cận lương sư công, sau đó, khàn khàn cuống họng, lóe ra đến mấy chữ, để mấy người chố cả mắt. Thằng nhãi danh người dám vương hiểu nghĩa nói, chính là như vậy bốn chữ, rất mơ hồ không rõ, nghe không hiểu là khẩu âm của nơi nào. Nhưng tiêu phàm cùng uyển thiên thiên liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đại khái nghe rõ bốn chữ này. Vì như thế, mới khiến cho người chấn kinh, thằng nhãi danh người dám tuyệt đối không phải người hiện đại khẩu ngữ, nhất là khả năng không lớn từ vương hiểu nghĩa dạng này một cái không đọc sách nhiều tiểu bao công đầu miệng bên trong nói ra. Mà lại, tựa hồ cũng không phải Hồng Sơn chấn vùng này khẩu âm. Tiêu phàm cứ việc ở lâu kinh sư, nhưng nguyên quán Hồng Sơn chấn, đối với Hồng Sơn bên này giọng nói quê hương, hay là rất quen thuộc. Bốn chữ này, tuyệt đối là cổ trang kịch mới có lời kịch. Thế nhưng là, bây giờ không phải là tại sân khấu bên trên, không có người tại diễn cổ trang kịch. Nhưng mà Lương Sư Công hiển nhiên không có để ý, có lẽ hắn căn bản liền nghe không hiểu Vương Hiểu Nghĩa nói là cái gì. Lão quân cấp cấp như luật lệnh, Lương Sư Công miệng lẩm bẩm hét lớn một tiếng, cánh tay trước chỉ, cầm trong tay màu vàng phù lục bỗng nhiên dán tại Vương Hiểu Nghĩa cái chán. Trên bùa chú chu sa sách liền phù văn đồ án, bỗng nhiên phun phóng ra quang mang, chỉ là quang mang này cực kỳ ngắn ngủi, lóe lên liền biến mất, còn không có cho người khác thấy rõ ràng, liền đã biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến trở về không đáng chú ý màu vàng phù lục. Dù là như thế, bùa này cũng vẫn rất có hiệu quả, nguyên bản không ngừng dẫy ruộng vương hiểu nghĩa, ngoan ngoãn nằm lại đến, hai mắt khép hờ, không giấy ruộng nữa động đậy, chỉ có ngực không ngừng chập trùng, cho thấy phải 10 điểm mệt mỏi. Lãnh khốc nam tử xương cung mày có chút phát động, tựa hồ hơi hơi kinh ngạc thế mà là thượng thanh phái truyền thừa. Lương sư công không khỏi dương dương đắc ý, xoay người lại, tại lãnh khốc nam tử trước mặt ngẩng lên thật cao đầu, hai mắt lại thẳng vào tiếp cận vương hiểu nghĩa thê tử, hiện lên một vòng khó mà che giấu vẻ tham lam. Cho thấy phải cái này hình dung hèn mọn ra hỏa, trong đầu vậy mà tại đánh cái này xinh đẹp thiếu phụ chủ ý. Ai ngờ tiếp xuống, lãnh khốc nam tử liền rất khinh thường nói, đáng tiếc, chỉ là một điểm ra mau mà thôi, cũng dám ra đây kiếm cơm. Lương sư công giận dữ, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao tiếp cận lãnh khốc nam tử, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt xuống. Gia hỏa này không biết đánh từ đâu xuất hiện, không giải thích được liền xuất hiện ở đây, chuyên môn cùng mình đối nghịch. Muốn lúc trước đắc tội qua hắn, còn thì thôi, vấn đề là, mình ngay cả mặt của hắn chưa từng chưa thấy qua. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, ngay lúc này, nằm xuống vương hiểu nghĩa lại mãnh ngẩng đầu lên, trong hai mắt, hồng mang lấp lánh, cái chán, cái cổ, trên hai tay đều đều gân xanh nổi lên buộc chặt lấy hắn tay chân vải bị lôi kéo đến soạt soạt rung động miệng há lớn hô hô thở hổn hển hung hăng tiếp cận lương sư công bóng lưng hình dung cực kỳ quỷ dị lương pháp sư vương hiểu nghĩa thê tử kinh hô lên hiển nhiên là muốn nhắc nhở hắn chú ý sau lưng tình hình quỷ dị chỉ tiếc đã tới không kịp thanh thúy vải vóc xé rách âm thanh bên trong buộc chặt lấy vương hiểu tay giả chân vải đồng loạt đứt đoạn vương hiểu nghĩa từ nệm cao su bên trên nhảy lên một cái duỗi ra hai tay, nhanh như thiểm điện hướng về lương sư công bổ nhào qua. Còn không có cùng lương sư công có phản ứng chút nào, vương hiểu nghĩa cũng đã đem hắn chăm chú bóp chặt. Lớn đồ hèn nhát, lương sư công cái này giật mình không thể coi thường, miệng bên trong kêu to, luống cuống tay chân liền đi hướng trong túi móc đồ vật, đoán chừng là muốn lại tế ra phù lục tới đối phó vương hiểu nghĩa. Hai ngày qua này, hắn một mực dựa vào phù lục tại vương hiểu nghĩa thể nội quái dị, cũng bởi vậy thu hoạch được vương hiểu nghĩa ra thuộc tín nhiệm chỉ là bùa này tác dụng lại càng ngày càng yếu ớt, lúc mới bắt đầu nhất, một tấm bùa chú dán đi lên, có thể quản mấy giờ, dần dần thời gian càng co lại càng ngắn, lần này, thậm chí ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có trèo chống đến, liền ra chỗ sơ suất. Bất quá lúc này lại nghĩ móc bùa lục, rõ ràng đã trễ. Vương Hiểu Nhĩa mở ra miệng rộng, hướng phía cổ của hắn một ngụm liền cắn. A, à, lương sư công đau đến kêu to, đồng thời cũng dọa đến vong hồn đại mạo, liều mạng dẫy ruộng, Vương Hiểu Nhĩ hai cái cánh tay, lại như là vòng sắt, một mực bóp chặt hắn, chỗ nào có thể dẫy dụa phải thoát. Lương sư công chỗ cổ máu tươi ứa ra, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân, đều từ trên cổ trôi qua ra ngoài, trong chốc lát tiện tay mềm chân nhũn ra, đầu cũng lập tức liền trở nên chóng mặt. Lệ quỷ hút máu, lệ quỷ hút máu, cứu mạng, cứu mạng A. Trong lúc này, lương sư công lại cũng không lo được cái gì thể diện, liều mạng kêu to lên. Tiên sinh, cứu mạng, sau một khắc, lương sư công tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng về phía lãnh khốc nam tử kêu lên mặt mũi tràn đầy ai khẩn chi sắc người đang cầu ta a à, lãnh khốc nam tử một mực thờ ơ lạnh nhạt đối cứng mới một màn này phảng phất nhìn như không thấy không nhúc nhích chút nào cho đến lúc này mới rốt cục mở miệng hỏi ngữ khí lạnh như băng tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường chi ý đúng vậy đúng vậy tiên sinh thật xin lỗi a à. a à, tiên sinh cứu mạng a à, cứu mạng a à lương sư công thê lương kêu cứu thanh âm, xa xa truyền ra, mặc dù là quang trời hóa nói, ngoài phòng mặt trời chó trang, lại khiến người kìm lòng không được khắp cả người sinh hàn. Cái gọi là trắng nói gặp quỷ, nói chỉ sợ sẽ là hiện tại loại tình hình này. Quyền thiên thiên sau nghi một dương, cổ tay khẽ đảo, son phấn kiếm tại trong tay áo lộ ra một điểm mũi nhọn, liền muốn tiến lên động thủ. Mặc dù nữ mà đầu rất không quen nhìn lương sư công hèn mọn, nhưng lãnh khốc nam tử ngạo khí, cũng giống vậy khiến huyền đại đương ra tương đương không thoải mái. Mặc kệ lương sư công cỡ nào không chịu nổi, thấy chết không cứu tóm lại không đúng. Chỉ là trước mắt tình hình, quả thực lộ ra quỷ dị, dù coi như cường hoành như huyền thiên thiên, cũng không dám tay không tiến lên, vạn nhất bị cái gì cổ quái đổ vật dính trên bàn tay, lại như thế nào được. Ác đều buồn nôn chết, tiêu phàm bàn tay nhẹ nhàng mở ra, cầm huyền thiên thiên tinh xảo tay nhỏ, lập tức liền đem tiểu nha đầu trong lòng điểm kia xúc động ngăn cản trở về hiển nhiên tiêu chân nhân cũng không cho rằng hiện tại là xuất thủ thời điểm tốt cho ta lãnh khốc nam tử hướng lương sư công đưa tay ra cái gì a à, lương sư công không rõ ràng cho lắm lập tức lại đau đến phải kêu thảm cái gì đều không để ý tới thượng thanh phái có người dạng này truyền nhân coi là thật mất mặt lãnh khốc nam tử lắc đầu tiến lên một bước tay vừa nhấc cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì Lương Sư Công cầm kiếm gỗ đảo liền đến trong tay hắn, lập tức miệng lẩm bẩm, tay trái bấm quyết, dọc theo kiếm gỗ đảo kiếm tích chậm rãi vuốt quá khứ. Giống ngay tại gắt gao cắn Lương Sư Công cái cổ Vương Hiểu Nghĩa, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Lãnh Khốc Nam tử giống to một tiếng, miệng đầy máu tươi, theo khóe miệng hướng xuống trôi, tình hình muốn bao nhiêu khủng bố liền khủng bố đến mức nào. Nhiệt chướng, còn không đền tội, Lãnh Khốc Nam tử tay trái pháp quyết, cuối cùng từ kiếm gỗ đào kiếm tích phía trên vuốt qua, quát lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại chấn động đến đoàn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Vương hiểu nghĩa mẫu thân cùng thê tử, thậm chí đứng không vững, thân thể nhoáng một cái, kém chút một phát ngã ngồi. Uyển thiên thiên không khỏi hãi nhiên, nội lực thật thâm hậu, cái này rét căm căm ra hỏa, khóc giống như băng, quả nhiên có ngạo khí tiền vốn. Ông hưu, kiếm gỗ đào tại không trung hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng hướng vương hiểu nghĩa cái chán đâm tới, phát ra gào thét tiếng xé gió, như là mũi tên rời dây cung, uy thế cực kỳ kinh người. Giống, vương hiểu nghĩa tựa hồ biết lợi hại, lại là giống to một tiếng, đẩy ra lương sư công, hai tay vung vẩy, liền hướng trung ương hợp kích. Kiếm gỗ đào không đến dài hai thước, lại mỏng lại mảnh, chất liệu lơi lỏng, lấy hai cánh tay hắn kéo đứt phải mạnh mẽ thể lực, nếu thật là đánh chúng. Chuôi này tại lương sư công trong tay thuần túy làm cái trang trí tác dụng kiếm gỗ đào, lập tức liền sẽ gãy thành ba bốn đoạn chỉ bất quá, hai cánh tay hắn mặc dù lực lớn vô cùng, làm sao kiếm gỗ đảo thế tới thực tế quá nhanh, vương hiểu nghĩa hai cái cánh tay chưa khép lại, kiếm gỗ đảo liền đã đâm trúng chán của hắn. Nhìn như không gì không phá một kiếm, vẫn chưa đem hắn đánh chúng bay lên, ngược lại phát ra một tiếng trầm muộn âm thanh ẩm ý, giống như hai đoạn đầu gỗ đụng vào nhau. Vương hiểu nghĩa hai đầu lông mày lập tức hồng mang chấp loạn, lập tức hắc khí lượn lờ, miệng bên trong phát ra kinh thiên động địa gầm rú, hai tay loạn vũ, dưới chân lại như là bị tiếp cận, rốt cuộc di động không được nửa bước. Loại tình hình này vẫn chưa kéo dài quá lâu, ngay sau đó ứng ngược một tiếng, Vương Hiểu Nhĩ ngửa mặt lên trời liền ngã, đập ầm ầm trên sàn nhà, thùng thùng rung động, nghe được lòng người bên trong thẳng run lên. chương 551, chân chính thượng thanh truyền nhân. Lãnh khốc nam tử cổ tay khẽ đảo, hai cái phù lục nổi lên, miệng bên trong niệm chú, tay trái bấm quyết, tại trên bùa chú vạch mấy vòng, ba một tiếng, dán tại vương hiểu nghĩa trên chán, khác một chương thì dán tại lồng ngực của hắn. Lúc trước lương sư công dán đi lên tấm bùa kia, sớm đã tại kiếm gỗ đào đâm chúng vương hiểu nghĩa cái chán nháy mắt liền hủy đi. Nguyên bản còn tại có chút co giật vương hiểu nghĩa, lập tức liền an yên tĩnh. Lãnh khốc nam tử chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía lương sư công. Lương sư công một tay thật chặt che chỗ cổ, máu tươi theo hắn khe hở, rơi dóc rách chảy xuôi mà hạ. Lương sư công sắc mặt càng trở nên trắng bệch, bờ môi run lẩy bẩy, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vương Hiểu Nghĩa thê tử mắt lom lom nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ chú ý, chỉ là ngay trước mặt mọi người, không tiện tiến lên. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết quan hệ giữa bọn họ không phải như vậy bình thường. Bất quá trong lúc này, ai cũng không có lòng đi qua hỏi dạng này nhàn sự. Lãnh khốc nam tử lạnh lùng nói, đừng một bộ hùng dạng, động mạch cổ không gấy, không chết được nhanh đi bệnh viện đánh cái bệnh chó dại vaccine. Mắt thấy lãnh khốc nam tử nhất cử chế phục vương hiểu nghĩa, lương sư công sớm đã không dám ở trước mặt hắn phách lối. Nghe lời này, trong lòng nhất thời liền an tâm mấy phân, liên tục gật đầu, bồi cười nói, được rồi tốt, đa tạ đa tạ. Bởi vì lãnh khốc nam tử mang theo bảo đảo địa khu khẩu âm, lương sư công thế mà cũng tại trong giọng nói của mình tăng thêm như thế điểm luận điệu, nghe vào dở dở ương ương, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười lãnh khốc nam tử một gương mặt lập tức chìm xuống dưới tựa như muốn nhỏ xuống nước tới nguyên bản lương sư công làm như thế là nghĩ làm hắn vui lòng kết quả tại lãnh khốc nam tử nghe tới cũng tuyệt đối là đối với hắn một loại chế diễu vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên lương sư công mình cũng giật nảy mình lập tức liền ngượng ngùng không biết nên nói cái gì cho phải lãnh khốc nam tử lại không tiếp tục để ý hắn đối vương hiểu những người nhà nói người này đã không có việc gì chính là thân thể còn rất yếu ớt các người đem hắn mang lên đi, cho hắn cho ăn điểm cháo, nghỉ ngơi thật tốt. a, à, tạ cám, cảm ơn pháp sư. vương hiểu nghĩa người nhà đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, luôn miệng hướng lãnh khốc nam tử nói tạ. sau đó vội vã chen lên trước, luống cuống tay chân nâng lên vương hiểu nghĩa thả lại đến đi. người còn không đi, nghĩ chờ chết ở đây sao? thấy lương sư công vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, lãnh khốc nam tử song nghi nhân lại lạnh lùng thúc giục một câu: ta đi, ta đi. Lương sư công như ở trong mộng mới tỉnh, che lấy cổ, chật vật không chịu nổi chạy. Tiêu Thiên cùng Lý Sở trưởng cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, thẳng đến lúc này, Tiêu Thiên mới bước nhanh đến phía trước đi, đối lãnh khốc nam tử vươn tay, nói: "Ngươi tốt, ta là Tiêu Thiên, Hồng Sơn trấn trấn ủy bí thư." "Xin hỏi ngươi là?" Đối Tiêu Thiên, lãnh khốc nam tử thật không có tấm lấy không để ý tới, đưa tay cùng Tiêu Thiên dựng một chút, nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi tốt, Tiêu bí thư. Ta là Lục Ninh Trần." bảo đảo thượng thanh quan truyền nhân thanh âm hay là lạnh lùng thù thiếu ấm áp bảo đảo người tiêu thiên lấy làm kinh hãi sớm đã nghe ra lời của hắn bên trong sen lẫn rõ ràng bảo đảo khẩu âm nhưng nghe đến hắn chính miệng thừa nhận là bảo đảo người tiêu thiên hay là cảm thấy kinh ngạc mở ra biên giới nhiều năm như vậy bảo đảo người ở bên trong đầu tư làm việc càng ngày càng nhiều đối bảo đảo người tiêu hai ít một chút không xa lạ gì nhưng ở hồng sơn trấn như thế một cái nội địa tiểu trấn Bảo Đảo người vẫn tương đối hiếm có. Cuống Hồ, Lục Ninh Trần Minh Bạch biểu lộ thân phận của mình hắn là cái đạo sĩ. Thượng Thanh phái là đạo giáo đại phái, cùng Long môn phái đồng dạng, lưu truyền rất rộng. Cả nước các nơi không ít đạo quán đều mang theo Thượng Thanh chi danh, Bảo Đảo có xây Thượng Thanh quan, không hề thấy quái lạ. Chỉ là, Bảo Đảo Thượng Thanh quan truyền nhân chạy đến Hồng Sơn trấn đến có gì muốn làm. Tiêu bí thư, ta là Cao Phượng Anh bằng Hiếu, đem Tiêu Thiên giật mình. Lục Ninh Trần lại tăng thêm một câu. Tiêu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là Cao Phượng Anh, chính là trước đó không lâu đến Hồng Sơn Trấn đến khảo sát tên kia bảo đảo thương nhân, bị quỷ nhập vào người sau vội vã đuổi về nhà đi. Lục, Lục Tiên Sinh, Cao Tiên Sinh tình huống thế nào? Tiêu Thiên khẩn cấp hỏi. Lục Ninh Trần lắc đầu, nói, không tốt lắm. Phượng Anh Huynh bị lệ quỷ quấy phá, thụ không nhỏ kinh hãi. Ba hồn không yên, bảy phách bất an. Hiện tại còn nhất thời thanh tỉnh nhất thời hồ đồ, cho nên ta đặc địa đuổi tới xem một chút, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái đang hại người. Hắn nói đến 10 điểm bình thản, tựa hồ đây hết thảy, đều là như vậy bình thường tự nhiên, thật là bình thường ăn cơm đi ngủ đồng dạng, là nhân chi thường tình. Lại nghe được lý sở trưởng đầy mắt tiểu tinh tinh, chiếu cái này bảo đảo người thuyết pháp, ta mị quỷ vật là một loại phổ biến tồn tại rồi. Chẳng lẽ đoàn người xuyên Việt rồi, sinh hoạt tại liêu trai thế giới bên trong? Chỉ là hiển nhiên hắn vừa rồi đại triển thần uy, trong chấp nhoáng liền đem nổi điên vương hiểu nhĩa chế phục, không có nửa phân kháng cự chi lực, lý sở trưởng nhưng cũng biết đây là cái có bản lĩnh thật sự ra hỏa, lại chờ ngại hắn bảo đảo người thân Phật, quốc gia có đặc biệt chính sách, lý sở trưởng cũng không có lại lung tung lộ ra còng tay tới. Tiêu thiên lại vẫn là không nhịn được hỏi một câu, lục tiên sinh, lệ quỷ quấy phá. Lục ninh trần liếc hắn một cái, lãnh đạm nói tiêu bí thư, ta biết các người có tín ngưỡng của các ngươi không tin quỷ thần. Nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, có nhiều thứ chính là khách quan tồn tại tiêu bí thư ta chuyên chạy tới nơi này không phải đến cùng ngươi nghiên cứu thảo luận quỷ thần chi đạo làm cao phượng anh bằng hiếu ta hy vọng đạt được ngươi cùng ngươi chính búa cho hiệp trợ mặc dù là muốn xin giúp đỡ lời nói từ trong miệng hắn nói ra vẫn là lạnh như băng giống như hết thảy đều là như vậy đương nhiên nếu như tiêu thiên không giúp hắn liền rất không có đạo lý chiếu tiêu nhị ca họ tử ai dám cùng hắn nói như vậy lập mã lão tát tai quất tới. Bất quá vừa rồi phát sinh sự tình quá mức kinh người, tiêu nhị ca bây giờ lại làm bí thư, tác phong làm việc không thể lại như vậy tùy ý. Dù là như thế, tiêu thiên cũng đã 10 điểm không vui, ngữ khí cũng lập tức trở nên lạnh nhạt. Muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Lục Ninh Trần tự nhiên phát giác được tiêu thiên thái độ gấp gáp biến hóa, nhưng loại tình hình này hắn kinh lịch phải nhiều, mảy may cũng lơ đánh, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cùng nụ cười khinh thường. Lãnh đạm nói tiêu bí thư, xin ngươi đừng lầm ta nói chính là hiệp trợ không phải hỗ trợ thật muốn nói hỗ trợ đó cũng là giúp chính các ngươi không phải giúp ta yêu cầu của ta rất đơn giản mời các ngươi lập tức toàn diện phong tỏa công trường không cho phép bất luận cái gì người không liên quan cùng ra vào đây là muốn tốt cho các ngươi tiêu nhị ca chỉ cảm thấy một cỗ khí rất không thuật tiêu phàm lại chậm rãi mở miệng lục tiên sinh xin hỏi tại sao phải toàn diện phong tỏa công trường nguyên bản tiêu phàm dự định mình ra mặt xử lý chuyện này, hiện tại bỗng nhiên trên nửa đường giết ra tới một cái lục ninh trần, muốn sung làm nhân vật chính, tiêu phàm ngược lại không vội mà phát đồng hồ ý kiến của mình. Nói trắng ra, khu quỷ trấn tà, đạo môn thả cửa mới là chính tông, vô cực môn truyền nhân hòa nói bên trong cũng không kiêm nhiệm pháp sư. Đã vị này lục tiên sinh mặt mũi tràn đầy cao ngạo, liền xem hắn muốn xử trí như thế nào lại nói. Lục Ninh Trần liếc nhìn hắn một cái, thần sắc trên mặt vẫn như cũ người điểm khinh thường, tránh lệ quỷ quấy phá, tổn thương vô tội. Lập tức chuyển hướng tiêu thiên, lạnh lùng nói tiêu bí thư, ngươi là địa phương trưởng quan, ngươi cũng không nghĩ chuyện này làm phải lòng người bàng hoàng, làng xã chung quanh bất an a à. Tiêu nhị ca mặc dù rất khó chịu, câu nói này lại lập tức liền nghe đi vào. Nói cho cùng, hắn sớm đã không phải kinh sư mặt đất tiêu gia nhị thiếu, mà là sông hán bớt la châu huyện Hồng Sơn Trấn tiêu bí thư. Đây là hai cái hoàn toàn thân phận khác nhau, Tác phong làm việc từ cũng hoàn toàn khác biệt. Tốt, Lục Tiên Sinh, nơi này không tiện thương lượng, mời theo ta về trước trong chấn rồi nói sau." Tiêu Thiên kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Được, Lục Ninh Trần không nói hai lời, ngóc đầu lên, ra bên ngoài liền đi. Này người thân hình cao lớn, tay dài chân dài, nhưng vô luận đứng thẳng hay là đi lại, đều đều ưỡn ngực hóp bụng, eo rất xui thẳng, một bộ tiêu chuẩn quân nhân tư thái. Tướng mạo cũng không khó coi chính là kia lạnh như băng vẻ mặt và bi nghế hết thảy cao ngạo chi khí, để người chịu không được. Tựa hồ ngoại trừ chính hắn, những người khác là ngớ ngẩn phế vật, không đáng giá nhắc tới. Nhìn qua người này nhanh chân mà đi bóng lưng, lý sở trưởng rốt cuộc nhịn không được, hừ lạnh một tiếng, cả giận nói thứ đồ gì. Tiêu thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu, nói, xem ở cao phượng anh phân thượng, nhịn một chút đi. Bất kể như thế nào, Cao Phượng Anh là mang theo đầu tư mục đích đến Hồng Sơn chấn khảo sát, lại ở đây không giải thích được bị quỷ nhập vào người, ôm bệnh chạy về bảo đảo, bây giờ người ta bằng hữu đến Hồng Sơn tìm hiểu tình huống, về tình về lý, địa phương bên trên đều hẳn là cấp cho hiệp trợ. Cứ việc người bạn này nhìn qua rất chứng, tiêu phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, xem ra tiêu thiên một năm này biến hóa là thật không nhỏ, thành thục nhiều. Nam nhân thành thục tiêu chí, chính là có thể rất tốt khống chế tính tình của mình cùng họ cách lão tiêu ra khí vận đã khôi phục, trở lại trước mắt bình thường quý tích phía trên, chỉ cần tiêu thiên mình không chịu thua kém, hắn nói cẩm tú tiền đồ, cơ hồ hoàn toàn có thể dự tính. Tiêu phàm trên cơ bản cũng liền có thể yên lòng, hết sức chuyên chủ ứng phó mình hồng trần đại kiếp. Lập tức một đoàn người rời đi vương ra, lúc ra cửa, vây xem thôn dân vẫn còn, cách xa xa, hướng lấy bọn hắn chỉ trỏ. Tiêu thiên nhìn một chút những thôn dân này, bỗng nhiên dừng bước, liền đứng tại vương ra trong viện trên một cái băng ngồi, Lớn tiếng đối vây xem thôn dân phát đồng hồ ngắn ngủi diễn thuyết. "Các hương thân, tất cả mọi người trở về đi." Vương Hiểu Nghĩa đã không có việc gì. "Tiêu bí thư, quỷ bắt tới rồi sao?" "Đúng vậy a, à, Tiêu bí thư, ai bắt quỷ a?" À? "Nói cho chúng ta một chút chứ sao?" Tiêu Thiên vốn định trấn an một chút thôn dân, ai ngờ mới mở miệng, các thôn dân liền mồm năm miệng mười ồn ào, câu câu không rời quỷ chữ, lại là cùng Tiêu bí thư dự tính ban đầu hoàn toàn quay lưng cách Tiêu Thiên không để ý đến bọn họ, tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình diễn thuyết, để mọi người không muốn tung tin đồn nhảm tin đồn, Vương Hiểu Nghĩa chỉ là bệnh, căn bản cũng không có cái gì quỷ, tranh thủ thời gian ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, đừng vây ở đây xem náo nhiệt. Mắt thấy Tiêu Thiên dắt cuống họng cùng các thôn dân đối thoại, Uyển Thiên Thiên không khỏi hạ giọng, cắn Tiêu Phàm lỗ tai nói, đây không phải gạt người a. À. Muốn nói Vương Hiểu Nghĩa trên thân không có cổ quái, Uyển Thiên Thiên đều không tin, làm lãnh đạo chính là như vậy, biết rõ là nói dối, cũng được nói đến giống như thật. Mù lời nói được càng tốt, lãnh đạo coi như phải càng có trình độ. Tiêu phàm cười cười, nói, có chút ý vị thâm trường. chương 552, Thiên Nhãn Thần Thông Tại Trấn Chính Búa Phòng Học Nhỏ, Tiêu Thiên tổ chức một cái quy mô nhỏ hội nghị, hội nghị quy cách, tiến hành nghiêm khắc khống chế. Hết thầy chỉ có 6 người tham gia, trừ Tiêu Thiên, Lý Sở Trường, còn có một vị thường vụ phó Trấn trưởng Bách chấn trưởng nằm viện trong lúc đó, từ vị này thường vụ phó chấn trưởng chủ trì chấn chính bố nói thường làm việc. Ngoài ra, chính là tiêu phàm, uyển thiên thiên cùng lục ninh trần. Dựa theo tiêu phàm yêu cầu, tiêu thiên không có kỹ càng giới thiệu hắn cùng uyển thiên thiên thân phận, chỉ là điểm một cái tính danh. Bất quá phó chấn trưởng hay là từ đó nhìn ra một chút đoan nghê. Họ tiêu, từ thủ đô đến, hai đầu lông mày cùng tiêu thiên giống nhau đến mấy phần, đây đều là manh mối. Về phần uyển thiên thiên, nhìn nàng cùng tiêu phàm ở giữa thân mật thần thái, liền có thể suy đoán ra bọn hắn thực chất quan hệ. Chỉ là tất cả mọi người có chút không rõ, dạng này hội nghị, mời tiêu phàm cùng uyển thiên thiên tham gia làm cái gì. Nếu thật là tiêu bí thư thân thích, hẳn là tự mình tiếp đãi gọi vào phòng họp họp, cũng không phải tiếp đãi chi đạo. Tự nhiên, cái này lo nghĩ chỉ ở trong lòng, ai đều chưa từng nói ra. Dù sao hiện tại đây không phải hẳn là chú ý trọng điểm lục ninh trần đối này đồng dạng không hiểu lại không có để ý thậm chí ngay cả uyển thiên thiên kiều diễm đến cực điểm dung nhan cũng không gây nên hắn chú ý người này lạnh thật đúng là không phải mặt ngoài lạnh đến tận xương tủy. chư vị quý địa có lệ quỷ quấy phá chắc hẳn các ngươi đều đã biết cửa phòng họp vừa hợp lại bên trên lục ninh trần liền mở miệng thường vụ phó trấn trưởng cùng lý sở trưởng đồng loạt hướng hắn trừng ánh mắt lên Gia hỏa này không tuân theo quy củ a tiêu bí thư cũng còn không có lên tiếng âm thanh, cái này liền nói lên rồi. Căn cứ phán đoán của ta, vừa rồi cái kia vương hiểu nghĩa, phụ thể chỉ là một tên tiểu quỷ, đạo hạnh không sâu, rất dễ dàng. Bất quá ta đã đi công trường nhìn qua, các người cái này cổ mộ bầy, không thể coi thường, tuyệt không chỉ như vậy một tên tiểu quỷ quấy phá. Nhất định phải lập tức khai thác biện pháp, nếu không, sẽ có đại phiền toái. Lục Ninh Trần Mảy May cũng không quan tâm phó chấn trưởng cùng lý sở trưởng ánh mắt khác thường, phối hợp nói. Ai, lục tiên sinh đúng không? Lục tiên sinh, người mở miệng ngậm miệng chính là quỷ a quỷ, nói đùa sao? Chúng ta thế nhưng là kẻ vô thần, lý sở trưởng rốt cuộc nhẫn nại không được, ngắt lời nói, ngữ khí đã 10 điểm bất thiện. Lục ninh trần liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói kẻ vô thần. Tốt, vậy ngươi tối nay đi cổ mộ bầy đi một vòng đi. Ta cũng không nói để ngươi tại kia thủ một đêm, liền đi đi một vòng. Nếu như ngươi không có việc gì, liền chứng minh ta tại nói hưu nói vượt, ta lập tức xéo đi. Ngươi, Lý Sở Trưởng lập tức mặt đỏ lên, lại còn thật không dám tiếp lời. Nhất là vừa rồi tại Vương Hiểu Nghĩa trong nhà nhìn thấy một màn kia, Lý Sở Trưởng càng là có chút dao động. Tiêu Phàm nhẹ nhàng hướng Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, Tiêu Thiên liền là nói, Lục Tiên Sinh, dựa theo ý nghĩ của ngươi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta vừa rồi đã nói qua, rất đơn giản, lập tức đem toàn bộ cổ mộ bầy bắt đầu phong tỏa, tuyệt đối cấm chỉ người không liên quan cùng ra vào. Bản vẽ ta đã vẽ xong, cứ dựa theo cái này bản vẽ thi công. Nói, Lục Ninh Trần từ trong túi móc ra một chương trồng chất giấy trắng, giao cho Tiêu Thiên. Tiêu Thiên mở ra xem xét, quả nhiên là một chương kiến trúc sơ đồ phát thảo, 10 điểm đơn sơ, nhưng có thể thấy rõ ràng, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Tiêu Thiên lập tức đưa cho Tiêu Phàm, tại Tiêu Phàm trong mắt, cái này chương kiến trúc sơ đồ phát thảo tự nhiên rất là khác biệt, là một cái hình lục giác đồ án, cùng kỳ môn trận tương hợp. Nếu như tình hình đúng như lục ninh trần lời nói, chỗ kia cổ mộ bầy không chỉ một tên lệ quỷ quấy phá, lấy kỳ môn trận phong tỏa bên ngoài, lại nghĩ biện pháp quỷ vật, ngược lại là phi thường đối chứng thủ pháp xử lý. Liên tưởng đến vừa rồi tại vương hiểu nghĩa trong nhà, cái này lục ninh trần xuất thủ gọn gàng, xem ra không hề giống lương sư công như thế, là cái giang hồ phiến tử. Tiêu phàm lập tức đem kiến trúc bản vẽ đưa trả lại cho tiêu thiên, lại gật đầu một cái tốt lục tiên sinh cứ dựa theo yêu cầu của ngươi xử lý ta ngay lập tức sẽ tổ chức nhân thủ bắt đầu thi công lục ninh trần nhìn một chút tiêu phàm nói rất tốt tại đạo này tường vây không có dựng lên trước đó ta hy vọng tiêu bí thư có thể phái nhân thủ tại phụ cận thiết lập trạm gác cấm chỉ người không liên quan cùng tới gần có thể hội nghị rất nhanh liền làm ra quyết định trên cơ bản là tiêu thiên cùng lục ninh trần đang đối thoại đánh nhịp lý sở trưởng là đồn công an dài đối những địa phương này sự vụ không thế nào phát biểu ý kiến phó trấn trưởng càng là tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ hết thảy duy tiêu thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt không vượt quyền lục ninh trần lập tức rời đi phòng họp cũng không cùng bất luận cái gì chào hỏi càng không nói mình đi đâu tiêu thiên liền trưng cầu như nhìn về phía tiêu phàm tiêu phàm mỉm cười nói yên tâm nên xuất hiện thời điểm hắn sẽ xuất hiện cứ dựa theo yêu cầu của hắn đi làm có tiêu phàm thái độ này việc này liền xem như ván đã đóng thuyền. Ước chừng sau mười mấy phút, Tiêu Phàm cùng Uyển Thiên Thiên xuất hiện tại trấn Tây Nam vườn kỹ nghệ trên công trường. Cái này vườn kỹ nghệ chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn, chừng hơn ngàn mẫu. Đối với một cái trấn vườn kỹ nghệ đến nói, dạng này quy mô đã rất lớn. Công trường là lộ thiên, không có bất kỳ cái gì che đậy, cũng không có rào chắn, chỉ ở xung quanh đứng thẳng một chút đánh dấu bài. Bởi vì nháo quỷ nghe đồn, to lớn công trường không nhìn thấy một người, thậm chí ngay cả phụ cận đều không nhìn thấy một bóng người, lộ ra cực kỳ hoang vu. Ngay tại công trường phía tây nam cách đó không xa, một cái cự đại hố lõm rất đột ngột hiển hiện tại tiêu phàm cùng huyền thiên thiên trước mắt. Liếc mắt nhìn qua, vùng đất bằng phẳng hoàng thổ địa bên trên, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái hố lõm, làm người ta trong lòng nhịn không được lột bộp một chút, cũng đi theo chìm xuống dưới. Tiêu phàm khẽ vươn tay, cầm huyền thiên thiên kiều nộn tay nhỏ, chậm rãi hướng về kia hố lõm đi đến. Huyền Thiên Thiên trong lòng lập tức ấm áp, đừng nhìn ra hỏa này hỏa nói bên trong giống như rất thích ở trước mặt mình nắm, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hay là rất quan tâm mình. Lúc này nắm chặt mình tay, rất rõ ràng là lo lắng trong cổ mộ có cái gì yêu nghiệt, sợ tổn thương đến chính mình. Tiêu phàm hạo nhiên chính khí, là hết thảy tà ma ngoại đạo khắc tinh. Xa xa, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, lộ ra lại là hiếu kỳ lại là sợ hãi thần sắc, cũng xen lẫn một chút đố kỵ cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Rất nhanh, tiêu phàm liền lôi kéo Uyển thiên thiên đi tới hố lõm bên cạnh. Đây là một cái cửa đại hố lõm, thành bất quy tắc hình bầu dục, lỗ hổng đường kính có mười mấy mét, bề sâu chừng hơn ba mét, có một chỗ sườn dốc thông hướng đáy hố. Đáy hố một mảnh hỗn độn, thổ hoàng sắc bùn trong đất, thỉnh thoảng có thể thấy được tàn tả tấm ván gỗ, một cỗ mốc meo khí tức, xông vào mũi. Tiêu phàm không khỏi có chút nhíu mày. Quyền Thiên Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại hấp bỗng nhúc nhích thẳng sống mũi nhỏ, nhẹ gật đầu, nói, sơ bộ phán đoán, hẳn là có một đã ngoài ngàn năm, cụ thể là cái kia triều đại, còn khó nói, nếu như Lão Tam ở đây liền tốt. Quyền Thiên Thiên miệng bên trong Lão Tam, chỉ chính là Tống Hoàn, giang hồ trên đường, yên chi xã Tam đương ra có thiên nhãn danh sưng. Tại nhóm người trộm mộ bên trong, có thể danh sưng thiên nhãn ra hỏa, đang phán đoán cổ mộ niên đại phương diện này, đều sẽ không quá kém. Nhanh lời nói, hắn ngày mai liền có thể đuổi tới. Uyển Thiên Thiên lại bổ sung một câu, đã muốn Yên Chi xã các huynh đệ qua đến giúp đỡ, Thiên Nhãn Tống Tam ca chắc chắn sẽ không rơi xuống. Ngay cả cái kia triều đại, Tống Hoàn đều có thể phán đoán được đi ra. Kỳ thật, Uyển Thiên Thiên chỉ cần ngửi một chút khí tức, liền có thể đạt được một đã ngoài ngàn năm sơ bộ phán đoán, đã là thần hồ kỳ kỹ, Yên Chi xã đại đương gia, tuyệt không phải vô duyên vô cớ liền có thể lên làm đó là đương nhiên ngươi cho rằng thiên nhãn là gọi không a à. lão tam còn chỉ có thể nghe tiếng phân biệt vị chỉ bân tên kia so lão tam còn lợi hại hơn có thể nhìn âm dương cho nên hắn cao tuổi rồi còn nhảy nhót tưng bừng ngụ ý chính là nói chỉ bân có thể nhìn âm dương gặp nguy hiểm cổ mộ không dễ dàng xuống dưới lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm niên kỷ của hắn xa so uyển thiên thiên lớn cướp mộ cũng so uyển thiên thiên hơn rất nhiều lại cũng không giống uyển thiên thiên như thế âm sát khí nhập thể cặp kia âm dương mắt dành công quyết vĩ thiên nhãn tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng lặp lại một chút hai chữ này đi đi xuống xem một chút chiếu tiêu phàm bản tâm hắn là nghĩ một người xuống dưới nhưng biết rõ uyển thiên thiên tuyệt sẽ không đáp ứng mình cũng khẳng định nói không phục nàng tác họ không làm loại này nếm thử hai người theo sườn dốc chậm rãi đi xuống hố lõm dưới đáy trước mắt lập tức trở nên âm u Chính đối sườn dốc, là một cái đen xì hang động, ước chừng có một người chiều cao, ướt át âm u, một cỗ bí mật mang theo mốc mèo khí tức âm phong, từ trong huyệt động thổi ra. Tầm nhìn cực thấp, ước chừng 3-4 mét về sau, liền không nhìn thấy thứ gì. Tiêu phàm trong mắt, bỗng nhiên hiện lên hai đạo trói mắt lục mang. Nguyên bản đen xì hang động, tại tiêu phàm trong mắt, trở nên rõ ràng mấy phân, trọn vẹn có thể nhìn thấy hơn 10 mét chỗ sâu. Đây là tiêu phàm gần đây thiên nhãn thần thông. Tại Tô Nam nơi đó, đạt được cơ hồ toàn bộ thiên nhãn thần thông hoàn chỉnh, vừa về tới chỉ thủy xem, tiêu phàm liền dựa theo chỉ điểm, luyện hóa thiên mục trùng, bắt đầu thiên nhãn thần thông. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 ngày qua, lại cũng đã hơi có sở thành, so sánh với hơn 10 ngày trước, mắt lực đại tăng. hang động chỗ sâu, mơ hồ có một đạo hắc ảnh đang nhấp nháy. Cùng lúc đó, thần niệm chi lực cũng cảm thấy một cỗ âm trầm trầm linh lực ba động, cùng ma cưu trang viên địa mạch âm khí cùng hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ có chút tương tự, chỗ rất nhỏ tựa hồ hơi có khác biệt, nhưng đơn thuần bằng vào thần niệm chi lực xa xa điều tra cũng không có cách nào phân biệt ra cụ thể khác nhau tới. Bất quá có thể khẳng định, bọn chúng là đồng loại không thể nghi ngờ. Cứ việc thần niệm chi lực cùng thiên nhãn thần thông đồng thời phát giác được dị dạng, tựa hồ thiên nhãn có chút gân gà, tiêu phàm cũng đã hết sức hài lòng. Dù sao hắn vừa mới bắt đầu môn này tân thần thông, liền đã có hiệu quả như vậy, giả lấy lúc nói thiên nhãn thần thông tuyệt không thể khinh thường tại rất nhiều nơi thần niệm chi lực lớn thụ áp chế thiên nhãn thần thông liền có thể phát huy uy lực quyền thiên thiên không có lưu ý đến tiêu phàm hai mắt bên trong dị dạng cúi người đi lục tìm dưới chân một đoạn ngắn bẻ gãy tấm ván gỗ từ mặt cắt nhìn cái này tấm ván gỗ sớm đã mục nát không chịu nổi hẳn là quan tài bên trên vật liệu gỗ không phải kiến trúc công trường vật liệu gỗ đúng lúc này hàng động chỗ sâu đảo hắc ảnh kia, bỗng nhiên hướng về Uyển Thiên Tiên đánh tới, vô thanh vô tức, lại nhanh chóng tuyệt luân. Chương 553, sát nhân ma vương. Tiêu Phàm một tiếng lạnh hừ, tay phải một dương, hạo nhiên chính khí tuôn ra, lập tức ngay tại trước mặt hình thành một lớp bình phong, đồng thời tiến về phía trước một bước, ngăn ở Uyển Thiên Thiên trước người. Uyển Thiên Thiên chỉ cảm thấy một cô ấm áp gió mát nháy mắt đem mình bao phủ nó dưới, thật giống như tiêu phàm mỗi lần vì nàng loại trừ thể nội âm sát khí đồng dạng, ấm áp đặc biệt dễ chịu, lập tức liền đứng dậy. Đạo hắc ảnh kia bị hạo nhiên chính khí ép một cái, lập tức liền ngăn ở bên ngoài, không cách nào tới gần. Tiêu phàm trước ngực trừ ánh sáng màu đỏ lóe lên, càn khôn đỉnh nổi lên, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án tại miệng đỉnh xoay chầm chậm. Đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên ở giữa phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, trong chấp nhoáng liền xoay chuyển thân thể, hướng về hang động chỗ sâu bay đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Có gì đó quái lạ, Uyển Thiên Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi, nàng lại là chỉ có một điểm cảm giác mơ hồ, ừm, tiêu phàm gật gật đầu, đem càn khôn đỉnh thu vào. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi đạo hắc ảnh kia, tất nhiên là quỷ mị chi thuộc. Cùng hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ cố nhiên hơi có khác nhau, nhưng trên bản chất không có cái gì khác biệt. Mà lại thứ này cơ cảnh dị thường, ở xa hàng đầu sư xúc dưỡng âm quỷ phía trên, càn khôn đỉnh vừa một hiển lộ ra, lập tức liền xa xa bỏ chạy, không có nửa phân trần chờ do dự. Tiêu phàm thậm chí hoài nghi, thứ này có nhất định trí lực. Không thể nào, cái này quang trời hóa nói. Uyển thiên thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên, tình không nhìn dặm, cứ việc mùa đã là cuối thu, khí hậu không nóng, ánh nắng nhưng như cũ lóa mắt. Dựa theo nước ta cổ đại truyền thuyết, ta mị quỷ vật loại hình, sợ nhất mặt trời. Nhưng là bây giờ, cái này trong huyệt động quỷ vật, vậy mà quang trời hóa nói liền dám tập kích nếu như đụng phải không phải tiêu phàm chỉ sợ lại muốn thêm một cái vương hiểu nghĩa chỉ bất quá cái này thực sự cùng trong truyền thuyết có chút khác biệt a à? đến cùng là truyền thuyết có sai hay là tình huống nơi này phát sinh một loại nào đó vượt qua thường quy dị biến nếu là tà mị quấy phá vậy thì cái gì tình huống cũng có thể phát sinh tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt giải thích một câu lại nhìn một chút cái huyệt động kia muốn không cần tiếp tục xâm nhập nhìn xem Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không vội, vừa rồi vật kia, cứ việc 10 điểm cơ cảnh, Tiêu Phàm nhưng lại chưa tại trên người nó cảm nhận được quá sát khí mãnh liệt, liền xem như tà mị quỷ vật, cũng nên là dưới đẳng hóa sắc. Vẹn vẹn mấy cái dạng này quỷ vật, nguy hại không lớn. Tiêu Phàm lo lắng chính là, cái này trong huyệt động, còn có những thứ chưa biết khác quái dị. Nơi đây đang đứng ở Hồng Sơn Trấn, nhất định phải xử lý phải nhẹ nhàng thoải mái, không lưu mảy may hậu hoạn mới được trước hết làm chuẩn bị thật đầy đủ không đánh vô chuẩn bị chi cầm hai người rời khỏi hố lõm vào lúc ban đêm ngay tại trong trấn hồng sơn khách sạn ở lại đăng ký hai cái phòng đơn bất quá uyển thiên thiên tựa hồ cũng không định trở về gian phòng của mình đi nghỉ ngơi mặc dù nói hiện tại đã không cần mỗi ngày loại trừ một lần âm sát khí có thể hai ngày một lần nhưng uyển thiên thiên sớm đã thành thói quen cùng tiêu phàm dính cùng một chỗ cảm giác tống hoàn bọn hắn tới rất nhanh mang theo vương nhạn mấy cái tinh anh huynh đệ trong đêm thức đêm ban máy bay từ thủ đô đuổi tới tam giang thành phố sáng sớm liền thuê xe đuổi tới hồng sơn trấn đường huyên không đến một cái huynh đệ trong nhà ra chút sự cố đường huyên vội vàng qua đi xử lý nghe tiêu phàm cùng uyển thiên thiên đại khái nói rõ tình huống tống hoàn không nói hai lời mang theo tiêu phàm cho phù lục mang theo mấy tên huynh đệ liền hạ đến trong cạm bẫy từ giữa bên cạnh đào ra một chút quan tài hư thối tấm ván gỗ cùng một chút thổ gốm mảnh vỡ cứ như vậy bùn hồ hồ mang về khách sạn. Đoán sơ qua, hẳn là đường chiều những năm cuối, đời thứ năm sơ kỳ mộ táng bảy. Vương nhạn bọn người đem những vật này trong phòng một bãi xuống mở, Tống Hoàn khẳng định nói. Cứ việc mang lên tiêu phàm cho phù lục, đoàn người hay là tuần hoàn theo tiêu chân nhân phân phó, chỉ ở hố lõm bên ngoài đào móc ra những vật này, không có xâm nhập trong huyệt động. Hố lõm bên ngoài, cũng chỉ có như thế một chút vụn vụn vật vặt đồ vật, chưa từng tìm tới có văn tự ghi lại vật phẩm, dựa vào như thế một đống phế phẩm vụn vặt liền có thể đạt được đường kết thúc đời thứ năm sơ bộ phán đoán thiên nhãn tống tam ca danh bất hư truyền tiêu phàm không nói gì đi tới cái này trồng vật phẩm trước đó vươn tay ra cầm lấy một cái vết dỉ loang lổ hình thoi vật thể thứ này là có chút đặc biệt tựa như là cái mũi tên tống hoàn trong lòng nhảy một cái vội vàng nói đối với những cái kia vách quan tài tử đồ sứ mảnh vỡ tống hoàn không phải rất để ý nhưng cái này vết dỉ loang lổ hình thoi mũi tên, lại làm cho trong lòng của hắn hiện lên như vậy một loại rất không nỡ cảm giác, tựa hồ tiến trên đầu, nhiễm lấy một loại nào đó khí thức đặc biệt. Bây giờ tiêu phàm không rên một tiếng, đưa tay liền cầm lên cái này mũi tên, tống hoàn tuyệt không tin cái này vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Như là tiêu phàm dạng này đại thuật sư, giác quan thứ sáu chi nhạy cảm, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng đạt được. Đây là mai mũi tên, tiêu phàm khẳng định nói. Cái này mai hình thoi vật mặt ngoài thân thể cứ việc dính lấy bùn đất, vết xỉ loang lổ, đại khái hình dạng vẫn có thể nhìn ra được. Tiêu Phàm cố ý đem cái này mai mũi tên từ một đống vụn vặt bên trong lấy ra, cũng không phải bởi vì nó hình dạng, mà là cái này trên đầu tên không giống bình thường khí tức hung sát. Sát khí trùng thiên, đây là cái này mai vết xỉ loang lổ mũi tên cho Tiêu Phàm trực giác. Tiêu Phàm cũng không để ý cái này trên đầu tên vô cùng bẩn, tay trái nắm, đưa tay phải ra ngón cái hai mắt khép hờ, chậm rãi đẩy quá khứ. Tống hoàn bọn người ngậm miệng lại, hết sức chăm chú nhìn qua tiêu phàm, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Tại lưu bát gia phủ thượng, Tống hoàn vương nhạn đã từng thấy tận mắt tiêu phàm dùng loại phương thức này giám định đồ cổ. Cái này mai mũi tên uống qua máu, mà lại, hẳn không phải là người bình thường máu, là cái đại nhân vật. Chốc lát, tiêu phàm chậm rãi mở mắt ra, trầm giọng nói. Đại nhân vật, lớn bao nhiêu, Uyển Thiên Thiên theo miệng hỏi, lập tức lại cảm thấy có chút buồn cười. Mình vấn đề này, độ khó thực tế hơi lớn. Bọn hắn bây giờ nói luận, thế nhưng là phát sinh ở hơn một ngàn năm trước sự tình. Dựa vào một viên còn sót lại mũi tên, nếu là có thể đánh giá ra cái này mai mũi tên đã từng bắn chúng qua một cái dạng gì người, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ai ngờ tiêu phàm lại cho hắn một cái cơ hồ là khẳng định trả lời chắc chắn. Rất lợi hại, có thể là ma quân chi tướng. Ma quân chi tướng, lần này, Uyển Thiên Thiên Tống Hoàn Vương nhạn bọn người ngây người. Loại này lời bình, bọn hắn thật đúng là lần đầu nghe tới. Kỳ thật nói ra bốn chữ này thời điểm, tiêu phàm trong lòng mình cũng lắc lư một chút, lập tức liền nhớ lại nửa tháng trước, tại ma cưu trang viên lòng đất nhìn thấy tòa kia điêu khắc, đó cũng là điển hình ma quân chi tướng. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, hắn liền lần thứ hai tiếp xúc đến cùng loại ma quân. Thật giống như thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ chân thiên tử tướng mệnh đồng dạng, chân chính có ma quân chi tướng người, cũng phi thường thưa thớt. Chỉ có tự tay nhấc lên qua ngập trời mưa máu, giết người vô số ma đầu, mới có tư cách bị tiêu phàm đánh giá là ma quân. Tỷ như giống hít xiết như thế, chính là cái thế ma vương, là thượng thiên hạ trừng phạt nhân loại lớn tai tinh. Đừng bảo là tại thời không song song, coi như nhìn chung toàn bộ chung ngoại lịch sử, dạng này ma quân cũng cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí so thiên tử mệnh trí tôn tướng còn muốn hiếm thấy. Bởi vì chỉ cần có triều đình, liền có hoàng đế chân thiên tử tướng mệnh người mỗi chiều mỗi đời đều muốn ra không ít nhưng một cái triều đại mà quân loại hình lớn tai tinh thường thường sẽ chỉ ra một hai cái đương nhiên nếu như đem những cái kia giết người đầy đồng khát máu vô độ quân việt cùng tạo phản người đều tính đi vào như vậy cái này tai tinh cũng không tính quá ít chỉ bằng một viên ngàn năm trước còn sót lại mũi tên tiêu phàm cũng chỉ có thể suy đoán đến loại trình độ này chiếu nói như vậy cái này mộ bầy bên trong chôn lấy cái ngàn năm hung thần lệ quỷ. Lúc trước sát nhân ma vương, Uyển Thiên Thiên có chút tò mò nói, cứ việc Tiêu Phàm cũng chưa giải thích cái gì là ma quân chi tướng, Uyển Thiên Thiên còn có thể tưởng tượng ra được. Mấy tháng này tại chỉ thủy xem, Uyển Thiên Thiên đọc qua qua không ít vô cực môn điển tịch, Tiêu Phàm không những không cấm, ngược lại cổ vũ nàng đi đọc qua những này điển tịch. Muốn trừ tận gốc Uyển Thiên Thiên thể nội âm sát khí, đơn thuần dựa vào ngoại lực, tốn thời gian phí sức làm nhiều công ít. Chủ yếu còn muốn dựa vào Uyển Thiên Thiên chính mình, đoạn này thời gian xuống tới, Uyển Thiên Thiên đối vô cực môn tướng thuật cùng thuật pháp, cũng coi như hiểu rõ chút ra mau. Có thể hiểu như vậy, tiêu phàm nhẹ gật đầu, Uyển Thiên Thiên nhíu mày nói, đường kết thúc đời thứ năm, thế đạo quá loạn. Triều đình cùng nghịch tặc, triều đình cùng chư hầu, chư hầu cùng chư hầu, chư hầu cùng nghịch tặc, nghịch tặc cùng nghịch tặc ở giữa, đánh thành hỗn loạn. Dạng này sát nhân ma vương, quả thực là thành quần kết đội xuất thế. Có ai là chết ở phụ cận đây? Tống Hoàn cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy a à, thường thường cực thịnh chi thế phía sau, chính là cực loạn chi thế. Hán kết thúc, đường kết thúc, tống kết thúc, đều là như thế này. Chúng ta hán nhân sáng tạo huy hoàng nhất sáng lạn văn hóa, sáng tạo giàu có nhất thế gian phồn hoa, những dị tộc kia phá hư, cũng nhất không kiêng nể gì cả. Làm hại cũng thảm thiết nhất, yên chi xã cùng phổ thông nhóm người trộm mộ khác biệt. Bình thường nhóm người trộm mộ, nhiều nhất chính là ba bốn người xoắn suýt cùng một chỗ, nhiều thời điểm cũng không cao hơn hơn 10 cái người, bình thường hay là lâm thời tụ tập cùng một chỗ, yên chi xã là phòng tổ chức, thành viên tương đối cố định. Mà lại, không ít thành viên trình độ văn hóa còn rất cao, tỷ như Tống Hoàn, liền đường đường chính chính là xuất thân chính quy, khảo cổ học chuyên nghiệp. Nếu như là đường kết thúc, lớn nhất sát nhân ma vương là ai? Tiêu phàm lạnh nhạt nói, hoàng sao, Uyển Thiên Thiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng là hắn không chết ở chỗ này a, à, rời cái này rất xa. Mà lại, căn cứ lịch sử ghi chép, hắn là bị mình cháu trai chặt đầu, cầm đi mời hàng, không phải chết tại cung dưới tên. Tiêu Phàm chậm rãi nói, tại Hoàng sao Tạo phản trước đó, còn có một người, danh khí so hắn càng lớn, tạo phản so hắn sớm hơn. Cũng là tư dân buôn muối, giết người không chớp mắt ác ma. Vương Tiên Chi, Uyển Thiên Thiên cùng tống hoàn liếc nhau, đồng loạt kêu lên đúng chính là hắn đây cũng là tên ma vương giết người đường kết thúc đại loạn thế trên thực tế từ hắn bắt đầu đánh lấy tạo phản chiêu bài xoắn suýt một nhóm lưu manh vô lại khắp nơi công thành đoạt đất đốt giết cướp giật việc ác bất tận về sau bị chiêu thảo xứ từng nguyên dụ đánh bại ném tính mệnh nếu như sử thư ghi lại là thực lời nói hắn hẳn là chết ở phụ cận đây tiêu phàm không chậm không nhanh nói đối cái kia đánh lấy tạo phản chiêu bài trên thực tế khát máu thành cuồng lưu manh vô lại không có chút nào hào cảm. Quyền Thiên Thiên cùng Tống Hoàn lần nữa liếc nhau, trên mặt đều hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Dạng này sát nhân ma vương, xác thực cũng có thể nói là ma quân chi tướng, khi còn sống giết người vô số, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, nhất định cũng muốn thừa cơ quấy phá, tai họa nhân gian. chương 554 Thi công Tiêu Thiên động tác 10 điểm lưu loát, rất nhanh liền từ La Châu huyện điều tới một chi công trình đội, vây quanh hố lõm bắt đầu thi công. Địa phương nhỏ, tin tức truyền bá nhanh, Hồng Sơn chấn nháo quỷ tin tức, sớm đã truyền dương ra ngoài. Phụ cận bao công đầu, không có người nào dám tiếp cái này đơn sống. Chi này công trình đội, hay là La Châu huyện huyện trưởng Trần Hiểu Minh chuyên cho Tiêu Thiên điều tới. Từ khi Tiêu Thiên đến Hồng Sơn làm việc về sau, Trần Hiểu Minh hoạn lộ liền trở nên cực kỳ thông thuận, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, từ phổ thông phó huyện trưởng đến thường vụ phó huyện trưởng, trước đó không lâu chính thức thăng nhâm chủ tịch huyện. Không hề nghi ngờ, cái này không chỉ là Trần Hiểu Minh thông minh tháo vát, phía sau có đẩy tay. Tỉnh Lý Dương phó bí thư chuyên môn triệu kiến qua Trần Hiểu Minh, để hắn ủng hộ nhiều hơn Hồng Sơn Trấn làm việc, nhiều quan tâm nhiều hơn Tiêu Thiên trưởng thành. Trần Hiểu Minh lòng dạ biết rõ, mình trên thực tế đã bị định là Tiêu Thiên sứ giả, chỉ cần Tiêu Thiên tại hắn khu quản hạt bên trong nhất viết, hắn liền nhất định phải toàn lực ứng phó ủng hộ Tiêu Thiên làm việc, vì hắn che gió che mưa, cung cấp một cái yêu lương cảng tránh gió. Tiêu Thiên tự mình phụ trách giám sát thi công đội tiến hành thi công. Cái này công trình, kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là vây quanh hố lõm kiến tạo một đạo tường vây, ước chừng cao khoảng 3 mét, nền tảng không tất yếu đánh quá mức lao dựa vào, công trình lượng không lớn. Tiêu Thiên động tác nhanh, thành phố huyện lãnh đạo động tác cũng không chậm. Biết được Hồng Sơn chấn ra dạng này nghe đồn, La Châu thành phố cùng La Châu huyện lãnh đạo chủ yếu, lập tức đuổi tới Hồng Sơn Trấn đến thực địa khảo sát. Có quan hệ Hồng Sơn Trấn hết thảy, thành phố huyện lãnh đạo đều rất xem trọng. Nhưng tương tự, thành phố huyện lãnh đạo cũng đều rất chú ý, rất điệu thấp, tại không có làm rõ ràng đầu đuôi sự tình trước, tuyệt không lung tung phát biểu ý kiến. Đây là có giáo huấn, đã từng không chỉ một vị thị huyện lãnh đạo chủ yếu bởi vì liền Hồng Sơn vấn đề lung tung tỏ thái độ mà mất chức thôi chức. Dựa theo tiêu phạm ý kiến, Tiêu Thiên Huyền chuyển mà kiên quyết đem thành phố huyện lãnh đạo đều chắn trở về, công bố chỉ là lời đồn thôi, không nhọc thành phố huyện lãnh đạo tâm, Hồng Sơn chấn mình có năng lực tiêu trừ dạng này lời đồn. Thành phố huyện lãnh đạo nhóm nửa tin nửa ngờ trở về. Nói thật, bọn hắn cũng chưa chắc liền thật tin tưởng đây là lời đồn, nhưng Tiêu Thiên đã như vậy kiên trì, mọi người cũng chỉ có thể như thế nghe, trừ phi có ai tự nhận có thể không quan tâm lão Tiêu nhà. Duy chỉ có Trần Hiểu Minh là một ngoại lệ, vụng trộm đem Tiêu Thiên kéo qua một bên, lo hiện ra sắc. Trần Hiểu Minh nói cho Tiêu Thiên, hắn đi thành phố bệnh viện nhìn qua Bách Trấn Trưởng, Bách Trấn Trưởng đem hết thảy đều nói cho hắn, cái kia nguyên bản nhất kiên định kẻ vô thần, bây giờ lại càng thêm kiên định cho rằng, mình bị quỷ nhập vào người. Lấy Trần Hiểu Minh cùng Tiêu Thiên quan hệ cá nhân, hắn có tư cách đơn độc cùng Tiêu Thiên thảo luận chuyện này. Tự nhiên, điểm xuất phát là vì Tiêu Thiên tốt, cũng vì Trần Hiểu Minh sĩ đồ của mình tiền đồ, nếu thật là Tiêu Thiên tại Hồng Sơn chấn xảy ra điều gì đường rẽ, hắn Trần Hiểu Minh cái này huyện trưởng chỉ sợ khi không lâu dài. Đối Trần Hiểu Minh, Tiêu Thiên thật không có dấu giếm, cùng hắn ăn ngay nói thật. Tiêu Thiên chính là như vậy họ cách, đã cùng Trần Hiểu Minh là ca môn, vậy liền không nên giấu giếm hắn. Bất quá Tiêu Thiên cũng nói cho Trần Hiểu Minh, việc này không cần lo lắng, đã có cao nhân đuổi tới Hồng Sơn trấn, ngay tại xử trí. Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên Lục Ninh Trần đều không có đi để ý tới La Châu thành phố La Châu huyện các lãnh đạo lo nghĩ. Lục Ninh Trần xuất hiện tại thi công hiện trường, không khách khí chút nào tiếp nhận quyền chỉ huy, chỉ huy thi công đội thi công, tại hình lục giác mỗi một cái bên cạnh thược, hạ chân tường trước đó, Lục Ninh Trần đều muốn trước cách làm, đem một vài thứ chôn sâu tiến vào trong đất, sau đó mới cho phép tiếp tục thi công. Ngay từ đầu, phụ trách thi công đội tiểu bao công đầu cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Những này tiểu bao công đầu, họ cách đồng dạng đều tương đối mạnh hung hãn. Bên ngoài thi công, sinh tồn hoàn cảnh chưa nói tới tốt bao nhiêu, thường xuyên sẽ bị người khi dễ, náo mâu thuẫn đánh nhau là chuyện thường ngày. Họ cách quá yếu ra hỏa, căn bản liền làm không được bao công đầu. Đừng bảo là đấu không lại thi công nơi trốn những cái kia xảo trá hợp lý lưu manh, chính là nhà mình huynh đệ, cũng sẽ không chịu phục. Đội ngũ này mang không được, không giải thích được chui ra ngoài một cái bảo đảo người, không giải thích được ở đây khoa tay múa chân, bao công đầu muốn mua sổ sách mới có quỷ. Lục Ninh Trần giải quyết vấn đề này biện pháp cực kỳ đơn giản thô bạo, nhưng cũng phi thường trực tiếp hữu hiệu. Hắn không nói hai lời, một bàn tay liền đem bao công đầu vung đổ vào vũng bùn bên trong. Lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ, bảy tám tên kiến trúc công cua cô ra hỏa liền sông lên, kêu đánh kêu giết, Lục Ninh Trần không chút khách khí, trong nháy mắt, cái này bảy tám tên tinh tráng hán tử liền nằm một chỗ, lầm bẩm nửa ngày không đứng dậy được nhìn xa xa đây hết thảy tiêu thiên lại là giật mình vừa buồn cười không cùng tiêu bí thư tiến lên phân phó dãy ruộa lấy đứng lên bao công đầu cùng kiến trúc công lập tức ngoan ngoãn phục tùng lục ninh trần quyền uy hắn nói cái gì chính là cái đó tại xã hội tầng dưới chót nắm tay người nào lớn người đó định đoạt pháp tắc sinh tồn vẫn như cũ áp dụng ra hỏa này nơi nào như cái đạo ra người thấy cảnh này uyển thiên thiên không khỏi nhếch miệng nói thần sắc có phần có chút buồn bực tiêu phàm cười cười không có lên tiếng. Hắn cũng không tán đồng Lục Ninh Trần phong cách hành sự, nhưng đây là người ta việc tư, tiêu phàm sẽ không đi phê bình, càng không sẽ đi can thiệp. Thi công đội động tác không chậm, vẻn vẹn ba ngày, một đạo hình lục giác tường vây liền vây quanh hố lõm kiến tạo, cùng nó đồng thời, tường vây bên trong cũng kéo giản dị cột đèn, đốt lên lớn công suất bóng đèn, vô luận bạch thiên hắc dạ, chiếu lên hố lõm lối ra sáng rực khắp. Hình lục giác tường vây bên trong, mỗi một cái bên cạnh, Lục Ninh Trần dùng kim phấn tự tay tô lại đi lên một cái bát quái đồ án. Mỗi một cái bát quái đổ dưới bàn, thì cất đặt lấy một bát thanh thủy, Lục Ninh Trần đâm rách ngón giữa, hướng mỗi bát nước trong bên trong giọt ba giọt máu tươi. Lục Ninh Trần những hành vi này, khiến vốn là bị hố lõm bên trong tình hình làm cho trong lòng là lạ thi công đội viên môn từng cái sợ mất mật, nhìn về phía ánh mắt của hắn, từ lúc mới đầu kính sợ chuyển thành lo nghĩ, lại từ lo nghĩ chuyển thành sợ hãi, thi công chưa cuối cùng hoàn thành, liền có hai tên công nhân đi không từ giã. Ngay cả tiền công đều không muốn, liền bỏ trốn mất dạng. Kỳ thật, nếu không phải cố kỵ đến Trần Chủ tịch huyện mặt mũi, ngay cả bao công đầu đều rất muốn cứ như vậy vung tay chạy mất. Thi công ngày đầu tiên, liền có người nói với hắn, trong hố giống như có đồ vật gì tại nhìn thấy đoàn người, thi công tiến hành đến ngày thứ ba, bao công đầu thậm chí tận mắt tại trong hố nhìn thấy vật kỳ quái, tựa như là một bóng người, chỉ thoáng qua, bao công đầu vẫn cho là mình cũng không có hoa mắt ánh mắt của hắn vẫn luôn rất tốt. Đoàn người không hẹn mà cùng tăng tốc thi công tiến độ, thật vất vả, tường vây rốt cuộc kiến tạo hoàn thành, bao công đầu lập tức thu dọn nhà băng, mang theo hắn người, cũng không quay đầu lại chạy mất. Mặc cho tiêu thiên làm sao giữ lại đều không dùng, lục ninh trần nói, hy vọng bọn họ có thể xuống đến hố lõm bên trong đi, đem kia cái lối đi tu chỉnh một chút. Dưới mắt lối đi này, chỉ có thể miễn cưỡng cho một người thông qua, mà lại là bỏ thông qua. Đối với lục ninh trần mà nói, cái này hoàn toàn không thể chịu đựng. Nhưng bao công đầu nói cái gì cũng không chịu, bị tiêu thiên làm cho gấp, thậm chí thả ra ngoan thoại, dù là đắc tội Trần Chủ tịch huyện, việc này hắn cũng kiên quyết không làm. Có cái gì so cái mạng nhỏ của mình còn muốn gấp đâu? Về phần tiền công, điểm này tiền công tính cái giám A. Bao công đầu nguyên bản cũng không có trông cậy vào có thể dựa vào như thế lấp kín tường vây kiếm tiền, tạm thời cho là đưa cho Trần Chủ tịch huyện một cái ân tình mắt nhìn lấy thình thịch bốc lên khói đen rách ra thẻ cùng tiểu xe hàng mau chóng đuổi theo, cũng như chạy trốn rời đi vườn kỹ nghệ, lục ninh trần sụ mặt, đầy mặt không vui, tiêu thiên thì cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết, để dưới người đến hố lõm bên trong đi thi công, cái này tư tưởng làm việc độ khó rất lớn. Uyển thiên thiên cười đùa, nhảy nhảy nhót nhót đi ra phía trước. Uy, khóc ca, có phải là rất phiền muộn a? À? Lục ninh trần liếc nàng một cái, sắc mặt càng thêm băng lãnh, ngay cả ánh mắt đều là lạnh. Đối với dạng này bị làm hư xảo trá tai quái tiểu nữ hài, Lục Ninh Trần nhất quán không có hảo cảm. Uyển Thiên Thiên bĩu môi, cũng không để ý đến hắn nữa, vươn tay, vỗ tay phát ra tiếng. Lục Ninh Trần liền kinh ngạc nhìn thấy, tường vây lối vào chỗ, xuất hiện khác một chi thi công đội ngũ, ước chừng hơn 10 cái người. Cái này hơn 10 cái người, cùng vừa rồi chi kia thi công đội ngũ công nhân hơi có khác biệt, đi đường tư thế biếng nhác, thân sắc cũng biếng nhác, toàn thân càng là lỏng lỏng lẻo lẻo, Mặt mũi tràn đầy đều là cả lơ phất phơ dáng vẻ, tựa hồ đối với hết thảy đều không phải như vậy quan tâm. Đối người cạm bẫy này bên trong cổ quái, càng là không quan tâm. Phảng phất sớm đã nhìn quen cùng loại tình hình, từ bọn hắn đi đường tư thế liền có thể nhìn ra được, một chuyến này hơn 10 cái người, từng cái người mang võ công, đồng thời đại đa số võ công không kém. Nếu như đây là một chi quân đội, nhóm người này tuyệt đối là trải qua chiến trận lão binh, loại kia chẳng hề để ý thần thái là như thế nào đều trang không ra tống hoàn mang theo nhóm này huynh đệ đi thẳng tới lục ninh trần trước mặt nhưng liếc hắn ai cũng không nói chuyện trong ánh mắt mang theo rõ ràng khiêu khích trị ý lục ninh trần không quen nhìn uyển thiên thiên tống hoàn cũng không quen nhìn hắn loại này tựa như lúc trước tống hoàn không quen nhìn tiêu phàm thẳng đến tiêu phàm cứu uyển thiên thiên tống hoàn mới hoàn toàn thay đổi đối tiêu phàm cách nhìn lục ninh trần trên dưới dò xét tống hoàn một chút lãnh đạm nói, cùng ta xuống dưới, ta sẽ trấn trụ những cái kia lệ quỷ. Các ngươi chỉ cần thanh thông đạo đả thông là được, còn lại, không liên quan chuyện của các ngươi. Tống Hoàn không nói một lời, khiêng sẻng, liền nhảy tiến vào hố lõng. Quyền thiên thiên dưới chân vừa mới khẽ động, lục ninh trần rỗi tay ra, ngăn lại nàng, lạnh lùng nói, ngươi không thể xuống dưới. Ngươi quản ta, những người này đều là huynh đệ của ngươi, ngươi muốn vì bọn họ suy nghĩ. Lục ninh trần ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, không mang một tia ấm áp. Quyền Thiên Thiên dừng bước, ngẹo đầu nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười thần sắc. ngươi là nữ nhân, bản thân liền âm khí tràn đầy, mà lại thể nội âm sát khí trầm tích quá nhiều, dễ dàng nhất hấp dẫn những cái kia quỷ vật. ngươi trước kia âm địa đi quá nhiều, từ nay về sau muốn sống phải thoải mái điểm, hay là tỉnh lại đi. Lục Ninh Trần không khách khí chút nào nói, đi một bên, Quyền Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp. Yếu dung lóe lên liền biến mất, lại bỗng nhiên thu liếm, một gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên tấm xuống dưới, quát lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước. Lục ninh trần lạnh lùng nhìn xem nàng, tay phải nhấc lên một chút, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn tựa hồ cũng có thể nhìn ra được, một cái có thể thống xoái như thế một bọn đàn ông tiểu cô nương, tuyệt sẽ không giống nàng bên ngoài đồng hồ như thế mảnh mai. Coi là thật động thủ, hắn chưa hẳn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng hiện tại cũng không phải cùng người tranh đấu thời cơ tốt. chương 555, Hố Sâu Tiêu phàm đối lục ninh trần cảm nhận cũng không tính hỏng. Người này cứ việc rất ngạo khí, đối người 10 điểm lãnh đạm nhưng là đối với mình bản chức cẩn thận tỉ mỉ. Mắt thấy tống hoàn bọn người dưới hố lõm, lập tức liền đi theo, tại hố lõm dưới đáy, bước cương đạp đấu, bấm quyết tác pháp. Tống hoàn cũng không để ý tới, một mực mang theo các huynh đệ khởi công. Đối cái này tấm lấy tấm mặt chết bảo đảo nam tử, Tống Hoàn không có nửa phân hảo cảm, càng không tin năng lực của hắn. Hắn chỉ tin tưởng tiêu phàm, nếu như không phải tiêu phàm ở đây, Tống Hoàn mới sẽ không trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Mặc dù nói, hắn thiên nhãn tạo nghệ không thể cùng chỉ bân âm dương mắt đánh đồng, không cách nào xem thấu âm dương, phân rõ quỷ vật, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chỗ này hố lõm xa không như bình thường của mộ, âm khí âm u, quỷ ảnh trùng điệp, dĩ vãng bọn hắn muốn là đụng phải dạng này cổ mộ khẳng định sẽ trốn tránh trừ phi biết rõ bên trong có giá trị liên thành châu báu mới có thể mạo hiểm thử một lần tình huống không rõ thời điểm là sẽ không loạn động lần này có tiêu phàm tự mình tỏa trấn tự nhiên coi là chuyện khác tiêu phàm tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi mạo hiểm đã lục ninh trần phi thường tích cực tiêu phàm cũng liền cũng không vội lấy xuất thủ ở một bên tử quan sát kỹ phát hiện Lục Ninh Trần đặc biệt thích dùng máu tươi của mình cách làm, sáu mặt vây dưới tường, sáu bát trong suối nước, đều giọt máu tươi của mình. Bây giờ xuống đến hú lõm dưới đáy, trước mặt vẫn như cũ bảy biện một bát thanh thủy, đâm rách ngón giữa, giọt ba giọt máu tươi đi vào, thần sắc trịnh trọng. Xem ra đây là bảo đảo thượng thanh phái truyền thừa. Đối đây, tiêu phàm không phải 10 điểm tán đồng, lấy người sống chi huyết cách làm, chủ yếu là mượn nhờ người sống tràn đầy dương khí đến quỷ vật tà mị, đạo giáo trong truyền thừa cũng không hiếm thấy, nhất là Mao Sơn một mạch, thích dùng loại phương thức này. Nhưng tiêu phàm từ đầu đến cuối cho rằng, lấy tự thân tinh huyết đến quỷ vật là có chút bất đắc dĩ, cũng chính là sau cùng thủ đoạn. Cái này cùng đánh trận đồng giảng, mạnh nhất đòn sát thủ không dễ dàng vận dụng, dùng số lần càng nhiều, đối thủ biết được cái này đòn sát thủ nội tình, lại dùng cũng không phải là như vậy linh quang. Bất quá tiêu phàm tự nhiên không sẽ đi can thiệp lục ninh trần thi pháp. Đối với tiêu phàm, Lục Ninh Trần kỳ thật cũng phi thường tò mò, từ hôm qua bắt đầu, cái này dáng người cao, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhã nhận nam tử, liền toàn bộ hành trình tham dự. Cứ việc rất ít mở miệng nói chuyện, nhưng từ tiêu thiên, uyển thiên thiên đám người ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, hắn mới thật sự là quyết định người. Cái này còn không phải để Lục Ninh Trần đối tiêu phàm đặc biệt chú ý nguyên nhân, nguyên nhân chân chính ở chỗ, Lục Ninh Trần hoàn toàn nhìn không thấu tiêu phàm. Tiêu phàm vừa xuất hiện, Lục Ninh Trần liền đã lấy sư môn bí thuật lặng lẽ từng điều tra, lại tựa như bùn như nhập hải, hoàn toàn không có tin tức. Đụng phải cực nó cường hãn người, mình điều tra bí thuật trực tiếp bị cản trở về, không được nó cửa mà vào, Lục Ninh Trần trải qua nhiều lần, cũng lơ đánh. Nhưng loại này thần niệm chi lực nhô ra về sau hoàn toàn không có tin tức tình hình, nhưng vẫn là lần đầu. Thật giống như đứng đối diện không phải một cái người sống sờ sờ, mà là một cái hư ảnh, thần niệm chi lực trực tiếp xuyên thấu qua, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp điều tra mục tiêu. Nhưng mà, tiêu phàm liền sống sờ sờ đứng tại bên cạnh hắn, tuyệt không phải một cái hư ảnh. Loại tình hình này mới chính thức làm người ta giật mình. Hắn hiện tại có thể nhìn thấy tiêu phàm, đương nhiên không có vấn đề, nếu như là tại hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, thị giác căn bản không có tác dụng, nếu như thần niệm chi lực thả ra, cũng hoàn toàn không có tác dụng lời nói, như vậy coi như tiêu phàm gần trong gang tắc, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cái này liền quá bị động hai người đối đầu hắn lục ninh trần chỉ có bị đánh phần tuyệt không còn sức đánh trả muốn để lục ninh trần tin tưởng tiêu phàm là một vị siêu cấp đại thuật sư đạo thuật bên trên tạo nghệ xa cao hơn hắn rất được nhiều sự thật này độ khó rất lớn lục ninh trần tình nguyện tin tưởng tiêu phàm khả năng có một loại bí thuật có thể ngăn cách người khác đối với hắn điều tra lục ninh trần ngạo khí không phải là không có lý do hắn tính được là bảo đảo thượng thanh phái kiệt xuất nhất truyền nhân thành tài về sau tại thuật pháp một đạo bên trên cơ bản khó gặp đối thủ làm sao có thể vừa một đuổi đến đại lục liền may mắn thế nào đụng phải thuật pháp đại tông sư chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ tiêu phàm một mực chưa từng toát ra địch ý hắn cũng không thể không hiểu thấu hướng về tiêu phàm bão nổi chỉ ở hố lõm dưới đáy đem hết khả năng bấm quyết thi pháp uy phong lẫm liệt thượng thanh phái truyền thừa tự có độc đáo chi bí Tiêu Phàm thấy rõ ràng, tống hoàn đám người thi công quá trình bên trong, thỉnh thoảng có bóng đen tại hang động chỗ sâu lắc lư, lại toàn bộ bị Lục Ninh Trần bước ở phía xa, không dám qua phân tiếp cận. Thi công liên tiếp tiến hành 5 ngày, trừ yên chi xã hơn 10 cái người, Tiêu Thiên lại trước sau tổ chức 10 cái hậu sinh tiểu hòa tử đuổi tới người giúp đỡ. Những này hậu sinh tiểu hòa tử, từng cái khí huyết cuồn cuộn, dương khí trùng thiên, chính là sinh cơ như biển thời kỳ cường thịnh, bình thường uế vật tà mị, căn bản liền không thể cận thân theo tiêu thiên giới thiệu đều là trong chấn cốt cán dân binh hòa nói bên trong không tin tả không tin quỷ bổng tiểu tử cứ như vậy thi công tiến độ rõ ràng tăng tốc tới ngày thứ năm hoàng hôn thời điểm theo đinh đinh đang đang đổ sắt pha chạm thanh âm quá khứ rầm rầm một trận tiếng vang ngăn cản ở trước mặt mọi người lấp kín tường gạch ngã xuống một cái đen xì hố sâu hiển lộ ra đây là tại phía trước nhất thi công mấy người đều đều duỗi cổ hướng trong hố sâu quan sát bỗng nhiên bên trong một trận tanh hôi vô so âm phong từ trong hố sâu càn quét mà ra nương theo lấy loáng thoáng thê lương vô so tê minh vô so khiếp người không tốt mau lui lại tống hoàn kêu to một tiếng đưa tay kéo một phát bên người vương nhạn phi thân lui về sau đi chỉ thấy hai đạo bóng đen từ trong hố sâu phiêu nhiên mà ra thân hình mơ mơ hồ hồ như có như không nhìn không rõ ràng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng bọn chúng tồn tại hai bóng đen này vừa vừa từ trong hố sâu bay ra liền bỗng nhiên ra tốc, hướng về mọi người bay vụt mà tới. Mặc dù chỉ là hai đoàn cái bóng mơ hồ, mọi người lại rõ ràng cảm giác được bị âm trầm trầm ánh mắt đe dọa nhìn, toàn thân nổi ra gà lập tức xông ra. Tống Hoàn nhắc nhở mặc dù mau lẹ, cuối cùng vẫn là chậm một bước, hai gã khác đánh giúp đỡ tiểu hỏa tử, dù sao không bằng hắn cùng vương nhạn như thế võ nghệ cao cường, phản ứng bên trên muốn chậm nhiều. Vừa mới quay người chạy mấy bước, hai đoàn mơ hồ bóng đen liền đã bổ nhào vào bọn hắn phụ cận, giang hai cánh tay làm bộ liền muốn đem bọn hắn ôm nhiệt chướng lớn mật lục ninh trần quát lạnh một tiếng mọi người chỉ cảm thấy đối diện một cỗ sóng nhiệt đánh tới xen lẫn nhàn nhạt máu tanh mùi vị lập tức liền che đẩy qua mọi người thân thể hướng về bỗng nhiên hiện thân hố sâu lăn lăn đi hai đoàn mơ hồ bóng đen bỗng nhiên cùng cỗ này sóng nhiệt đụng vào nhau lập tức một tiếng thê lương tê minh như là gặp một loại nào đó trọng kích xoay người liền chạy hướng trong hố sâu thối lui lại nơi nào còn kịp trong khoảnh khắc liền bị sóng nhiệt bao phủ, lại là một trận thê lương đến cực điểm tê minh, tại sóng nhiệt bên trong vặn vẹo mấy lần, liền hóa thành từng tia từng tia hắc khí, tiêu tán thành vô hình. Chính đang hướng ra bên ngoài bên cạnh chạy vội tống hoàn bọn người, thân biên phong thanh cùng một chỗ, một bóng người chợt lóe lên, chính là lục ninh trần. Tống hoàn cùng vương nhạn liếc nhau một cái, đều đều lộ ra vẻ giật mình. Cái này bảo đảo đến lãnh khốc ra hỏa, thân thủ thật đúng là không phải cái, tương đương lưu loát coi là thật động thủ so chiêu, Tống Hoàn tự nghĩ chưa chắc là gia hỏa này đối thủ. Nhưng mà chân chính giật này cả mình, không phải Tống Hoàn, cũng không phải Vương Nhạn, vừa vặn là Lục Ninh Trần bản nhân. Phi thân mà trước, tự cho là đã xem thượng thanh quan thân pháp phát huy đến cực hạn, quả nhiên là nhanh như chớp giật, thế như lưu tinh. Đừng bảo là người sống, liền xem như cái này trong hố sâu tà mị quỷ vật, cũng chưa chắc so động tác của mình càng cấp tốc hơn. Ai ngờ vừa mới tại hố sâu trước một rừng bước, lục ninh trần liền cảm giác không đúng tựa hồ có người cùng sau lưng mình không có nghe được thanh âm càng không nhìn thấy bóng người hoàn toàn là suất từ cao thủ bản năng lục ninh trần không cần suy nghĩ bỗng nhiên nhấc lên trong đan điền hơi thở lấy chân trái vì điểm tựa không eo bỗng nhiên vặn một cái hô một tiếng cánh tay phải hướng sau lưng quét ngang mà đi năm ngón tay thành hổ chảo chi hình ở giữa không trung vạch ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vòng tròn uy thế cực kỳ kinh người nhưng cái này nhất định phải được một chiêu nhưng như cũ rơi vào không trung theo cánh tay phải huy động lục ninh trần cả thân thể đều vung đi qua lại phát hiện sau lưng rỗng tuếch cái gì cũng không có lại quay người lại chỉ thấy tiêu phàm đã trường thân ngọc lập đứng tại hố sâu bên cạnh hai tay chắp sau lưng thần thái rủ bận vẫn ung dung thật giống như hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này chưa hề di động qua đối lục ninh trần động tác mới vừa rồi nhìn như không thấy lúc này uyển thiên thiên bước liên tục khoan thai tay áo tung bay phong tình vạn trùng đi tới, cười hì hì nói, lục tiên sinh, tốt tuấn, hổ chảo đại cầm nã. Tiếu dung ngọt ngào, hồn nhiên ngây thơ, nghe vào lục ninh trần trong lỗ tai, lại mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý, tức giận đến một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Người rốt cuộc là ai? Lục ninh trần ngay cả trong hố sâu cổ quái đều không lo được, càng không lo được đánh trả uyển thiên thiên chiêu chọc chế diễu, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, hai mắt bốc hỏa, toàn thân xúc thế, như lâm đại địch tiêu phàm lại cũng không quay đầu lại chỉ là nhìn qua kia đen xì hố sâu trong đôi mắt lục mang lấp lánh mang theo một loại nào đó khó nói lên lời quỷ dị khí tức miệng bên trong lạnh nhạt trả lời lục tiên sinh mọi người là đồng đạo a à, thật sao xin hỏi tiêu tiên sinh là lưu phái nào cao nhân lục ninh trần đề phòng không giảm chút nào vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi tiêu phàm lắc đầu nói lục tiên sinh bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu những này thời điểm. Nơi này vô cùng nguy hiểm, mọi người nhất định phải lập tức rút khỏi đi. Thanh nơi này hoàn toàn phong, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Nói, cũng không cùng Lục Ninh Trần có ý kiến gì, trực tiếp quay đầu đối Uyển Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, người đừng tới đây, nơi này âm khí quá nặng, người sẽ chịu không được. Mang theo đoàn người trước lui ra ngoài, nhanh, đừng nhìn Uyển Thiên Thiên hòa nói bên trong thích cùng tiêu phàm đấu võ mồm, vặn lấy đến, lúc này lại nhu thuận dị thường, liền vội vàng gật đầu đáp ứng một tiếng, dừng bước, chào hỏi bên trên tống hoàn vương nhạn bọn người, xoay người rời đi. Rất nhanh, mọi người liền thối lui đến hố lõm bên ngoài. Dưới mắt người cảm bẫy này, sớm đã không phải năm ngày trước cái kia loạn thất bát tao dáng vẻ, mà là thanh lý phải sạch sẽ, tại đất vàng bên trên đào ra mười mấy cấp bậc thang, ra vào tương đương thuận tiện. Trong cảm bẫy, chỉ còn lại có tiêu phàm cùng lục ninh trần. Lục tiên sinh, Người tại sao còn chưa đi, tiêu phàm hơi kinh ngạc nhìn qua lục ninh trần một chút, hỏi. Tiêu tiên sinh, người còn làm không được ta chủ A. À? Lục ninh trần cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói, lại hồi phục đến lạnh như băng dáng vẻ, chỉ bất qua đối tiêu phàm địch ý, lại mảy may cũng không giấu giếm, đều đều bạo lộ ra. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 37